Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời quay người lại, cũng không quay đầu lại đi, chỉ là cái kia lạnh lẽo sát phạt chi âm, lại là rõ ràng truyền vào thượng quan Phi Vân trong tai, bản tướng không thích, giống như ta người. Thật sâu liếc hắn một cái, thẳng đến hắn biến mất mới thôi, thượng quan Phi Vân không khỏi nhếch miệng lên, cười khẽ một tiếng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Quân nhân tranh giành dũng đấu hung ác, văn nhân lục đục với nhau, quả nhiên không sai. Nghĩ không ra liền cái này đường đường trăm dặm thừa tướng, cũng không thể ngoại lệ. Nhìn tới, hắn là thật cảm thấy uy hiếp, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, thượng quan Phi Vân lại quay đầu, nhìn về phía nguyên bản thủy tạ bay trên trời chỗ, hiện tại giống tuyết thảm cảnh, sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống, cắn răng nói, cổ nhất phàm, người hủy ta phúc địa, lão phu sẽ không tha nhẹ cho ngươi, hừ. Nói, thượng quan Phi Vân cũng là giận hừ một tiếng, thẳng quay trở về. Trong tay còn đang nắm cái kia sắc mặt tái nhợt cổ tam thông, máu tươi, hoa rơi xuống đất, lưu lại một đạo đỏ tươi ấn ký, xa xa truyền ra. Đan Thanh Sinh tại một cái tối tăm trong góc nhìn lấy đây hết thảy, khẽ vuốt chòm râu, lại là ngăn không được ai thán, dao động cái đầu. Ai, tiểu gia hỏa, lần này ngươi thế nhưng là bị hai con chó điên để mắt tới a, muốn thoát khỏi bọn họ dây dưa, cũng không dễ dàng. Một phương diện khác. Theo một đạo ngút trời quang trụ rơi xuống, Trác Phàm hai người thân hình xuất hiện tại một mảnh xanh tươi tốt trong rừng rậm, sớm đã cách cái kia Phi Vân Thành cách xa vạn dặm. Thượng quan Khinh Yên nhìn lấy bốn phía hết thảy một trận kỳ dị, nàng thực sự nghĩ không ra, vừa mới vẫn là vài trăm dặm truyền đưa bọn hắn, một hơi liền đến xa như vậy địa phương, liền Phi Vân Thành cái bóng đều không nhìn thấy. Như thế tới nói, cái kia thượng quan Phi Vân bọn họ là làm sao cũng đuổi không kịp đến. Trong lòng không khỏi vui vẻ, thượng quan Khinh Yên một mặt kỳ dị nhìn về phía Trác Phàm, cổ tiên sinh, ngươi làm sao làm được, sao lại thế? Ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta trước yên lặng một chút. Không có liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm chỉ là lạnh lùng lên tiếng, sau đó liền vẫn đi thẳng về phía trước, tiến vào một cái đen nhánh trong sơn động. Thượng quan Khinh Yên khẽ giật mình, trong lòng lo sợ, không nói gì nữa, chỉ là tâm thần bất định bất an chiếu vào Trác Phàm nói. Ở chỗ này chờ. Thế nhưng là rất nhanh, trong sơn động liền truyền đến từng trận phanh phanh loạn hưởng, còn có từng tiếng phẫn nộ tiếng gào thét, vang vọng toàn bộ trong núi. Nghe đến cái này, thượng quan Khinh Yên sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch cái gì, một mặt đau thương cúi thấp đầu. Nàng minh bạch, Trác Phàm đây là tại phát tiết. Dù sao, vốn là lấy hắn kế hoạch cùng nghiêm mật bố trí, hắn cùng tiểu tam tử đều có thể thành công thoát đi Phi Vân Thành, cao chạy xa bay. Nhưng bây giờ, bởi vì chính mình, nhi tử bị bắt, hắn lại có thể không giận. Minh bạch tâm tình của hắn, trong lòng cũng có chút tự trách, thượng quan Khinh Yên không dám đi quấy rầy hắn, chỉ là khóe mắt mang theo nước mắt, yên tĩnh chờ ở bên ngoài lấy. Âm thanh tiếng nổ cùng giống to, trong sơn động tiếp tục hơn nửa đêm, thẳng đến trời mau sáng, mới miễn cưỡng dừng lại. Thượng quan Khinh Yên không biết bên trong làm sao, cũng không dám tiến vào, cứ như vậy. Ở bên ngoài lại chờ hai ngày về sau, Trác Phàm mới cuối cùng từ bên trong đi tới, sắc mặt cùng bình thường một dạng, rất bình tĩnh, thậm chí so lúc trước còn bình tĩnh được nhiều. Chỉ bất quá, để thượng quan Khinh Yên đầy mặt ngạc nhiên là, giờ này khắc này, Trác Phàm khí thế vậy mà so lúc trước yếu hơn một phần, mà tu vi kia cũng giảm xuống một bậc, theo trước kia thần chiếu ngũ trọng, biến thành thần chiếu tứ trọng cảnh. Sao, làm sao ngươi, nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia đạm mạc thân hình. Thượng quan Khinh Yên nhẹ che môi son, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, trong mắt đều là nghi hoặc. Minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm trầm ngâm một chút, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sâu xa nói, không có gì quan trọng, hai ngày này ta vừa tốt đột phá mà thôi. Đột phá, cái kia như thế nào? Ta công pháp này cùng người khác không quá giống nhau, tu tâm làm chủ, đảo lưu trở về bản nguyên, tên là bản chân quyết. Trong mắt một mảnh đạm mạc. Trác Phàm yên tĩnh lên tiếng, biểu hiện ra, chính là khí thức ẩn nặc, vùi sâu vào trong lòng, tu vi dần dần trở về nhân chi sơ bắt đầu, hỗn độn chi thái, nhưng thực lực tăng nhiều. Đồng thời, tâm tình cũng sẽ nhận được bình phục, lệ khí tiêu hết, tại tâm cảnh có lợi. Mỗi lần tâm phiền khí nóng nảy lúc, ta đều biết lặn tâm tu luyện một trận, trong hai năm qua, ta đại thể một mực tại tu môn công pháp này đi. Nói, Trác Phàm tuy nhiên trong mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng là trong mắt chỗ sâu lại không thể phát giác lóe qua một tia sầu bi tới. Hai năm này,
hắn một mực tại tu viên lão để lại cho hắn môn công pháp này, bình phục tâm tình, nói cách khác, trong 2 năm qua, lòng hắn một mực không bằng phẳng, bị sầu bi giao xoa. Trở nên sự tình, cũng chỉ có. Thật sâu liếc hắn một cái, thượng quan Khinh Yên tựa hồ nghe ra bên trong ý tứ, không khỏi thử thăm dò phỏng nói, ngươi nói là, 2 năm này ngươi đều bởi vì thê tử ngươi sự tình. Tốt, nói vớ vẩn thiếu tự. Thế mà, còn không đợi nàng nói xong, Trác Phàm đã là hét lớn một tiếng, bỗng dưng ngắt lời nói, các ngươi thượng quan ra chỗ tập hợp ở nơi nào, mang ta đi đi. Không khỏi hơi chậm lại, thượng quan Khinh Yên lần nữa thật sâu liếc hắn một cái, đã thấy cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ đạm mạc, giếng cổ không gợn sóng, biết hắn không muốn nhắc đến, liền cũng không nói chuyện. Chỉ hơi hơi gật gật đầu, liền một địa phi hướng không trung, tại phía trước dẫn đường. Dương mắt nhẹ liếc nàng một cái, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, cũng là một bước chân, theo thật sát. Kết quả là, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, cấp tốc hướng lớn nhất đông phương, Thái Dương vừa mới dâng lên chỗ bay đi, cái này vừa bay, thì lại là 2 ngày 2 đêm qua đi. Trong lúc đó, hai người đều không có cái gì quá nhiều nói chuyện với nhau, Trác Phàm một mực bản lấy một khuôn mặt, không buồn không vui, vĩnh viễn là một mảnh bình thản. Thượng quan Khinh Yên trong lòng tâm thần bất định, phụng trộm quay đầu liếc trộm hắn liếc một chút, muốn nói điểm gì, hoặc là nói là muốn nghe ngóng giải chút gì, liên quan tới nam nhân này càng tường tận sự tình. Nhưng là xem xét hắn bộ này tránh xa người ngàn dặm sắc mặt, liền trong lòng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, lại bỏ đi cái chủ ý này. Rốt cục, lại qua một ngày sau đó, thượng quan Khinh Yên thân thể trầm xuống, cuối cùng rơi xuống một mảnh yên tĩnh mặt hồ trước, Trác Phàm nhìn thấy, cũng là lập tức một rơi xuống bên người nàng. Sau đó, tinh tế đánh đo một cái bốn phía bố trí, đạm mạc gật gật đầu, đây chính là các ngươi thượng quan gia rút lui sau điểm dừng chân a, xác thực nghiêm mật. A, làm sao ngươi biết, ta còn chưa nói đâu. Không khỏi giật mình, thượng quan Khinh Yên kỳ dị liếc hắn một cái, trong đôi mắt đẹp, dị sắc liên tục. Không khỏi nhạt cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, đừng quên, ta tại trên trận pháp cũng là rất có tạo nghệ. Hồ này bên trong kết giới, người khác có lẽ nhìn không hiểu, nhưng không giấu giếm con mắt ta. Nếu không phải sợ cứ như vậy đến nhà đường đột các ngươi tộc nhân lời nói, ta hiện tại liền có thể phá vỡ kết giới này, xông vào. Kinh ngạc nhìn Trác Phàm không thả, mỹ lệ mắt to thỉnh thoảng lại phe phẩy, thượng quan Khinh Yên lại là rốt cuộc không nói ra một câu, đã là hoàn toàn giật mình lo lắng. Thẳng đến Trác Phàm một mặt kỳ dị liếc nhìn nàng một cái, nàng vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, ánh mắt ngốc trệ. Ngươi, còn có tài năng gì, là ta không biết sao? Hay xảy ra, chỉ là ta làm gì phải nói cho ngươi? Tranh thủ thời gian kêu cửa đi, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai ngón tại thượng quan Khinh Yên trên trán nhẹ nhàng bắn ra, phanh một tiếng, liền đem nàng đạn đến đầu run lên. Khóe miệng thống khổ liệt lên, xoa cái chán. Bất quá, nàng lại cũng không tức giận, chỉ là hai gò má một đỏ, lập lòe cười cười về sau, liền trong tay kết ấn, chuẩn bị thúc đẩy trận môn. Thế nhưng là, còn không đợi nàng động thủ, hai tiếng hét lớn lại là cùng nhau phát ra, người nào. Ngay sau đó, siêu siêu hai bóng người lóe qua, hai vị trắng phục người trẻ tuổi, nhất thời xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, đầy mặt sát khí cùng vẻ cảnh giác. Là ta. Các ngươi không biết sao, hơi hơi dương dương trắng như tuyết cái cằm, thượng quan Khinh Yên nhạt cười ra tiếng. Mà hai người kia định thần nhìn lại cũng là sững sờ, sau đó liền vui vẻ, tiểu thư, ngài trở về, gia chủ thế nhưng là một mực tại nhớ thương ngươi a. Nhếch miệng lên, cười nhạt một tiếng, thượng quan Khinh Yên cũng là vui vẻ gật đầu. Chờ một chút, Cổ Nhất Phàm, người thế mà còn dám ra hiện tại chúng ta trước mặt. Nạp mạng đi đi. Thế nhưng là rất nhanh, hai người trẻ tuổi kia nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó nhưng lại là giật mình, tiếp lấy liền hai mắt đỏ thẫm, toàn thân sát khí đột nhiên tuôn ra, riêng là cái kia dung hồn cảnh cao thủ khí thế cường đại, hung hăng hướng Trác Phàm trên mặt áp đi, gầm thét lên tiếng. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, thượng quan Khinh Yên gặp bọn họ muốn hướng Trác Phàm xuất thủ, vội vàng cản tại trước mặt bọn hắn, cả giận nói các ngươi làm cái gì? Tiểu thư! Gia chủ cùng ba vị cung phụng trở về đã nói cho chúng ta biết, Cổ Nhất Phàm hắn cũng là cái gian tế, lần này chúng ta chỗ lấy tổn thất nặng nề, đều là bái hắn ban tặng. Hôm nay, hai người chúng ta sẽ vì chết đi tộc nhân báo thù, hừ.
hung hăng cắn răng, hai người kia trợn mắt nhìn, sau đó vừa nhìn về phía thượng quan Khinh Yên, khuyên nhủ tiểu thư xin tránh ra, không muốn lại bị tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ chỗ mê hoặc, tiểu tử này hôm nay không chết không thể. Lời vừa nói ra, cái kia trên thân hai người sát ý càng sâu, thượng quan Khinh Yên nhìn thấy, trên mặt cũng là vẻ mặt vội vàng hai tay triển khai, bảo hộ ở Trác Phàm trước người, một mặt kiên định, hôm nay có ta ở đây nơi này, ta xem các ngươi ai dám thương tổn cổ tiên sinh một sợi lông. Tiểu thư, ra mặt co lại, hai người kia thật sâu nhìn lấy thượng quan Khinh Yên kiên định sắc mặt, lại là bất đắc dĩ, chỉ có thể ai thán một tiếng, lộ ra một bộ đau lòng nhức óc khuôn mặt. Mà gặp bọn họ tạm thời không dám lên trước, thượng quan Khinh Yên không khỏi vội vã nhìn về phía sau lưng Trác Phàm, nhỏ giọng thúc giục nói, người đi nhanh lên, tại cha ta bọn họ đi ra trước đó rời đi, còn có thể giữ được một cái mạng tại. Nếu không mà nói, bên trong cao thủ đi ra, ngay cả ta đều bảo vệ không ngươi. Người nào dùng ngươi bảo vệ a, ta đến chính là vì gặp ngươi cha, hiện tại ngươi đuổi nhanh đi vào đem cha ngươi mang ra đi. Lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Khí tức bất giác trì trệ, thượng quan Khinh Yên không khỏi hung hăng khoét hắn liếc một chút, cả giận nói, hiện tại ngươi còn xính cái gì anh hùng khí khái. Ngươi hại cho chúng ta tộc nhân lần này thương vong thảm trọng, cha ta thân là tộc trưởng, há có thể bỏ qua cho ngươi. Ngươi cái này không phải là tìm chết sao? Đã như vậy, ngươi thân là thượng quan gia đại tiểu thư, thì càng chắc là đem cha ngươi mang ra, trừng phạt ta tên hung thủ này, vì tộc nhân báo thù a, còn ở lại đây làm gì? Ngươi! Trong lòng bất giác quính lên, thượng quan Khinh Yên nhất thời nghẹn lời, lại là thầm mắng lên tiếng, ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu, có đường sống không đi, nhất định phải hướng chết cửa đóng lại xong. Ngươi nếu là chết, ta nhưng là... Tiểu tam tử nhưng làm sao bây giờ a? Hít thật sâu, Trác Phàm bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi đây cũng không cần quản, vốn là ta lần này cũng là tới gặp cha ngươi, nếu là ngươi không đi vào thông báo lời nói, vậy ta đánh vào đi cũng không quan trọng. Nói, Trác Phàm liền ánh mắt lạnh lẽo, đã là chuẩn bị muốn xông vào. Thấy tình cảnh này, thượng quan Khinh Yên vội vàng xuất thủ ngăn cản hắn, oán giận nói, ngươi nếu là cứ như vậy xông vào, thì phiền toái hơn. Thật tốt, sợ ngươi, ta đi cho ngươi thông báo một tiếng, nói điểm lời hữu ích a, có lẽ. Ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, thượng quan Khinh Yên mặc dù nói như vậy, nhưng cũng cảm thấy coi như nàng lại như thế nào cầu tình, cũng không đáng tin cậy. Nhưng là nàng lại không lay chuyển được Trác Phàm, chỉ có thể kiên trì lên. Kết quả là, thượng quan Khinh Yên trong tay ấn quyết liên tục, chỉ về phía trước, nhưng ngửi ông một tiếng vang nhỏ. Bình tĩnh trên mặt hồ nhất thời sóng ánh sáng gợn sóng, tầng tầng tản ra. Một đạo đen nhánh lỗ trống, đột nhiên ở trước mặt mọi người hiển hiện ra, xa xa vào trong xem xét, lại chính là một đầu thâm thúy không thấy đáy sơn động. Các ngươi hai cái, ở chỗ này thành thật một chút, bản tiểu thư không có trở về trước đó, không được hành động thiếu suy nghĩ, nghe đến không có. Kết giới mở ra, thượng quan Khinh Yên quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, bất đắc dĩ thở dài. Liền muốn chui vào bên trong. Thế nhưng là trước khi tiến vào, vẫn là có chút không yên lòng nhìn về phía hai gia tộc kia hộ vệ, cảnh cáo nói. Liếc nhìn nhau, hai người kia lẫn nhau đánh cái ánh mắt, đều là 10 phần thuận theo khom người cúi đầu, cẩn tuân đại tiểu thư phân phó, chúng ta minh bạch. Tốt, các ngươi minh bạch liền tốt. Hài lòng gật đầu, thượng quan Khinh Yên vung lên váy, đột ngột đến chui vào cái kia trong động, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là rất nhanh liền lại truyền về nàng cái kia còn có chút lo lắng căn dặn âm thanh, cổ tiên sinh, ngươi cần nghĩ kỹ, bây giờ rời đi còn kịp. Không nói gì, Trác Phàm thờ ơ trợn mắt một cái, từ chối cho ý kiến. Lâu dài nghe không được hồi âm, thượng quan Khinh Yên minh bạch Trác Phàm ý tứ, bất đắc dĩ thở dài, cũng không nhiều ngữ, đành phải thẳng đi vào bên trong. Bỗng dưng, đen nhánh trong sơn động truyền ra trận trận tất dẫn tiếng bước chân. Càng chạy càng xa, thẳng đến sau cùng hoàn toàn biến mất động tĩnh. Lỗ tai hơi động một chút, cái kia hai tên hộ vệ nghe đến rốt cục không có tiểu thư động tĩnh, lẫn nhau nhìn xem về sau, khóe miệng bất giác cùng nhau nhấc lên tà ác đường cong. Sau đó hai cặp tràn đầy sát ý ánh mắt, chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó, từng trận lãnh mang, vù vù lấp lóe. Ánh mắt khẽ híp một cái, hoàn toàn nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Trác Phàm khóe miệng cũng là bất giác nhếch lên một đạo quỷ mị đường cong, tiếng nói ở giữa phát ra trận trận cười lạnh. Tiểu thư trở về, tiểu thư trở về. Cùng một thời gian,
Thượng quan Khinh Yên trong động được không đến 100 mét, lập tức liền gặp phải trong động người tuần tra, không khỏi nhất thời giật mình, tiếp lấy liền vui gọi liên tục, đem cái này vui vẻ tin tức truyền vào trong động mỗi một góc. Mà theo người kia kêu gọi, một đám người cũng đi theo ra, riêng là gia chủ thượng quan Phi Hùng, càng là không kịp chờ đợi nghênh ra, đợi nhìn đến thật là chính mình nữ nhi lúc, không khỏi nhất thời hớn hở ra mặt, tiến lên ôm chặt lấy, kích động hoa chân múa tay, Yên Nhi, người rốt cục trở về, không có làm bị thương đi. Không có, nhiều cảm ơn phụ thân quan tâm. Chậm rãi lắc đầu, thượng quan Khinh Yên cũng là một mặt vui mừng. Thật sâu nhìn lấy nàng, thượng quan Phi Hùng vui mừng gật gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến cái gì giống như, vội vàng hỏi nói, đối Yên Nhi, ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới trở về, tiểu tử kia không đúng ngươi làm gì đi. Không có, cổ tiên sinh cứu nữ nhi tánh mạng về sau, một mực có chút chiếu cố, còn tự thân đưa nữ nhi trở về. Cái gì, ngươi nói là hắn đưa ngươi trở về. Thượng quan Khinh Yên vốn là muốn thay Trác Phàm nói điểm lời hữu ích, một hồi cũng tốt thay hắn thoát tội, nhưng là còn chưa nói xong, thượng quan Phi Hùng đã là giật mình, vội vàng nói, như vậy hắn. Hiện tại lại ở đâu? Ách! Trong lòng bất giác trì trệ, thượng quan Khinh Yên do dự nửa ngày, lại là không biết nên như thế nào trả lời. Vốn là nàng muốn trước dùng một số lời hữu ích cho Trác Phàm làm nền, để mọi người đối với hắn ấn tượng đổi mới một chút. Cứ như vậy, một hồi gặp mặt cầu tình cũng tốt làm nhiều. Nhưng là bây giờ, còn không đợi nàng nói vài lời, cha nàng liền đã cưỡng chế đánh gãy, hỏi hắn hạ lạc. Như là như vậy lời nói, hai người này trực tiếp chạm mặt, còn không lúc này cùng sao hỏa đụng phải hỏa dược giống như, một chút thì nổ. Cái này, nên làm thế nào cho phải a? Mi đầu thật sâu nhíu lại, thượng quan Khinh Yên một trận do dự, lại là không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Thượng quan Phi Hùng gặp này, càng thêm kỳ quái, thế nào, người không biết sao? Hắn đưa người trở về, đến tột cùng là đi vẫn như cũ ở chỗ này a? Phụ thân, xin ngài một hồi nhất định muốn tỉnh táo, ngài nhìn thấy hắn về sau, nhất định chuyện gì cũng từ từ, có lẽ hắn làm như vậy cũng là có hắn nỗi khổ tâm đâu. Không có trả lời hắn cha hỏi, thượng quan Khinh Yên chỉ là sầu mi khổ kiểm, lúng túng thay Trác Phàm dàn xếp. Thế nhưng là nàng lời vừa nói ra, thượng quan Phi Hùng lập tức minh bạch hết thảy, bình tĩnh nói như vậy, hắn là ở bên ngoài chờ lấy. Người nào đi cùng với hắn? Chúng ta khi trở về, đụng phải hai tên tộc nhân, bên ngoài chờ đợi. Xấu! Thượng quan Khinh Yên tâm thần bất định lên tiếng, thế nhưng là còn không đợi nàng lời nói xong, thượng quan Phi Hùng đã là oán hận vừa gõ quyền, vội vàng đi ra ngoài. Còn lại trưởng lão cung phụng, bao quát cái kia ba vị trí cường cung phụng, cũng vội vàng theo thật sát. Cái này hỏng bét, đám người tuổi trẻ này đụng vào nhau, còn không nhất thời đánh vào cùng một chỗ. Cái kia cổ nhất phàm hắn. Nghi đầu hung hăng run rẩy, thượng quan Phi Hùng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, thượng quan Khinh Yên gặp này, không khỏi vui mừng trong bụng, hớn hở nói, phụ thân, người còn tại quan tâm cổ tiên sinh an nguy. Vậy quá tốt, người không ghi hận hắn. Chỉ là người yên tâm, cái kia hai cái tộc nhân ta đã bắt chuyện qua, bọn họ sẽ không đối cổ tiên sinh động thủ, chỉ đợi phụ thân ra ngoài xử lý. Ta lo lắng hắn cái giám a. Thế nhưng là, thượng quan Khinh Yên vừa mới dứt lời, thượng quan Phi Hùng đã là nhìn không được chửi ầm lên tiếng, mấy ngày nay chúng ta một mực tại xem xét Ngọc Lâm tên xúc sinh kia, mới biết được, thì ra hắn là bị cổ nhất phàm một chiêu xử lý. Mạnh như thế người, bên ngoài cái kia hai tên tiểu tử cái nào là người ta đối thủ. Nếu là một khi chiến lên, lại bị tiểu tử kia làm thịt thì phiền phức. Ta người nhà họ thượng quan, há có thể ba lần bốn lượt bị người làm nhục như vậy. Không khỏi co rụt đầu lại, thượng quan Khinh Yên nhìn không được le le đáng yêu đầu lưỡi, nói lầm bầm, ta không phải mới vừa nói, dặn dò qua hai người bọn hắn, mà cổ tiên sinh tại nhìn thấy ngươi trước mặt, cũng sẽ không vô duyên vô cớ sinh sự. Căn dặn, ngươi cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi trẻ khí thịnh, sẽ nghe ngươi một tiểu nha đầu căn dặn. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài, thượng quan Phi Hùng một mặt cười khổ, lắc lắc đầu, tuy nói người trẻ tuổi có chút tinh thần phấn chấn là chuyện tốt, nhưng tinh thần phấn chấn quá thịnh, thế nhưng là phải bị thua thiệt. Nhị trưởng lão, cái kia hai cái bên ngoài thủ môn đệ tử là ngươi người a, một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì, không cần thiết tức giận, đợi ta tra rõ tiểu tử kia ý đồ đến lại nói. Bình tĩnh gật đầu, một lão giả đuổi bước lên phía trước, liên tục không ngừng gật đầu, gia chủ yên tâm, lão phu tu hành nhiều năm,
tâm tính đã ma luyện đến lô hỏa thuần thanh, ngài còn không hiểu sao? Ha ha ha, đúng vậy a, lão phu cũng là quá giải ngươi, mới căn dặn ngươi. Nhiều năm như vậy, tính tình nóng nảy vẫn như cũ không thay đổi, ta sao có thể yên tâm được? Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, thượng quan Phi Hùng trong lòng oán thầm, lại là không nói thêm. Kết quả là, cứ như vậy, một đám thượng quan gia lão đại, trùng trùng điệp điệp hướng bên ngoài kết giới đi đến, mà lại mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc, phảng phất muốn gặp mặt đại nhân vật gì giống như, căng thẳng một khuôn mặt, chậm chạp buông lỏng không xuống. Thượng quan Khinh Yên gặp này, không khỏi âm thầm tắc lưỡi, mọi người đây đều là làm sao, đi gặp cổ tiên sinh, cha mình một người đủ để quyết định như thế nào xử lý, cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Thế nhưng là, nàng tiểu nha đầu này lại làm sao biết, nàng còn coi Trác Phàm là thành là người đồng lứa như vậy, làm sai sự tình chờ lấy bị phạt đệ tử một dạng, cùng thượng quan Ngọc Lâm không có gì khác biệt thân phận, dù sao đều là phản bội gia tộc a. Nhưng thượng quan Phi Hùng bọn người, cũng đã không nhìn như vậy. Phải biết, lần này thượng quan ra đánh với Phi Vân Vương phủ một trận, thượng quan Ngọc Lâm xác thực chỉ là cái mật thám quân cờ, nhưng Trác Phàm khác biệt, hắn là nắm tử người, trưởng khống đại cục hậu trường hắc thủ. Nói cách khác, hắn là không giống với Phi Vân Vương phủ cùng thượng quan gia phe thứ ba thế lực đại biểu. Mà lại người này, vẫn là đem kiếm ngôi sao đệ nhất cố vấn, Bách Lý Kinh Vĩ đùa bỡn vỗ tay nam nhân. Cứ như vậy, bọn họ đối Trác Phàm coi trọng, thế nhưng là không thể đạo lý tính a. Đã hoàn toàn không đem hắn coi như là thế hệ trẻ tuổi nổi bật, mà chính là trưởng khống cục thế một phương thế lực. Cho nên, bọn họ hưng sư động chúng như vậy ra ngoài gặp Trác Phàm, không phải muốn đem hắn làm phản đồ một dạng xử lý, mà chính là làm thành một phương thế lực khác đại biểu đàm phán. Cái này nghe có thể có chút buồn cười, các người cái này mấy trăm quy nguyên cao thủ tề tụ một cái gia tộc, cùng một cái nhiều lắm là dung hồn cảnh thực lực tiểu tử, có gì có thể nói. Thế nhưng là, vấn đề ngay tại ở, hắn không chỉ là dung hồn cao thủ, vẫn là một cái có thể cùng Bách Lý Kinh Vĩ chống lại nam nhân. Đế quốc thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ, không đáng bọn họ nói sao? Nếu là đáng giá, như vậy Trác Phàm, thì càng đáng giá. Huống chi, bọn họ một mực mong đợi trùng thiên kiếm, hiện tại thế nhưng là tại Trác Phàm trong tay, vậy bọn hắn thì càng không có lựa chọn nào khác. Bọn họ nhưng là không tin, một cái tâm cơ mưu trí có thể cùng Bách Lý Kinh Vĩ chống lại nam nhân, hội cùng bình thường thế tục người trẻ tuổi một dạng, bị mấy người cao thủ đe dọa một chút, thì cái gì đều giao ra. Cho nên, xét đến cùng, bọn họ còn phải nói. Ông. Một đạo không gian ba động vang lên, thượng quan Phi Hùng bọn người mở ra kết giới, một đám cường giả trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài, lại là nhất thời trì trệ, tiếp lấy rear map lắc một cái, da mặt nhìn không được rung động lên. Quả nhiên như gia chủ chỗ nói, bọn họ không muốn nhìn thấy sự tình, cuối cùng phát sinh. Chỉ thấy giờ này khắc này, Trác Phàm khoan thai tự đắc đứng tại bụi cỏ một bên, không nói ra không màng danh lợi tự nhiên, thế nhưng là dưới chân hắn, lại là một mảnh dòng máu. Vừa mới cái kia hai tên thượng quan gia tuổi trẻ bọn hộ vệ, từng cái mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lấy, lại là cũng đứng lên không nổi nữa. Đoán chừng liền bọn họ chính mình cũng không biết, vì sao một cái nhìn qua chỉ có thần chiếu cảnh tiểu tử, hội lợi hại như vậy, nhanh gọn đem bọn hắn quật ngã. Nhất thời trong mắt mê mang ủy khuất, chảy ra không ngừng lộ, lại không làm nên chuyện gì. Ai, tình báo đến quá muộn a. Không có thể kịp thời nói cho tộc nhân tiểu tử này thực lực. Hắn nãi nãi, cái này cổ nhất phàm hai cha con đến tột cùng là lai lịch thế nào, một cái so một cái đổ biến thái. Liếc nhìn nhau, đông đảo lão đại trong mắt đều là bất đắc dĩ, ngăn không được dao động cái đầu. Riêng là cái kia nhị trưởng lão, vừa mới còn nói mình tâm tính không tệ, để thượng quan Phi Hùng yên tâm. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy chính mình đệ tử chịu nhục người trước, đã là nhìn không được nổi trận lôi đình. Quy nguyên cảnh cao thủ khí thế cường đại, nhất thời thình thịch hướng ra phía ngoài ứa ra, rất nhiều đã phát ra là không thể ngăn cản chi thế. Bất quá, Trác Phàm đối với cái này lại dường như không nhìn thấy đồng dạng, cười lớn một tiếng, liền hướng thượng quan Phi Hùng đi tới, mặt mũi tràn đầy thân mật nói, cứu cứu, ba ngày không thấy, như cách ba thu a, người có thể nghĩ chết ta, ha ha ha. Thiếu mẹ hắn đến một bộ này, người bộ mặt thật sự. Ba ngày trước lão phu đã nhìn đến nhất thanh nhị sở, người cũng đừng ở trước mặt lão phu làm tiếp kịch, cổ nhất phàm. Ánh mắt bất giác lạnh lẽo, da mặt có chút co lại, thượng quan Phi Hùng nhất thời gầm thét lên tiếng,
ngươi lần này lại tới tìm chúng ta, đến tột cùng có ý đồ gì? Thân thể bất giác một trận, Trác Phàm đánh tới cước bộ bỗng nhiên dừng lại, sau đó lập lòe cười cười, từ chối cho ý kiến lắc đầu. Thượng quan Khinh Yên gặp, vội vàng lần nữa hòa giải, mỉm cười nói, phụ thân, cổ tiên sinh sợ ta trên đường gặp nguy hiểm, chuyên môn hộ tiễn ta về tới. Không, ta chính là để cho nàng mang cái đường, chuyên tìm đến thượng quan gia chủ một lần. Thế mà, còn không đợi nàng nói xong, Trác Phàm đã là cười lạnh, lúc này đánh gãy nàng lời nói, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng lên, thậm chí hoàn toàn bất cận nhân tình trình độ, sâu xa nói, thượng quan gia chủ, ta chỗ này có khoản giao dịch, không biết ngươi có thể hay không có hứng thú nghe xong. Mí mắt hơi hơi run run, thượng quan Phi Hùng trầm ngâm một chút, chăm chú nhìn chăm chú về phía cái kia tà dị khuôn mặt, lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, ta cứ việc nói thẳng. Đạm mạc gật gật đầu, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, mọi người đều biết, nhi tử ta là vì cứu lệnh ái mới bị thượng quan Phi Vân bọn họ bắt. Thượng quan gia thân là hiệp nghĩa thế gia, có phải hay không cái kia tri ân đổ báo, giúp ta cứu trở về thương con đâu. Thân thể nhìn không được chấn động, thượng quan Khinh Yên nhất thời không sai, thì ra cổ tiên sinh là vì sự kiện này mới không tiếc mạo hiểm, tới gặp cha ta a. Sau đó vội vàng nhìn về phía thượng quan Phi Hùng, cũng là vội vã lên tiếng xin xỏ cho, đúng vậy a, tiểu tam tử là vì ta. Cái này không có ngươi sự tình, lui ra. Hung hăng khoát khoát tay, thượng quan Phi Hùng lúc này đánh gãy, sau đó hung hăng nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, lộ ra trận trận cười lạnh, ha ha ha. Cứu nữ nhi của ta, các người hai cha con lấy nữ nhi của ta làm mồi nhử, đem chúng ta một chúng tộc nhân lừa gạt nhập trong tay các ngươi trưởng khống. Chúng ta bị các ngươi làm khỉ đùa nghịch hơn nửa tháng, càng là bồi lên đông đảo tộc tính mạng người. Nếu là có thể lựa chọn lời nói, lão phu thân là tộc trưởng, thà rằng cầm chính mình nữ nhi tánh mạng, đổi về những cái kia tộc tính mạng người. Cứu nữ nhi của ta, thì để cho chúng ta mạo hiểm nữa giúp ngươi cứu nhi tử. Dựa vào cái gì? Thân thể nhịn không được lắc một cái, thượng quan Khinh Yên kinh ngạc nhìn mình phụ thân, trong lòng bỗng dưng đau xót, một mặt réo rắt thảm thiết cúi thấp đầu. Trong mắt đã là có nước mắt. Thì ra phụ thân để ý tộc tính mạng người, vượt qua chính mình. Chỉ là cái này cũng xác thực như thế, phụ thân luôn luôn hiên ngang lẫm liệt, nếu là thật sự có thể cầm tính mạng của ta đổi lấy trong tộc hắn tính mạng người lời nói, ta cũng sẽ. Thượng quan Khinh Yên trong lòng một trận thương cảm, nhưng cũng có thể lý giải, bởi vì nhà bọn họ Phong cũng là như thế. Dường như hoàn toàn không có chú ý tới mình nữ nhi yêu thương giống như. Thượng quan Phi Hùng vẫn như cũ một mặt chính khí, hung hăng nhìn chăm chú về phía đối diện Trác Phàm chỗ đó, nhìn hắn làm sao tiếp chiêu. Còn lại bên người trưởng lão cung phụng nhóm gặp này, lại là cùng nhau bái phục nói, gia chủ đại nghĩa, chúng ta thể sống chết đi theo. Đại nghĩa, mi đầu không khỏi vẩy một cái, Trác Phàm thật sâu nhìn đối diện thượng quan Phi Hùng liếc một chút, lại là hoàn toàn không ăn hắn một bộ này, trong lòng từng trận cười lạnh, không ngừng phát ra. Lưu bị ngã tử, hư tình giả ý. Một số đàm phán tiểu hoa chiêu mà thôi, ngươi làm lão tử thật tin ngươi tà, sẽ lên ngươi làm. Hừ hừ hừ. Trong mắt lóe lên vạn phần khinh thường thần quang, Trác Phàm một mặt khinh bỉ nhìn về phía đối diện thượng quan Phi Hùng, khoan thai lên tiếng, thượng quan gia chủ nói như vậy, nhưng có điểm cưỡng từ đoạt lý, không hỏi thị phi. Nói tốt giống các ngươi tổn thất nặng nề, đều là hai cha con chúng ta hại một dạng, cho dù cứu ngươi khuê nữ. Cũng khó có thể bù đắp được cái này mấy trăm tánh mạng. Thế nhưng là ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, các ngươi thượng quan gia tổn thất, là lão tử thiết kế tạo thành sao? Thân thể nhịn không được chấn động, thượng quan Phi Hùng sắc mặt khẽ nhúc nhích, nghiêm túc một mảnh, lại là không nói gì. Hừ, các ngươi thượng quan gia lần này chỗ lấy hội rơi vào người ta cái bao bên trong, một là Bách Lý Kinh Vĩ trăm phương ngàn kế, trong bóng tối mưu đồ, hai là ngươi thượng quan Phi Hùng xử sự bất ổn. Chỉ vì cái trước mắt gây nên. Coi như không có lão tử xuất hiện, các người thượng quan gia liền sẽ không gặp nạn. Liền sẽ không ra phản đồ. Đến lúc đó, Bách Lý Kinh Vĩ tổ chức đan vương đại hội, các người như cũ không kịp chờ đợi phái thượng quan Ngọc Lâm tiểu tử kia đi tham gia, tiểu tử kia nước tiểu tính như cũ làm phản gia tộc, các người như cũ sẽ bị Bách Lý Kinh Vĩ vây cái nước chảy không lọt, toàn quân bị diệt. Đây hết thảy, đều cùng lão tử không có nửa xu quan hệ, đều là ngươi. Thượng quan Phi Hùng, chủ nhà họ thượng quan vô năng cùng thiển cận tạo thành, lão tử chỉ là thừa cơ dựng cái đi nhờ xe mà thôi, các người thượng quan ra đại nạn, lại cùng lão tử có nửa xu quan hệ. Đón lấy,
Trác Phàm trong mắt lạnh lẽo, chợt lớn tiếng gào thét mà ra, trên mặt đều là vô tận trào phúng cùng khinh miệt, chính ngược lại, hoàn toàn là bởi vì lão tử tồn tại, tại thủy các chỗ đó làm ra động tĩnh, Bách Lý Kinh Vĩ mới kinh hoàng sau khi buông tha đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn cơ hội tốt, lưu lại các ngươi bọn này cặn bã. Có thể nói, lão tử không chỉ có cứu ngươi khuê nữ mệnh, còn cứu các ngươi nơi này tất cả mọi người mệnh. Các ngươi hiện tại thế mà ngã không phân biệt tốt xấu, trả đũa, đem chính mình vô năng thiển cận cùng tất cả sai lầm đều cắm đến lão tử trên đầu, cái này cùng lời oán báo ân khác nhau ở chỗ nào, đây chính là Đông Châu đệ nhất thị tộc, hiệp nghĩa gia tộc, thượng quan gia tác phong sao. Ta nhổ vào, cẩu thí, dối trá. Trác Phàm nộ hống ở chỗ này tất cả mọi người bên tai không ngừng tiếng vọng, làm cho mọi người đều là khẽ giật mình, thân thể lắc một cái, tất cả đều ngây người. Có người trong lòng càng là đại chấn, tựa hồ mới nghĩ tới chỗ này giống như, có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Đúng vậy a, tiểu tử này tuy nhiên đối với mình nhà tộc không có hảo ý, nhưng nhiều lắm thì sử dụng hai phe thế lực ngao cỏ đánh nhau, từ đó mưu lợi bất chính mà thôi, bản thân cũng không có đối thượng quan gia tạo thành bao lớn nguy hại. Tựa như hắn sở thuyết như vậy, chẳng lẽ không có ngư ông ở một bên nhặt nhạnh chỗ tốt, trai cỏ ở giữa liền sẽ không chém giết một dạng. Chúng ta thượng quan gia lại có thể đem chính mình thất bại, hoàn toàn quy tội tại một ngoại nhân đâu. Đây cũng quá không có đảm đương a, thẹn là Đông Châu đệ nhất thế gia a. Dù sao, tuy nhiên hắn cho nhóm người mình cung cấp một bộ giả đồ, nhưng mặc kệ cái kia đồ là thật là giả, Bách Lý Kinh Vĩ bẫy dập là ở chỗ này, tránh cũng tránh không rơi. Chung quy một trận chiến này, vẫn là bọn hắn cùng Phi Vân Vương phủ gút mắc, không có quan hệ gì với người ngoài. Huống chi, cũng như tiểu tử kia nói, nếu không phải hắn cái này ngư ông xuất thủ, kinh sợ thối lui cái kia ruột lời nói, bọn họ cái này con trai không đã sớm thành làm người ta món ăn trong mâm, trong bụng ăn, còn cái nào có tư cách ở chỗ này cùng tiểu tử này lại nhải. Cho nên nói, tiểu tử này là bọn họ thượng quan gia ân nhân cứu mạng, cũng không đủ. Trong lúc nhất thời, thượng quan Phi Hùng sau lưng chư vị trưởng lão cung phụng nhóm đã là tại châu đầu ghé tai, tất tất dẫn dẫn lên, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ, ngăn không được lắc đầu. Vừa mới bắt đầu cứng rắn khí thế, nhất thời diệt hơn một nửa. Dù nói thế nào, bọn họ tuy nhiên đều là quy nguyên cao thủ, nhưng lại không phải lấy mạnh hiếp yếu thế hệ, chính là hiệp nghĩa thế gia, vô luận như thế nào đều muốn chiếm cái chữ lý mới có thể. Bởi vì cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ, vô lý thốn bộ khó đi, cho dù là muốn làm chút không hợp tình lý sự tình, cũng muốn miễn cưỡng tìm ra cái đạo lý mới được. Đây chính là cái gọi là hiệp nghĩa hai chữ A, đem toàn cả gia tộc cao thủ hành động đều câu thúc ở. Vốn là bọn họ muốn thống mạ Trác Phàm một trận, liền khiến cho cưỡng bức bách hắn đem trùng thiên kiếm giao ra, lấy công chuộc tội. Nhưng bây giờ, bị người ta một phen cãi lại đến nửa phần lý do đều chân đứng không vững, chỗ nào còn không biết xấu hổ cứng rắn đoạt A. Bọn họ không phải thật sự tiểu nhân, nói ngụy quân tử cũng ngụy không đi đến nơi nào, nếu là có thể thông qua chính đáng đường lối đạt đến mục đích lời nói, bọn họ cũng không muốn khinh nhờn trong lòng tín ngưỡng, bọn họ còn muốn gương mặt kia ra đâu. Sớm đã nhìn ra bọn họ cản tay chỗ, Trác Phàm nhìn chằm chằm bọn họ cái kia đầy mặt vẻ làm khó, trong lòng cười lạnh liên tục. Thượng quan Phi Hùng sắc mặt âm trầm, nghe lấy đằng sau tất dẫn âm thanh, lại là trầm ngâm xuống tới, không biết nên như thế nào hành sự. Bỗng nhiên, thượng quan gia bên này một mảnh trầm mặc, đã bị cãi lại đến á khẩu không trả lời được, không nói ra một câu. Hơi hơi suy nghĩ một chút, thượng quan Phi Hùng thật sâu hít một hơi. Mới vừa nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, đạm mạc lên tiếng, nhưng trong mắt dĩ nhiên đã tràn đầy ngưng trọng, cổ nhất phàm, có lẽ ngươi vừa mới nói xác thực như thế, lần này đại bại, đều là ta thượng quan gia chi sai, cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ. Chỉ là muốn để cho chúng ta thay ngươi cứu ra lệnh lang, chỉ sợ cũng không dễ xử lý a. Hiện tại chúng ta cũng tổn thất nặng nề, cùng Phi Vân Vương phủ liều mạng, đã hoàn toàn không có khả năng. Thân là gia chủ. Lão Phu không thể không vì tộc nhân an toàn cân nhắc. Cho nên cho dù ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, Lão Phu cũng tuyệt không thể. Dối trá. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã là cười lạnh, khinh thường bĩu môi nói, thượng quan gia chủ, người rõ ràng trước mặt không nói tiếng lóng, người mang nhiều cao thủ như vậy đi vào địch nhân nội địa, Trung Châu Đại Lục, chẳng lẽ không có làm tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị sao? Hừ hừ. Mí mắt lắc một cái. Thượng quan Phi Hùng thật sâu nhìn lấy hắn, lặng yên không lên tiếng. Bất giác lạnh hừ một tiếng,
Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chết có nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng, mỗi người sinh mệnh đều có hắn đặc biệt giá trị. Mà các ngươi những người này giá trị, không từ lâu công khai đánh dấu đi ra a. Trùng Thiên Kiếm, trong mắt tinh mang lóe lên, Thượng quan Phi Hùng bình tĩnh lên tiếng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm hài lòng gật đầu, cái này đúng không, Thượng quan gia chủ, mọi người mở khai thiên song thuyết lượng thoại. Các ngươi lần này tới Trung Châu không phải liền là vì Trùng Thiên Kiếm a, nhưng là bây giờ kiếm trong tay ta, như vậy nói cách khác, ta lấy thanh kiếm này, có thể mua xuống các ngươi nơi này tất cả mọi người tánh mạng, cùng ta lại đi mạo hiểm một lần, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, mặc dù nói chúng ta lần này đến nhiều như vậy người, nhưng cũng có một cái phòng tuyến cuối cùng, thương vong quá lời nói nặng. Há, xin lỗi, ta không nên nói là các ngươi tất cả mọi người. Mà là các ngươi bên trong mấy vị tuyệt thế cao thủ, cần mượn dùng một chút. Dù sao một số thực lực không đủ tiểu tử, giống bây giờ ta dưới chân hai cái này, đi cũng là pháo hôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ha ha ha. Thượng quan Phi Hùng vẫn còn có chút do dự, nhưng Trác Phàm rất nhanh liền mở miệng, bỏ đi hắn lo lắng, thuận tiện đem dưới chân cái kia hai cái bị đánh mặt mũi bầm dập tiểu tử đá đá, mỉa mai cười ra tiếng. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Hùng trong lòng âm thầm gật đầu, cái này hắn ngược lại là có thể yên tâm. Dù sao, đây chính là hắn phòng tuyến cuối cùng, những thứ này thực lực thượng thiếu tộc nhân, trở lại Đông Châu còn có bồi dưỡng giá trị, cứ như vậy toàn bộ tại Trung Châu vẫn lạc, lại là quá đáng tiếc. Phải biết, những người này thế nhưng là bọn họ thượng quan gia tương lai trụ cột vững vàng a. Bọn họ vừa chết, thượng quan gia cao thủ liền thì đoạn, tất sẽ đi về phía xuống dốc. Vô luận lúc nào, ở giữa nhất lực lượng, đều là một cái gia tộc hoặc tông môn lớn nhất nội tình. Nếu không mà nói, không có chúng ở giữa cường giả, chỉ có tuyệt thế cao thủ lời nói, vậy đối phương chỉ cần đưa ngươi tuyệt thế cao thủ xóa đi, ngươi gia tộc thì triệt để xong, không thể dậy được nữa. Nhưng có trong lúc này lực lượng thì không giống nhau, nếu không 18 năm về sau, lại là một trang hảo hán, gia tộc phát triển kéo dài không dứt, sinh sôi không ngừng, vẫn như cũ vì thế người ta gọi là. Mà về phần những cái kia chí cường cao thủ, cho dù xâm nhập địch nhân trận doanh, chỉ cần không phải như lần trước như thế kết giới bẫy dập, muốn chạy trốn mệnh cũng là dễ như trở bàn tay, hắn đổ cũng không lo lắng. Cho nên Trác Phàm lấy Trùng Thiên Kiếm hướng hắn mượn mấy cái tuyệt thế cao thủ trợ trận, hắn đổ là cảm thấy là cái lại hoa không tính quá mua bán, bởi vậy liền gật gật đầu, đáp ứng, chỉ là còn có chút lo nghĩ nói, chỉ là cổ nhất Phàm, cao thủ ta có thể mượn ngươi. Nhưng muốn thế nào cùng Phi Vân Vương phủ tuyệt cường thực lực đọ sức, hơi có chút khó khăn, ngươi có nắm chắc không? Ngươi cho ta là ngươi sao? Hừ hừ hừ. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, yên tâm đi, lần này ta xuất thủ, cũng không giống như ngươi như vậy không não, tổn thất lớn như vậy. Nói không chừng, ngươi những cao thủ kia một cái cũng sẽ không thiếu, ngươi liền có thể an an ổn ổn thu đến Trùng Thiên Kiếm, ngươi thế nhưng là kiếm đại phát a, thượng quan gia chủ. Ha ha ha. Thân thể khẽ run, Thượng quan Phi Hùng trong tai nghe lấy Trác Phàm giọng mỉa mai, lại là cũng không tức giận, chỉ là chăm chú nhìn cái kia tràn đầy tự tin ánh mắt, trầm ngâm thật lâu, mới đạm mạc gật đầu. Tiểu tử này quỷ lừa chúng ta đã từng gặp qua, hy vọng như thế đi. May mà hắn muốn đều là chút cao thủ, mặc dù có cái gì đột phát sự tình, cũng có thể kịp thời ứng đối. Cũng đừng lại bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, vô duyên vô cớ hy sinh a. Mi đầu thật sâu nhíu lại, Thượng quan Phi Hùng tuy nhiên đáp ứng sự kiện này, nhưng trong lòng thủy chung lo sợ bất an. Thế nhưng là cái kia nhị trưởng lão lại là một thân tính tình nóng nảy, cũng nhịn không được nữa, không khỏi tiến lên trước một bước, nộ hống lên tiếng, hừ, chiếu ngươi nói như vậy, lần này chúng ta đều phải nghe ngươi tiểu quỷ này. Đúng vậy a, có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề, Thượng quan gia trưởng lão cung phụng đều là lấy gia chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Há có thể vô duyên vô cớ nghe ngươi một cái thằng nhóc con điều khiển. Không khỏi giận hừ một tiếng, cái kia nhị trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm dưới chân hai tên đệ tử, trong mắt nổi trận lôi đình, thình thịch đập mạnh, huống hồ, ta thượng quan gia đệ tử vô duyên vô cớ bị ngươi đánh thành trọng thương, cái này muốn làm sao tính toán. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Trác Phàm không khỏi chợt lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, hướng hắn chậm rãi vẫy tay nói, vị tiền bối này mời lên trước một bước. Đối hai vị này ông anh sự tình, tại hạ sẽ cho tiền bối một cái hài lòng bàn giao. Hừ, hiện tại chịu nhận lỗi, muộn, bất giác lạnh hừ một tiếng, nhị trưởng lão không nghi ngờ gì,
lúc này nện bước nhanh chân đi vào Trác Phàm trước mặt, trên mặt còn tràn đầy lửa giận, quát mắng nói, hai người này chính là lão phu đệ tử, ngươi thương hai bọn họ, chẳng khác nào. Ba. Thế mà, còn không đợi hắn nói hết lời, một tiếng thanh thúy tiếng vang đã là đột nhiên vang vọng ở chỗ này tất cả mọi người bên tai, đồng thời, nhị trưởng lão cái kia khô gầy trên gương mặt, bỗng dưng lưu lại một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Trước người Trác Phàm, từ chối cho ý kiến vẫy vẫy cổ tay, thì thào lên tiếng, chẳng khác nào cái gì a, đánh ngươi mặt đúng hay không? T. Nhìn không được cùng nhau hít sâu một hơi, tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, đều là không khỏi trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Gia tộc nhị trưởng lão, quy nguyên cao thủ, liền gia chủ đều muốn lịch thiệp ba phần tiền bối, nghĩ không ra lúc này, thế mà bị một cái thần chiếu cảnh tiểu tử trước mặt mọi người phiến một bàn tay, cái này khiến cái này bướng bỉnh lão đầu về sau mặt mo, muốn hướng chỗ nào thả a. Cổ Nhất Phàm, ngươi xong, lão nhân này nhất định sẽ giết ngươi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đều là một trận bất đắc dĩ cùng chấn kinh, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, tiểu tử này nơi nào đến đảm lượng, dám thật làm ra như thế coi trời bằng vung sự tình, ngoan quất một cái quy nguyên cao thủ mặt. Vị kia nhị trưởng lão cũng là có chút bị quất mơ hồ giống như, ngốc mấy giây, mới phản ứng được. Cảm thụ lấy trên gương mặt kia nóng bỏng cay đau đớn, nhị trưởng lão tấm kia tiểu tụy ra mặt cũng không nhìn được hung ác quất lên. Tiếp lấy chính là gầm lên giận dữ, nổi giận lên tiếng, toàn thân quy nguyên cảnh hậu kỳ khí thế ngăn không được phát ra, mà lại khí tức kia bên trong còn có trần trụi sát ý ở bên trong, thẳng tắp hướng Trác Phàm mặt bước tới. Mãnh liệt nâng lên nhất trưởng, liền muốn hướng hắn chán nện xuống. Tiểu tử thúi, ngươi còn thật dám làm như thế a? Lão tử đương nhiên dám, ngược lại là ngươi lão già này, còn dám hướng lão tử động thủ. Trên mặt không có chút nào nửa phần ý sợ hãi, Trác Phàm cười lạnh, chế giễu lại, đừng quên, hiện tại trùng thiên kiếm thế nhưng là tại lão tử trong tay. Ngươi muốn đem lão tử đánh chết, thượng quan gia không chiếm được trùng thiên kiếm, ngươi chính là toàn cả gia tộc tội nhân. Kít, bỗng dưng, đánh về phía Trác Phàm một trưởng kia tay đột nhiên ngừng trên không trung, càng không ngừng hơi hơi rung động. Nhị trưởng lão hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia kiệt ngao sắc mặt, hai mắt sung huyết. Lại là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cái kia tràn đầy sát ý nhất trưởng, lại là làm sao cũng không dám rơi xuống. Dù sao, Trác Phàm vừa mới câu nói kia, xác thực bắt đến hắn xương sườn mềm, bọn họ lần này đến đây Trung Châu, thì là hướng về phía trùng thiên kiếm mà đến. Muốn là bởi vì chính mình dưới cơn nóng giận giết tiểu tử này, lầm gia tộc đại sự, vậy hắn chẳng phải là thật thành gia tộc tội nhân. Bỗng nhiên, nhị trưởng lão do dự không chừng. Thân thể cũng run rẩy càng lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, hung hăng nắm lại quyền đầu, nhịn xuống. Chỉ là cái kia cơn tức giận, lại là tại ở ngực một mực trầm tích, lệnh hắn ngăn không được bộ ngực trên dưới chập trùng, buồn bực không thôi. Tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta, nếu không phải là bởi vì gia tộc đại sự. Ba. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm trở tay tại hắn một bên khác trên hai gò má. Lại là một vang sáng cái tát quất tới, suy cười ra tiếng, hừ, trở lấy cái gì a? Lão già kia, đừng cho lão tử cậy già lên mặt, vừa mới lão tử đã nói, lão tử cầm trùng thiên kiếm thay đổi các ngươi tất cả mọi người mệnh. Các ngươi, không phải liền là vì thế mới đến Trung Châu a? Hiện tại đừng nói lão tử quất ngươi hai bàn tay, coi như đem ngươi hai cái này đệ tử làm chết ở chỗ này, các ngươi cũng căn bản không có tư cách cùng lão tử có kè mặc cả, hừ. Ngươi. Khóe miệng bỗng nhiên co lại, nhị trưởng lão tức giận đến trái tim đều tại run rẩy, một cái tay hung hăng chỉ Trác Phàm cái mũi, muốn mắng lại là không biết nên làm sao mắng. Bởi vì tiểu tử này thực sự quá phách lối, hơn nữa còn miệng lưỡi bén nhọn, mặc kệ hắn làm sao mắng, giống như đều mắng bất quá người ta, sau cùng chỉ có thể phản chịu nhục. Cho nên hắn ấp úng nửa ngày, người nửa ngày, lại là cuối cùng cũng không nói đến chữ thứ hai là cái gì. Thấy tình cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, luôn luôn nóng nảy tùy hứng nhị trưởng lão, thế mà nhanh như vậy liền bị một cái tuổi trẻ tiểu tử cho thu thập không có nửa phần tính khí, cái này sao có thể? Tuy nói tiểu tử kia có trùng thiên kiếm tại thân làm áp chế, nhưng là đối phương cũng là thân kinh bách chiến lão giang hồ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị cầm xuống, không có nửa phần phản kích năng lực đâu. Thật sâu nhìn lấy tình cảnh này, ba vị trí cường cung phụng liếc nhìn nhau, đều là hơi hơi gật gật đầu. Trên mặt một trận nghiêm túc. Hảo lợi hại công tâm thuật a,
chỉ là cái này cũng khó trách, dù sao cũng là cùng Bách Lý Kinh Vĩ đọ sức qua nam nhân. Không tiếp tục để ý tới cái kia nhị trưởng lão phẫn nộ, Trác Phàm không lại nhìn hắn một cái, đi về phía hang núi kia miệng đi đến, thậm chí đều không nhìn hắn người liếc một chút, liền một chui vào, chỉ là vừa đi, một bên đạm mạc lên tiếng, ta đi vào chọn mấy cái ta muốn người, sau đó lập tức hành động. Lời nói xong, cái kia kiệt ngao bóng người cũng biến mất tại cái kia đen nhánh trong thông đạo. Thật sâu nhìn hắn cái kia biến mất bóng người liếc một chút, lại nhìn xem vẫn như cũ đầy mặt ửng hồng, tại thờ mạnh nhị trưởng lão, tất cả mọi người không khỏi tất cả đều mắt trợn tròn. Riêng là thượng quan Khinh Yên, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trác Phàm như thế mà tính hết đường thời điểm, không khỏi đột nhiên mà choáng váng. Riêng là cái kia cỗ liền quy nguyên cao thủ cũng dám không phóng tầm mắt bên trong bá khí, càng làm cho trong nội tâm nàng có loại cảm giác khác thường, thật giống như ma vương. Đúng lúc này, quát khẽ một tiếng truyền ra, chính là nói ra nàng cái kia đạo cảm giác trải nghiệm. Đúng vậy a, mà kiệt ngao, vương bá khí, không phải là ma vương hàng thế sao? Kết quả là, nàng vội vàng quay đầu hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua, lại chính gặp người kia không là người khác, đúng là hắn phụ thân, thượng quan gia chủ, thượng quan Phi Hùng không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ này khắc này, hắn sắc mặt lại là cực kỳ nặng nề. Tựa hồ cũng chú ý tới nàng ánh mắt, thượng quan Phi Hùng liếc nhìn nàng một cái về sau, lập tức hướng những trưởng lão kia cung phụng phân phó nói, các người đi vào nhìn chằm chằm tiểu tử kia, nhìn hắn có cái gì nhiều kiểu, nhưng cũng đừng tùy tiện trêu chọc. Tiểu tử kia không đơn giản, hữu dũng hữu mưu, tâm cơ thành phủ chi thâm, hiếm thấy trên đời, hiện tại hắn nắm lấy chúng ta chân đau, thế nhưng là không có chút nào kiêng kỵ chúng ta. Yên tâm đi, Phi Hùng, chúng ta có chừng mực. Dù sao, chúng ta cũng không muốn giống nhị trưởng lão như thế, vô duyên vô cớ bị một tên tiểu bối bạt tai, ha ha ha. Quay đầu lại nhìn cái kia phẫn nộ nhị trưởng lão liếc một chút, một vị trí cường cung phụng trộm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc đầu, sau đó liền chợt sắc mặt nghiêm một chút, mang theo mọi người lại trở về cái kia trong động, đuổi theo Trác Phàm tốc độ. Tuy nhiên Trác Phàm chỉ là một tên tiểu bối, nhưng giờ này khắc này, tại những đại lão này trong mắt, lại là cực kỳ khó có thể ứng phó nhân vật khó giải quyết, không cho phép bọn họ phớt lờ. Mà cái kia nhị trưởng lão, cũng tại mấy vị trưởng lão cung phụng làm dịu dưới, theo sau, gần còn đem cái kia hai cái bị Trác Phàm đánh thành đầu heo gia tộc đệ tử mang về trị liệu. Một chỗ, chỉ là trong nháy mắt, nơi này liền chỉ còn lại có thượng quan Phi Hùng cha con hai người. Thế nhưng là, làm thượng quan Khinh Yên cũng muốn theo sau lúc, thượng quan Phi Hùng lại là bỗng dưng gọi lại nàng, chờ một chút. Yên Nhi. Thế nào, phụ thân? Trên mặt có chút không hiểu, thượng quan Khinh Yên quay đầu nhìn về phía hắn. Trong lòng trầm ngâm một chút, thượng quan Phi Hùng có chút do dự, nhưng rất nhanh lại chính sắc mặt nghiêm chỉnh, chân thành nói, Yên Nhi, hiện tại không có người ngoài tại chỗ, là cha vì vừa mới nói xin lỗi ngươi. Xin lỗi? Đúng vậy à? Bình tĩnh gật gật đầu, thượng quan Phi Hùng không khỏi thở dài một tiếng, Yên Nhi, mẹ ngươi đi sớm. Là cha vì luyện công, lại tái giá không ít, nhưng thẳng tới hôm nay, cũng chỉ có ngươi một nữ mà thôi, ngươi là vì cha chí thân, thế gian lớn nhất vật chân quý, không có người có thể thay thế. Cho nên vừa mới là cha nói nguyện ý cầm tính mệnh của ngươi đổi tộc nhân chi mệnh, cũng bất quá là kế tạm thời, không làm được chuẩn. Thử hỏi thiên hạ ở giữa phụ mẫu, người nào nhẫn tâm lấy chính mình hài tử, đổi tính mạng người khác đâu. Cho dù là lấy một đổi mười, đổi trăm, cũng giống vậy. Không có người nguyện ý. Thân thể nhịn không được chấn động, thượng quan Khinh Yên khuôn mặt có chút động, trong mắt dần dần lóe qua hy vọng ánh sáng. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, thượng quan Phi Hùng thở dài, vừa mới là cha nói như vậy, chỉ là muốn giảm bớt cái kia cổ nhất phàm đàm phán lên thẻ đánh bạc mà thôi, dạng này liền có thể đem quyền chủ động nắm trong tay. Ta không thể để cho hắn coi là, cứu nữ nhi của ta mệnh, ta liền phải đem hết toàn lực đi giúp hắn. Thậm chí bồi lên tộc nhân càng nhiều tánh mạng. Cho nên nói chút trái lương tâm chi ngôn, cũng không thể tránh được, đây chính là đàm phán A. Có lẽ ngươi cảm thấy là cha biến đến dối trá, không còn là cái kia quang minh lỗi lạc, hiệp nghĩa vi hoài thượng quan gia chủ, nhưng đây chính là giang hồ, là cha ngồi tại vị trí này, cũng không có cách nào. Bởi vậy, Yên Nhi, vừa mới ngươi như bởi vì cha nói cảm thấy thương tâm, cái kia là cha thật muốn xin lỗi ngươi, ngươi nước mắt. Bất luận khi nào chỗ nào, làm cha đều là nhìn thấy. Phụ thân, trong lòng bất giác vui vẻ, thượng quan Khinh Yên vui đến phát khóc,
nhào về phía Thượng Quan Phi Hùng ôm ấp, lệ như suối trào, thực ta một mực liền biết, phụ thân một mực quan tâm nhất ta, cho dù ta lại thế nào tùy hứng, lại như thế nào gây di nương các nàng sinh khí, phụ thân vĩnh viễn thủy chung như một. Trong lòng ta một mực minh bạch, phụ thân vĩnh viễn đem ta bày ở đệ nhất. Cho dù phụ thân không còn là hiên ngang lẫm liệt hiệp nghĩa chi sĩ, người cũng vĩnh viễn là ta kính yêu nhất phụ thân a. Nghe được lời này, Thượng Quan Phi Hùng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đạm mạc gật đầu, yên nhi, ngươi có thể hiểu được tốt nhất, ta còn sợ phụ thân cái này dối trá một mặt hiển lộ ra, ngươi liền không lại hội tôn kính là cha. Hiện tại, ha ha, hết thảy cũng nói ra, là cha trên thân cũng nhẹ nhõm không ít a. Đối phụ thân, vừa mới ngươi nói ngươi như vậy giải thích, đều là vì thu hoạch được đàm phán quyền chủ động, sau cùng thành công sao. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong. Thượng Quan Khinh Yên đã là vung lên tinh xảo gương mặt, một mặt hiếu kỳ nói. Gương mặt nhìn không được có chút co lại, Thượng Quan Phi Hùng bỗng dưng có chút buồn bực, ây. Tiểu tử kia thực sự quá xảo trá, cùng hắn đàm phán, là cha đầy bàn đều thua a. Chẳng lẽ ngươi không thấy được vừa mới tiểu tử kia một bộ hung hăng càn quấy bộ dáng, liền bản tộc trưởng lão đâu dám quất sao? Ai, hiện đang chủ động quyền đều tại trên tay hắn. Là cha lần này xem như binh bại như núi đổ, triệt để thua thảm. Chỉ muốn lập tức trợ hắn hoàn thành mục đích về sau, cầm lên trùng thiên kiếm rời đi. Không phải vậy tiểu tử này tại chúng ta trong tộc, ngang ngược, không biết muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân đến đây. Hừ hừ, thật là một cái ma vương a. A, đạm mạc gật đầu, Thượng Quan Khinh Yên không nói gì nữa, lại là khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt cười nhạt ý tới. Trong mắt tinh mang lóe lên. Thượng Quan Phi Hùng rất nhanh liền dò xét đến điểm này, không khỏi trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ai, con gái lớn không dùng được, nữ nhi tâm từ trên người phụ thân chạy đến một cái nam nhân khác trên thân, rời đi thời gian, cũng liền nhanh đi. Chỉ là nam nhân này, cũng quá nguy hiểm đi. Thật sâu hít một hơi, Thượng Quan Phi Hùng trong lòng một trận do dự. Thân là chủ nhà họ Thượng Quan, hắn vẫn là lần đầu cảm thấy, chính mình hoàn toàn không cách nào nắm giữ con gái tốt hạnh phúc. Bởi vì hắn nữ nhi nhìn lên nam nhân này, vốn là cái không cách nào nắm giữ người. Một phương diện khác, Trác Phàm trong sơn động một đường dò xét, dường như hắn mới là cái này khu vực chủ nhân giống như, còn lại Thượng Quan gia trưởng lão cung phụng thì là ở bên đi cùng, giống như đế vương xuất hành, bách quan đi theo một dạng, trùng trùng điệp điệp, uy phong lẫm liệt. Trong động những cái kia Thượng Quan tộc nhân thấy tình cảnh này, không khỏi tất cả đều ngây người, riêng là những người tuổi trẻ kia. Càng là một mặt hồ nghi, rất là kỳ lạ. Đây không phải Cổ Nhất Phàm à, hắn không phải phản đồ sao? Làm sao hiện tại, giống như cùng gia chủ một dạng, một đám trưởng lão cung phụng hầu hạ tham quan mình cái này bí mật cứ điểm đâu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Trác Phàm cái kia vênh váo tự đắc thân hình theo trước người bọn họ đi qua, lại là không rõ ràng cho lắm, một cái đầu thì to ra. Ta nói, tiểu gia hỏa. Người tại cái này trong động nhìn tới nhìn lui, nhìn cái gì đấy? Bồi tiếp Trác Phàm trong sơn động lượn quanh nửa vòng lớn, một đường tuần tra qua đi, lại là cũng không có đồ vật gì, hoặc là có yêu cầu gì đưa ra, liền hắn ngay từ đầu nói là muốn tuyển chọn người cũng không có tuyển ra tới. Một vị trí cường cung phụng bất giác nghi hoặc, kỳ quái hỏi ra. Trong mắt tinh mang rạng rỡ, Trác Phàm nhìn trái phải những cái kia một mặt mê mang mọi người, đạm mạc mở miệng tìm người. Một cái người đưa tin. Đưa tin. Không tệ. Đạm mạc gật gật đầu, Trác Phàm không khỏi nhếch miệng cười nói, ta muốn tuyển chọn một cái chân chạy, cho ta đi Phi Vân Vương phủ mang hộ cái tin, chuẩn bị trao đổi con tin địa điểm. Không khỏi sững sờ, những cái kia thượng quan gia cao tầng càng thêm kỳ quái, trao đổi con tin. Đúng vậy a, cầm trùng thiên kiếm, đổi về nhi tử ta tánh mạng, hừ hừ hừ. Cười lạnh. Trác Phàm nhếch miệng khoan thai mở miệng nói. Bất giác khẽ giật mình, thượng quan gia những lão gia hỏa kia, liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng thời còn có chút vội vàng. Hắn nãi nãi, không phải nói thanh kiếm cho chúng ta à, làm sao còn đi trao đổi đâu. Dường như nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, giả, đồng dạng là thanh kiếm giao ra, ta như trực tiếp có thể giao cho Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ. Đổi về nhi tử ta lời nói, đi sớm đổi đi, còn dùng ở chỗ này cùng các ngươi nói rông dài. Cũng là bởi vì Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ không thể tin, trao đổi con tin quá nguy hiểm, ta mới cần phải mượn các ngươi lực lượng. Đương nhiên,
các ngươi nếu không nguyện mượn lời nói, ta bốc lên điểm mạo hiểm, cùng bọn hắn trực tiếp đi trao đổi, cũng không có gì quan trọng. Ách không không không, chúng ta nguyện mượn, chúng ta nguyện mượn. Nghe đến Trác Phàm thế mà còn có loại này dự định, những cái kia thượng quan gia cao tầng vội vàng cùng nhau đong đưa bàn tay, vội vã lối ra, trên ót đã là đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn nãi nãi, tiểu tử này nếu là đem trùng thiên kiếm thật lại giao về đi, vậy bọn hắn đêm đó tổn thất cao thủ, chẳng phải thật tương đương chết vô ích, cái gì cũng không làm thành. Hiện tại kiếm tại tiểu tử này trong tay, bọn họ còn có thể trao đổi thu hồi, nếu là rơi xuống Bách Lý Kinh Vĩ trong tay bọn họ, chẳng phải là càng không tốt cầm. Kết quả là, Trác Phàm bắt lấy bọn hắn chân đau, nắm lấy có kiếm chính là ra nguyên tắc, các vị thượng quan gia lão đại đối Trác Phàm thái độ, không khỏi càng thêm ân cần rất nhiều. Sợ hắn một cái không cao hứng, cùng bọn hắn náo tách ra, vậy bọn hắn thì lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chỉ nhắm chúng người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, cần gì chứ? Bởi vậy, một đám thượng quan gia cao thủ giống như cung cấp tổ tông đồng dạng vây quanh ở Trác Phàm bên người, đảm nhiệm nghe hắn phân công, không dám có chút không vui thái độ, không khỏi nhất thời để những gia tộc kia các đệ tử càng thêm xem không hiểu. Làm sao, mình thượng quan gia cao tầng mặt mũi tập thể đều ném a, vì sao như thế một đám lão gia hỏa, hết lần này tới lần khác vây quanh một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử chuyển đây, thực sự quá bị hư hỏng ta thượng quan gia thể diện. Thực sự là, tiện sát ta vậy. Da mặt bỗng nhiên co lại, chỗ có đệ tử trẻ tuổi đều ước ao ghen tị nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt hỏa nhiệt một mảnh. Cái này đừng nói là bọn họ phổ thông đệ tử, coi như gia tộc người thừa kế, cũng không có cái này đãi ngộ a, sao quanh trăng sáng. Không có để ý bọn họ cái kia tràn đầy ghen ghét ánh mắt, Trác Phàm đi như thế một vòng xem ra, lại là mi đầu sâu nhăn, bất đắc dĩ móc móc lỗ tai, thở dài, các ngươi nơi này, chẳng lẽ đã không có dung hồn cảnh đệ tử sao? Tiểu gia hỏa, trong các đệ tử có thể ra dung hồn cảnh rất ít, tổng cộng cũng cứ như vậy 2-3 cái mà thôi. Lần này tới đến Trung Châu, trừ thượng quan Ngọc Lâm bên ngoài, cũng chỉ mới vừa ngươi ở bên ngoài đánh ngã 2 tên đệ tử kia mà thôi. Một tên cung phụng, vội vàng trả lời hắn tra hỏi, nhưng rất nhanh lại hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi thì nhất định phải tìm dung hồn cảnh đệ tử sao? Truyền bức thư mà thôi, còn đối tu vi có yêu cầu. Mi đầu khẽ run. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ai, nếu chỉ là truyền tin còn dễ nói, quan trọng cái này là chịu chết a. Không khỏi giật mình, mọi người một mặt thật không thể tin, cùng nhau lên tiếng. Không có để ý bọn họ hô to gọi nhỏ, Trác Phàm không kiên nhẫn phất phất tay, khiển trách, ồn ào cái gì, để cho các người bồi cá nhân có gì to tát. Xông vào vương phủ đoạt trùng thiên kiếm, không phải cũng phải bồi thường tiến rất nhiều tánh mạng sao. Hiện tại chỉ để cho các ngươi bồi một cái mà thôi, cái này không phải là các ngươi kiếm lời sao? Hừ, ta muốn cái dung hồn cảnh, cũng là bởi vì tự bạo uy lực kém cỏi nhất cũng muốn dung hồn cảnh mới được, hóa hư cảnh chỉ sợ giấu giếm không thượng quan phi vân bọn họ tai mắt. Ta muốn đệ tử, cũng là chiếu cố các ngươi trưởng lão cung phụng tâm tình, dù sao các ngươi là gia tộc người chủ trì, ta không thể vừa lên đến liền yêu cầu các ngươi hy sinh. Nhưng là hiện tại không có đệ tử lời nói, không thể nói được. Nói, Trác Phàm đã là tại những lão gia hỏa kia trên thân băn khoăn, khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong. Thân thể nhìn không được lắc một cái, tất cả trưởng lão cung phụng cũng không khỏi đến giật mình. Đây là muốn làm gì, để bọn hắn đi phi vân vương phủ tự bạo sao? Thế nhưng là tự bạo có tác dụng lời nói, bọn họ còn sợ thượng quan phi vân cái này cửu kiếm vương sao? Cũng là bởi vì tự bạo cũng thương tổn không bọn họ nửa sợi lông, bọn họ mới không muốn trắng trắng đi hy sinh a. Bất quá bây giờ, Trác Phàm đưa ra yêu cầu này, lại là để bọn hắn nhất thời có chút khó khăn. Tuy nhiên Trác Phàm nói rất đúng, đoạt trùng thiên kiếm, không được chết rất nhiều người a, hiện tại chỉ chết một cái, liền đem kiếm cho các ngươi, theo về số lượng đã rất kiếm lời. Nhưng là một cái gia tộc, có lúc không thể chỉ theo số lượng tính được mất, còn muốn theo trên mặt cảm tình để cân nhắc lợi và hại. Bọn họ xông vào vương phủ đoạt trùng thiên kiếm, tuy nhiên thương vong rất nhiều. Nhưng đó là vì gia tộc mà chết, còn sống người bởi vì chết người, mà càng thêm tâm hướng gia tộc, đây chính là một loại gia tộc lực ngưng tụ. Nhưng nếu ngay từ đầu liền chuẩn bị hy sinh một cái gia tộc thành viên, để đạt tới mục đích lời nói, cái này về mặt tình cảm hội làm cho tất cả mọi người thất vọng đau khổ. Tuy nói chết người thiếu, thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng gia tộc lực ngưng tụ đã tán, gia tộc sụp đổ ngày, cũng liền không xa.
lực ngưng tụ, là gia tộc căn cơ. Trác Phàm không phải người nhà họ Thượng Quan, đương nhiên sẽ không cân nhắc cái này một số, nhưng những cao tầng này lại không thể bởi vậy mạo hiểm, bởi vì một nước cờ hiểm, hủy gia tộc hướng tâm lực. Có thể nói, bọn họ tình nguyện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chết hơn trăm người đem đổi lấy thắng lợi, cũng không muốn ngay từ đầu thì chủ động hy sinh một người, đổi lấy thắng lợi thành quả. Cái này không thể dùng đơn giản định lượng để cân nhắc, còn có một cái tinh thần lực ở bên trong. Nhân tâm tán, đội ngũ liền không tốt mang a. Mấy vị cao tầng lẫn nhau nhìn lấy, lẫn nhau giao lưu một ánh mắt, lại đều là chậm rãi dao động cái đầu, không đồng ý điểm này. Đem tất cả mọi người lời nói và việc làm thu vào đáy mắt, Trác Phàm mí mắt lắc một cái, trong lòng cũng là thở dài. Xem ra đám người này còn không phải đần độn, biết mình phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào. Ai, thế nhưng là hắn hiện tại cần một người đến giấu giếm, Thượng Quan gia không muốn ra, muốn làm sao đâu. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Trác Phàm cũng là nhịn không được rơi vào trầm tư. A, à, bỗng nhiên, một tiếng thê thảm kêu to vang vọng chỉnh sơn động, như ngốc heo đồng dạng kêu rên. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm nghe lấy có chút quen thuộc, quay đầu hỏi, thế nào, người nào tại kêu to? Hừ, còn có thể là ai, Thượng Quan Ngọc Lâm cái kia tên phản đồ thôi. Khinh thường bĩu môi, một vị cung phụng một mặt khinh bỉ quát nhẹ lên tiếng. Trước mắt bất giác sáng lên, Trác Phàm trèo lên lúc lộ ra một bộ không hiểu ý cười đến, các vị, cái này đáng chết phản đồ coi như người nhà họ Thượng Quan sao. Nếu như không giữ lời, có thể hay không mượn ta đến dùng một lát. Bất quá, ta nhưng là không có ý định còn nha. Ách, cái này. Bất giác trì trệ, mọi người liếc nhìn nhau, tiếp lấy liền tất cả đều lộ ra một bộ tà mị ý cười. Một vị cung phụng càng là cười lớn một tiếng nói, ha ha ha. Không ngại không ngại, vốn là chúng ta mấy cái còn đang thương lượng, tiểu tử này phản tộc trọng tội, đến tột cùng cái kia là tử tội vẫn là khổ thân. Đã cổ tiên sinh mở miệng muốn lời nói, cầm hắn một người chi mệnh đến thần kiếm quý vị, cũng coi như hắn lập công chuộc tội, ngược lại là không thể tốt hơn sự tình a, các ngươi nói sao, ha ha ha. Nghe được lời này, bọn người người lẫn nhau nhìn xem, cũng là nhịn không được cười to lên, mặt mũi tràn đầy ngươi hiểu ta hiểu mọi người toàn hiểu biểu lộ. Đến tận đây, Thượng Quan Ngọc Lâm thằng xui xẻo này vận mệnh, lại một lần khổ cực rơi xuống Trác Phàm trong tay. Cái này, đại khái cũng là duyên phận a, chỉ là tựa như là nghiệt duyên, hắc hắc hắc. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm lộ ra một cái tà ác nụ cười, cùng hắn Thượng Quan gia cao tầng liếc nhau, cùng nhau phát ra ồn ào thanh âm, phong bế trong sơn động kéo dài 3 ngày, thật lâu không rời. Mỗi khi mọi người nghe đến, đều có loại không rét mà run cảm giác, giống như ác quỷ lâm thế đồng dạng. A a a. Một phương diện khác, một gian phong bế trong mật thất, Thượng Quan Ngọc Lâm đã bị giày vò đến hoàn toàn không giống hình người thân thể, bị vững vàng cột vào một cái kiên cố trên trụ đá, tu vi bị hoàn toàn phong bế. Một vị hắc hồ lão giả, một thanh hung hăng nắm lấy hắn đầu vai, mục đích hiện lãnh quang, cuồn cuộn nguyên lực ngăn không được hướng trong thân thể của hắn thấu đi, thẳng đem hắn mỗi một khối cốt cách, mỗi một điều gân mạch đều đè ép đến đau đớn khó nhịn, kêu rên không ngừng. Cười lạnh, cái kia hắc hồ lão giả hung hăng theo dõi hắn, ép hỏi, nói, ngươi còn đối Thượng Quan Phi Vân bọn họ nói cái gì, chúng ta cái này cứ điểm, hắn đến cùng có biết hay không? Lục trưởng lão, tha mạng a. Bất giác đau đến nước mắt chảy ngang, Thượng Quan Ngọc Lâm đầy mặt kêu rên nói, ngài vấn đề này đều hỏi hơn 800 khắp, ta đã sớm nói với ngài qua, Thượng Quan Phi Vân bọn họ chỉ muốn diệt trừ các ngươi những cao thủ này, không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, cũng liền không cần đến biết cái này rút lui chi địa. Hắn chả muốn cho ta theo rút về Đông Châu làm thám tử đây, nhưng từ không có hỏi qua nơi này, ta cũng không nói qua, tha mạng a. Mi đầu hơi hơi run run, lục trưởng lão lạnh hừ một tiếng, thủ hạ lực đạo bất giác lần nữa tăng lớn, hừ, lại muốn trở lại Đông Châu làm thám tử. Tuy nhiên đã nghe mười mấy lần, nhưng mỗi lần nghe đến, vẫn là để lão phu bất giác trong lòng giận dữ, hận không thể làm thịt ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu tử thúi, hừ. Em gái ngươi, hỏi mười mấy lần ngươi còn hỏi, ngươi không phiền ta đều phiền. A, à, xin lỗi, ta sai, lục trưởng lão, tha mạng a, ta muốn gặp cứu cứu, cứu 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 ta. Đau đến hai mắt đẫm lệ, Thượng Quan Ngọc Lâm từng trận buồn bã hô ra tiếng. Thế nhưng là, đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt, cẩn trọng cửa đá từ từ mở ra, một thanh âm quen thuộc nhất thời cùng với cười khẽ,
vang vọng tại hai người bên tai, ha ha ha. Khác hô to gọi nhỏ, cứu cứu ngươi là không thể nào cứu ngươi, nhưng vi sư có lẽ còn có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh đâu. Không khỏi giật mình, hai người nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn ra cửa, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, Trác Phàm bóng người đã là phiêu hốt xuất hiện ở chỗ đó, khóe miệng vẫn như cũ treo một bộ tùy tiện nụ cười, tại một mặt hài hước nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm bây giờ cái này bi thảm cảnh ngộ, phát ra trận trận trào phúng thanh âm. Cổ Nhất Phàm. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi trong lòng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đây là có chuyện gì, vì sao cái này phản nghịch lại đột nhiên xuất hiện tại cái này địa phương, hơn nữa còn thật là có can đảm lại trở lại nơi này đến. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là công nhận đến Thượng quan gia phản đồ, hắn làm sao có thể còn tới đến Thượng quan gia khu vực đâu. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Ngọc Lâm đầy đầu đều là nghi vấn, đầy mình đều là không hiểu, trong mắt càng là mê mang một mảnh, không biết cái gọi là. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền đem cái này tất cả mọi thứ đều ném sau ót, trong hai con ngươi còn lại, chỉ có cái kia vô tận cừu hận, cùng nghiến răng nghiến lợi sát ý. Nếu không phải nam nhân này từ đó cản trở lời nói, hắn Thượng quan Ngọc Lâm đại sự sớm đã thành, mặc kệ Thượng quan gia sau cùng vận mệnh như thế nào, dù sao hắn bắt cá hai tay, tương lai con đường làm quan khẳng định là bừng sáng. Nhưng chính là cái này Cổ Nhất Phàm xuất hiện, đem hắn tất cả mọi thứ đều hủy, hắn thành Thượng quan gia phản đồ, bị tộc nhân trói lại nghiêm hình tra tấn, tại Thượng quan Phi Vân chỗ đó cũng mất đi giá trị lợi dụng. Có thể nói, hắn hiện tại là chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người, ai cũng đối với hắn chẳng thèm ngó tới, ai cũng đối với hắn tràn ngập xem thường cùng phẫn hận, hắn bất luận ở nơi nào đều khó có khả năng lại có tiền đồ tốt. Mà tạo thành cái này tất cả mọi thứ kẻ cầm đầu, cũng là cái này Cổ Nhất Phàm. Vừa nghĩ đến đây, Thượng quan Ngọc Lâm là giận sôi gan sôi ruột, nhìn đến Trác Phàm cái kia một bộ đắc ý mà làm cho người chán ghét nụ cười, thì hận không thể tiến lên đưa xé nát hắn. Riêng là, để hắn lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ là, tiểu tử này lại còn ra vẻ ma đạo cao thủ nhiều lần trêu đùa tại hắn, hắn trả cho tiểu tử này đập không ít khấu đầu, đây chính là để hắn cái này đại thiếu gia vô luận như thế nào đều nhẫn không. Hoàng đế cho khất cái dập đầu, cái này còn có thiên lý sao? Lão tử đập người nào cũng không thể đập ngươi a. Có lúc, cho dù là tại vô sỉ hèn mọn người, cũng có một điểm cuối cùng phòng tuyến cuối cùng, mà Thượng quan Ngọc Lâm phòng tuyến cuối cùng cũng là Trác Phàm. Bổn công tử so người nào kém, cũng không thể so ngươi kém, bổn công tử ở vào người nào phía dưới, cũng không thể ở vào ngươi phía dưới. Cái này, có lẽ cũng là Thượng quan Ngọc Lâm một điểm cuối cùng tự tôn. Mà điểm ấy tự tôn nguyên do, có lẽ là ngay từ đầu nhìn thấy Trác Phàm lúc xem thường liền chôn sâu trong lòng, làm sao cũng đi không rơi, có lẽ là đúng Thượng quan Khinh Yên chấp nhất, cùng Trác Phàm kết xuống cửu oán, làm sao cũng tan không ra. Tóm lại, sự thật tuy nhiên rất rõ ràng tại tất cả mọi người trước mặt triển khai, nhưng hắn nhưng như cũng như đà điểu đồng dạng, hàng đầu chôn sâu lòng đất, không muốn tiếp nhận sự thật này. Cái này đã từng lệnh hắn vạn phần xem thường nam nhân, bất luận thực lực vẫn là tâm kế, đều muốn viễn siêu hắn nghìn lần không ngừng, là chân chính thâm tàng bất lộ cao thủ. Bất quá, hắn không muốn thừa nhận, hơn nữa còn cực kỳ khát vọng hủy đi sự thật này, kết quả là, lần nữa nhìn thấy Trác Phàm xuất hiện ở trước mặt mình lúc, hắn không có suy nghĩ vì sao Trác Phàm có thể nghênh ngang đường đi đến, ngược lại là nghĩ đến làm sao có thể tận nhanh diệt đi trước mặt cái này tử địch, cho nên vội vàng nhìn về phía một bên Lục trưởng lão, muốn mượn đao giết người nói, Lục trưởng lão, cũng là bởi vì cái này Cổ Nhất Phàm, chúng ta lần này tiến đến đánh bất ngờ Phi Vân Vương phủ. Mới tổn thất không ít nhân mã, cái kia giả địa đồ cũng là hắn cho. Ngài vội vàng đem tiểu tử này làm thịt, cho chết đi các tộc nhân báo thù a. Mi đầu nhẹ nhàng lắc một cái, Lục trưởng lão quay đầu nhìn về phía Trác Phàm sắc mặt, một đôi nguyên bản thì băng lãnh đôi mắt, biến đến càng thêm băng lãnh lên. Trên thực tế, cho dù tại trong nhà cổ, hắn cùng Trác Phàm cũng tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cũng biết, sự kiện lần này chân tướng, trong lòng cũng sớm đã coi Trác Phàm là thành mật thám. Mà vừa mới một đám thượng quan gia cao tầng cùng Trác Phàm đàm phán, hắn ở chỗ này thẩm vấn Thượng quan Ngọc Lâm, cũng không có tham gia. Cho nên, hoàn toàn không biết Thượng quan gia đã cùng Trác Phàm đạt thành hợp tác chung nhận thức. Sau đó, hiện tại chợt thấy đến cái này mật thám xuất hiện, trước mặc kệ hắn như thế nào tiến đến, đầu tiên nghĩ đến, cũng là trước tiên đem hắn cầm xuống, thật tốt giáo huấn một phen tên tiểu tử thúi này mới là,
cho hắn biết phản đồ là không có kết cục tốt. Hắn thượng quan gia Lục trưởng lão, thế nhưng là hận nhất loại này bội bạc chi đồ. Bỗng dưng, Lục trưởng lão không hề nói gì, đạp chân xuống, liền chợt hướng Trác Phàm phóng đi, tràn đầy sát ý nhất trưởng, hung hăng hướng Trác Phàm đầu vai vồ xuống. Quy Nguyên hậu kỳ khí thế cường đại, nhất thời hướng Trác Phàm mặt áp đi, trực áp đến hắn khí tức trì trệ, nhịn không được lui về phía sau hai bước, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Bất quá, hắn lại cũng không ngại, chỉ là vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy không để bụng nụ cười. Nhìn lấy đây hết thảy, bị trói tại trên trụ đá thượng quan Ngọc Lâm, lại là trèo lên thì lộ ra tà dị thiếu dung, một bộ nhìn có chút hả hê hắc hắc cười lạnh. Tuy nhiên hắn cũng nhìn ra, cho dù cái này Lục trưởng lão dưới cơn thịnh nộ, vẫn như cũ duy trì lý trí, xuất thủ mặc dù mang sát khí, nhưng lại chưa thật chiếu vào Trác Phàm chỗ chí mạng xuất kích. Mà chính là công hướng đầu vai, xem như muốn lưu hắn nhất mệnh. Chỉ là cái này cũng bình thường, mật thám cũng nên lưu cái mạng lại đến xem xét nhất thẩm, làm sao có thể trực tiếp đánh chết. Nhưng dù vậy, cái này một trưởng hạ xuống, Trác Phàm toàn bộ vai phải cũng nên toàn bộ vỡ nát hầu như không còn a, cái kia cỗ bứt rứt đau đớn, chật chật chật. Còn có bị bắt đến về sau, mấy ngày liền nghiêm hình tra tấn, thẳng vào tim phổi, cái kia cỗ sống không bằng chết thống khổ, chật chật chật. Nghĩ như vậy, thượng quan Ngọc Lâm mấy ngày liên tiếp tra tấn thống khổ, tựa hồ giảm bớt không ít giống như, thậm chí còn có chút chó chê mèo lắm lông giống như mỉa mai chi ý, hung hăng nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó, trong lòng một trận oán thầm. Hắc hắc hắc, lão tử thân là thượng quan gia thiếu gia, phạm như thế phản tộc đại tội, đều bị giày vò đến người không ra người, quỷ không quỷ, người nhà một ngoại nhân, rơi xuống cái này lấy thủ đoạn độc ác lấy xưng Lục trưởng lão trong tay, còn có thể có dễ chịu. Ha ha ha, đến lúc đó, người nhất định so lão tử càng thêm thê thảm chịu nhục gấp trăm lần không chỉ a, như thế tới nói. Lão tử ngược lại là tâm lý thoải mái nhiều, khặc khặc khặc. Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng một trận tà ác cười như điên, trên mặt đều là thống khoái đầm đìa chi sắc, trong mắt mang theo kỳ vọng nóng rực, hung hăng nhìn chằm chằm cái kia sắp đánh phải Trác Phàm đầu vai ma trưởng, khóe miệng phát họa lên hưng phấn đường cong. Thậm chí, giờ này khắc này, lỗ tai hắn cũng bắt đầu không ngừng mà rung động, tựa hồ muốn phải tùy thời lắng nghe Trác Phàm cái kia đầu vai vỡ nát trong tích tắc lúc, đau đến không muốn sống kêu thảm. Cái này, đại khái là hắn nhiều ngày trôi qua như vậy, mong đợi nhất khoái lạc đi. Lão Lục, dừng tay. Thế mà, ngay tại lúc này, ba một tiếng vang nhỏ, Lục trưởng lão cái kia không gì sánh kịp nhất trưởng còn chưa đánh tới Trác Phàm đầu vai, một cái tay khô gầy trưởng đã là chẳng biết lúc nào. Một theo cái kia đen nhánh cổng tò vò miệng duỗi ra, một thanh liền tóm lấy Lục trưởng lão khí thế kia mãnh liệt nhất trưởng, nhạt uống ra âm thanh. Không khỏi sững sờ, Lục trưởng lão không rõ ràng cho lắm nhìn về phía trước, đã thấy cái kia đen nhánh bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng người, chính là thượng quan gia tam đại chí cường cung phụng bên trong một vị, mà phía sau hắn cũng là theo chân một đám trưởng lão cung phụng, nối đuôi nhau mà vào. Mi đầu không khỏi hơi hơi run run. Lục trưởng lão một mặt mê vẻ nghi hoặc cái này. Đây là... Cổ công tử là khách quý, không được vô lễ. Hơi hơi hướng hắn nhấc trợn mắt, đánh cái ánh mắt, vị kia cung phụng liền nhất thời đem Lục trưởng lão kéo đến một bên, tỉ mỉ thì thầm vài câu. Nghe đến hắn lời nói, Lục trưởng lão mới cuối cùng không khỏi giật mình, không sai gật đầu, sau đó vội vàng đi vào Trác Phàm trước mặt, thật sâu thở dài đi xuống, bồi tội nói tại hạ không rõ nội tình, vừa mới nhiều có đắc tội. Mong rằng cổ công tử rộng lòng tha thứ. Con, dường như mộ cổ thần trung, hung hăng gõ vang tại vắng vẻ khe núi ở giữa, từng đạo oanh minh tiếng vang, nhất thời tại thượng quan Ngọc Lâm trong đầu truyền vang, trong nháy mắt liền để hắn kịp thời. Nhìn lấy cái này thật không thể tin một màn, vốn còn muốn nhìn Trác Phàm trò vui thượng quan Ngọc Lâm, lúc này, lại là triệt để mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì, làm sao gia tộc trưởng lão cung phụng nhóm? Đối tiểu tử này thái độ như thế lấy lòng. Đám lão gia này, coi như trước kia đối cứu cứu lão nhân gia ông ta, đều không dạng này cung kính qua a. Người không biết không tội, ta người này không có ưu điểm gì, cũng là rộng lượng, sẽ không để ý, ha ha ha. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm căn bản không có đi để ý tới cái kia đã bị kinh ngạc đến ngây người thượng quan Ngọc Lâm kỳ dị ánh mắt, chỉ là nhẹ đi mấy bước, đính đính lồng ngực, giả thành yên lặng bao nhiêu năm bước cách. Hơi hơi tại bốn phía quét hai mắt, khẽ cười nói các ngươi cái này phòng thẩm vấn điều kiện đầy đủ gian khổ a,
liền cái băng đều không có. Có, đã cổ công tử nói phải có, vậy liền nhất định muốn có. Thế mà, Trác Phàm tiếng nói còn chưa rơi xuống, một vị trưởng lão đã là vội vã quát to một tiếng, sau đó nhìn về phía sau lưng, cao kêu lên, người tới, cho cổ công tử chuẩn bị một chương tốt nhất thanh mộc ghế dựa. Cái gì, không mang đến, đem ra chủ tấm kia thả ở đại sảnh cái ghế chuyển đến. Là, ngoài cửa một tiếng quát nhẹ vang lên, không bao lâu công phu, lập tức có một vị thượng quan gia đệ tử, rất là vui vẻ ngẩng lên lấy cái ghế chạy tới, đặt ở Trác Phàm cái mông dưới đáy, thậm chí tại Trác Phàm ngồi xuống trước, còn tinh tế dùng tay áo hung hăng chà chà, tận hiện nịnh nọt thái độ cổ công tử, ngài mời, hắc hắc hắc. Ai, không có liền không có a, cần gì chứ? Ta cũng không phải là như vậy coi trọng người, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua một đạo tùy tiện nụ cười, Trác Phàm mặt bên trên biểu hiện có chút ngại ngùng, nhưng là cái mông lại là thành thật ngồi ở phía trên, không có chút nào bất luận cái gì khách khí có thể nói. Đón lấy, Trác Phàm nhìn chung quanh một chút, mi đầu không khỏi nhẹ nhàng nhăn nhăn, tựa hồ còn thiếu điểm đồ vật giống như, nắm bắt cuống họng ho nhẹ hai lần. Lập tức minh bạch ý hắn đồ, người trưởng lão kia lập tức lại quát to một tiếng, người tới, lên bàn, dâng trà. Một đám nhỏ đồ vật. Thật không có nhãn lực giới, lên cái ghế làm sao có thể không lên cái bàn đâu. Đúng, trưởng lão. Lập tức lại là một tiếng cung uống, rất nhanh lại hai tên đệ tử vội vàng đi tới, một người giơ lên một chương tiểu phương bàn, nhẹ nhẹ đặt ở Trác Phàm trong tay. Một người khác khuỷu tay một chản trà thơm, cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn, liền khom người cáo lui. Khóe miệng xẹt qua hài lòng nụ cười. Trác Phàm hơi hơi hướng về sau dựa dựa cái kia thoải mái dễ chịu ghế dựa, dù sao cũng là gia chủ chuyên tòa, cũng là không giống nhau. Sau đó tùy tiện giạt rào nâng chén trà lên đến, nhẹ nhàng phẩm một miệng, phát ra vạn phần hưởng thụ giống như niềm nở âm thanh tới. A, à, thoải mái. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, bị vững vàng cột vào trên trụ đá thượng quan Ngọc Lâm đã là triệt để ngốc ở, một trái tim cũng như pha lê đồng dạng nát đến ào ào. Vốn là hắn mấy ngày nay lớn nhất hy vọng, cũng là có thể tận mắt thấy Trác Phàm có thể so sánh hắn thống khổ hơn, nhưng là hiện tại tính là gì, tiểu tử này ở trước mặt hắn khoe khoang sao? Còn có những trưởng lão kia cung phụng, chuyện gì xảy ra, làm sao đợi hắn cùng đợi tổ tông một dạng, thậm chí so đối với mình thân tổ tông còn nhiệt tình. Các ngươi mặt mũi đây, đám lão già này. Thượng quan Ngọc Lâm ở trong lòng hò hét, nhưng nhìn đến trước mặt Trác Phàm cái kia một bộ khiêu khích khuôn mặt. Lại là ngăn không được khóe miệng phát run, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắp khóc đi ra. Cổ Nhất Phàm, ngươi là thượng thiên phái tới chuyên môn tra tấn ta ác ma à, ô ô ô. Xúc miệng, a. À. Một chén trà thơm vào trong bụng, Trác Phàm nhẹ nhàng chụp lấy bát trà, ngăn không được phát ra thoải mái thanh âm, trên mặt tràn đầy hưởng thụ thái độ, xa xa hướng đối diện thượng quan Ngọc Lâm lúc lắc bát, khẽ cười nói tại cái này ẩm ướt tối tăm trong sơn động. Cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời, có thể có một chén trà nóng vào trong bụng, thật sự là không nói ra dễ chịu a. Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha. Không sai, không sai. Cổ công tử thật sự là hội hưởng thụ sinh hoạt a, ha ha ha. Bên cạnh một đám thượng quan gia lão đại, cùng một đám tùy tùng đi đi đồng dạng, liên tiếp gật đầu, phát ra đồng ý thanh âm đến, mà lại trên mặt đều là một bộ cười làm lành khuôn mặt. Dường như Trác Phàm mặc kệ nói cái gì, bọn họ đều nhất trí gật đầu tán đồng giống như. Khóe miệng ngăn không được co quắp, thượng quan Ngọc Lâm trên mặt một mảnh khổ bức chi sắc, trong lòng bỗng dưng phát lên một loại muốn chết ý niệm. Bỗng nhiên, hắn đúng là cảm thấy, Trác Phàm cứ như vậy yên ổn ngồi ở trước mặt hắn khoe khoang trang bức, là mấy ngày nay đến hắn chỗ bị cực hình bên trong, tàn khốc nhất, nhất làm cho hắn khó có thể chịu đựng một loại. Tử viết, có thuộc nhà nước nhà người. Không hoạn quả mà mắc không đồng đều, không mắc bần mà mắc bất an. Thực ngược lại cũng giống vậy, đối với hai cái kẻ thù tới nói, chỉ cần thấy được đối phương qua được tốt hơn chính mình, trong lòng thì mọi loại thống khổ lên, mà đối phương nếu là qua được so với chính mình còn thống khổ, vậy mình cho dù lại thống khổ, cũng là mọi loại hạnh phúc tư vị lóe lên trong đầu. Đây chính là so sánh, cũng là nhân tính. Thế nhưng là giờ này khắc này, Trác Phàm vậy mà vượt qua hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Sao quanh trăng sáng, tất cả mọi người ca ngợi quanh quẩn mà thôi trước, quả thực được hưởng so gia chủ còn gia chủ vinh diệu, cái này khiến hắn cái này vì cái này mục tiêu phấn đấu nhiều năm có chí thanh niên, làm sao có thể phải nhìn xuống. Riêng là, hiện tại đạt đến cái này mục tiêu,
còn là hắn coi thường nhất mắt, thống hận nhất Trác Phàm. Điều này không khỏi làm hắn còn nhỏ tâm linh, lại bị 100.000 điểm bạo kích thương tổn, thật sự là đem chính mình chém thành muôn mảnh tâm đều có. Dựa vào cái gì a? Đồng dạng là cho Thượng Quan Phi Vân bọn họ làm qua thám tử, các ngươi thì đối với hắn như vậy, đối với ta như vậy. Ta nhưng vẫn là Thượng Quan gia thiếu gia, hắn một ngoại nhân dựa vào cái gì có dạng này lễ ngộ. Thượng Quan Ngọc Lâm không hiểu, trong lòng chỉ có đầy bụng ghen ghét, quanh quẩn trong lòng, để hắn đau đến sắp khóc đi ra. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng cười thầm, cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Liền nhìn về phía những trưởng lão kia cung phụng nói, các vị tiền bối còn mời rời bước ra ngoài một hồi, tại hạ có chút thì thầm, muốn đơn độc cùng ta đồ đệ này thật tốt lải nhải, chẳng biết có được không? Đương nhiên, cổ tiên sinh có yêu cầu này, chúng ta ổn thỏa thỏa mãn, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, cái kia ba vị trí cường cung phụng hơi hơi thi lễ một cái, liền mang theo bọn người lui về đi ra ngoài, không nói ra cung kính, như vậy chúng ta xin được cáo lui trước. Cổ tiên sinh có gì nhu cầu, kính thỉnh nói thẳng chính là. Nói, mọi người liền tất cả đều lui vào cái kia đen nhánh trong sơn động, sau đó một tiếng ầm vang, đem cửa đá đóng chặt lại. Thật sâu nhìn lấy đây hết thảy, Thượng Quan Ngọc Lâm ra mặt chết lặng, đã là triệt để im lặng. Cái này vẫn là bọn hắn Thượng Quan ra cái kia cao cao tại Thượng trưởng lão cung phụng nhóm A, làm sao cùng chó săn không có gì khác biệt. Mặt mũi vỡ vụn A. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết. Ngay tại cửa đá kia đóng lại trong tích tắc, đám lão gia này sắc mặt cũng là từ trước kia nịnh nọt nụ cười, chợt âm trầm xuống, một mặt phiền muộn không che giấu chút nào treo ở trên mặt. Đặc biệt là Lục trưởng lão, nhìn về phía hắn người ánh mắt, đây là quái gì cùng chế nhạo, các vị đại ca, ta còn thật không biết, các ngươi còn có bị ổi như thế một mặt đây, ha ha ha. Đừng đề cập, tiểu tử kia để cho chúng ta phối hợp hắn diễn một màn kịch. Không phải vậy con mẹ nó ai như thế cần mẫn trang bê tôn a. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, vừa mới cái kia phân phó đệ tử cho Trác Phàm đưa cái bàn trưởng lão buồn bực nhất, bởi vì cái này chó săn phần diễn hắn nhiều nhất, về sau không khỏi muốn trở thành nhà mình huynh đệ trò cười. Quả không ngoài dự đoán, tại hắn lời vừa nói ra về sau, người khác nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng đầy là nồng đậm vẻ trêu tức, điều này không khỏi làm hắn càng thêm phiền muộn. Đúng lúc này, một vị trí cường cung phụng hung hăng phất phất tay, đánh gãy mọi người cười khẽ, nghiêm túc nói, đều đừng cười, đây là kiện rất nghiêm túc sự tình. Dùng vốn cũng không đáng tin thám tử đưa tin, bản thân thì rất nguy hiểm, có thể sẽ ra rất nhiều chỗ sơ suất. Sớm bắt lấy tâm trí, cũng là lớn nhất thủ đoạn trọng yếu. Tiểu tử này tâm cơ rất sâu, công tâm chi thuật càng là đến, lần này cần khởi động lại Thượng Quan Ngọc Lâm cái này con cờ, tự nhiên muốn sớm đánh đối tốt. Không phải vậy giữa chừng ra sai lầm, dẫn tới đầy bàn đều thua, chúng ta cũng không có gì tốt chỗ. Không sai, cổ nhất phàm tiểu tử này tâm tư kín đáo, hữu dũng hữu mưu, kế hoạch nước không lọt, này chúng ta lúc trước đều được chứng kiến. Liền Bách Lý Kinh Vĩ đều trúng chiêu, còn có thể có lỗi sao? Bất quá, lần trước hắn từ một nơi bí mật gần đó, Bách Lý Kinh Vĩ ở ngoài sáng, vốn là đứng trên ưu thế. Lần này cần cùng Bách Lý Kinh Vĩ chính diện tương đối. Lại là tại chính mình nhi tử đại sự lên, hắn cẩn thận một chút, bố trí thỏa đáng, cũng có thể thông cảm được. Chúng ta coi như vì trùng thiên kiếm, cùng hắn dán một hồi trước mặt mo lại như thế nào. Lúc này, một vị khác chí cường cung phụng theo len keng mở miệng. Mọi người nghe xong, đều là hơi hơi gật gật đầu, không còn bởi vì vừa mới vô sỉ cười làm lành, có nửa phần phẫn uất. Một phương diện khác, tại tất cả thượng quan gia cao thủ đều rời đi về sau. Trong sơn động chỉ có Trác Phàm cùng Thượng Quan Ngọc Lâm hai người, Trác Phàm không khỏi chậm rãi đem bát trà đặt lên bàn, sau đó phiêu hốt đứng người lên hình, nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Lâm, cười tà nói có phải là kỳ quái hay không, bọn họ đối với ta như thế theo lệnh mà làm. Không khỏi trợn mắt một cái, Thượng Quan Ngọc Lâm không nhìn tới hắn. Nha cái phi, tiểu tử này lại tại lão tử trước mặt bắt đầu trang bức, trang không chết ngươi nha, hận. Ai, thực ngươi là tù phạm, ta cũng là tù phạm. Người ta đều là bán Thượng Quan gia phản đồ, không có gì khác biệt, người cũng không cần đến một mực hận ta. Nói trắng ra, chúng ta đều là giống nhau người. Bất giác than nhẹ một tiếng, Trác Phàm nhìn không được thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt bỗng dưng nhiễm lên một tia buồn bã sắc, vốn là ngày đó xem ở tiểu tam tử trên mặt, cứu ra Thượng Quan Khinh Yên về sau, chỉ muốn đem nàng đưa đến cái này Thượng Quan gia cứ điểm chung quanh liền đi,
không nghĩ tới thế mà bị bọn họ thám tử phát hiện, bắt lại. Hiện tại, ta cũng không phải tự do thân a. Bất giác cười lạnh, Thượng quan Ngọc Lâm dương mắt hung hăng nguýt hắn một cái, cười nhạo liên tục, không phải tự do thân. Ta nhìn ngươi ở chỗ này qua được so hoàng đế đều dễ chịu a, trưởng lão cung phụng toàn diện xoay quanh ngươi, còn kém để ngươi cưới Hiên Nhi, đẩy lên gia chủ chi vị, leo lên nhân sinh đỉnh phong, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Gia chủ, ha ha ha, ta một không phải người nhà họ Thượng quan, hai còn có tiền lệ tại thân, căn bản không sạch sẽ, bọn họ làm sao có thể nhường ta làm chủ nhà họ Thượng quan? Không khỏi lông mày nhíu lại, Trác Phàm một mặt bật cười lắc lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Mà lại, bọn họ chỗ lấy đối với ta như thế kính cẩn nghe theo, là bởi vì cầm trong tay của ta bọn họ muốn đổ, vật mà thôi. Nghi đầu nhìn không được lắc một cái. Thượng quan Ngọc Lâm kinh dị lên tiếng, trùng thiên kiếm. Không tệ, cũng là trùng thiên kiếm. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm một mặt nghiêm túc, hiện tại ta tay cầm trùng thiên kiếm, bọn họ không dám đối với ta như thế nào, nhưng cũng một mực tại từ ta chỗ này tìm kiếm thần kiếm hạ lạc. Thậm chí, liền mỹ nhân kế đều dùng tới. Yên tâm, ta không trúng chiêu. Thượng quan Ngọc Lâm giật mình, thân thể không khỏi hung hăng kéo căng lên, khóe mắt. Lần này tới Trung Châu thượng quan gia tộc người, giống như thì một nữ tử a, mỹ nhân kia tính chẳng phải là. Hắn đã không dám nghĩ thêm nữa, Trác Phàm vội vàng khoát khoát tay, khuyên can hắn. Có điều rất nhanh, Trác Phàm lại nhếch miệng cười một tiếng, ta dị nói, thế nhưng là tuy nói tại hạ định lực không tệ, là không sao cả chúng chiêu, chỉ là cảm giác cũng nhanh, ngươi cũng biết, yên nhi nàng. Im miệng, ai để ngươi gọi như vậy, hung hăng khẽ cắn môi. Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi mắng to lên tiếng, trong mắt tràn đầy háo sắc. Từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, Trác Phàm thật sự là đem tiểu tử này toàn bộ tâm đều nắm trong lòng bàn tay, không khỏi trong mắt tinh mang lóe lên, cuối cùng bắt đầu chính đề, ta cũng không muốn gọi như vậy, nhưng thượng quan ra những người kia một mực tác hợp chúng ta. Hứa hẹn ta, chỉ cần ta giao ra trùng thiên kiếm, ta thì có thể trở thành thượng quan gia rể hiền, thăng chức rất nhanh. Người cũng biết, ta định lực là có hạn. Mà ta từ đầu đến cuối đều không đáp ứng nguyên nhân, đơn giản là. Nhi tử ta còn trong tay thượng quan phi vân, ta còn nghĩ đến, kiếm kia đi đổi nhi tử ta mệnh đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy ngươi ngược lại là đổi đi a, lão ở lại đây, quấn lấy Hiên Nhi làm gì? Ngươi ngốc a, ta có thể đi đổi, ta con mẹ nó đã sớm đổi đi, thượng quan ra đám kia cháu con rùa sẽ để cho ta đi đổi sao? Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm một mặt khinh bỉ nhìn về phía hắn. Bên ngoài cửa đá, một đám lão gia hỏa ở nơi đó vụng trộm nghe lấy, lại là từng cái tức giận đến rìa mép loạn vểnh lên, đầy mặt đỏ lên. Cháu con rùa, tiểu tử này rõ ràng biết chúng ta bên ngoài thám thính, còn dám nói thế với, thật có loại a, hừ hừ. Đồng thời, Thượng quan Phi Hùng cùng Thượng quan Khinh Yên hai cha con cũng đúng lúc đi tới nơi này, ở bên ngoài tỉ mỉ lắng nghe. Riêng là nghe đến Trác Phàm nói đến tác hợp một chuyện về sau, Thượng quan Khinh Yên hai gò má không khỏi nhất thời đỏ bừng, hai mắt ngậm giận. Nhưng là khóe miệng, lại là hữu ý vô ý nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên nàng biết rõ, đây là Trác Phàm nói đùa. Mi đầu khẽ run, một liên quan đến Thượng quan Khinh Yên sự tình, Thượng quan Ngọc Lâm thậm chí so Trác Phàm đều bối rối, vậy ngươi muốn làm sao? Ta hiện tại tuy nhiên bị canh chừng. Nhưng đại thể là giam lỏng mà thôi, tuy nhiên cấm túc, nhưng cũng không phải hoàn toàn chuồn mất không đi ra, chỉ là bên cạnh luôn có người giám thị. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, cho nên ta cần phải có người cho ta đi Phi Vân Vương phủ đưa tin, cùng bọn hắn định tốt con tin trao đổi địa điểm. Đến lúc đó ta dành thời gian đi đổi về nhi tử ta tánh mạng đến mức bên người thám tử, chắc hẳn Phi Vân Vương phủ người có thể giúp ta giải quyết, đây chính là mượn lực đả lực. Trong mắt hơi động một chút, Thượng quan Ngọc Lâm nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, âm thầm gật đầu, tốt một cái mượn lực đả lực, sử dụng Phi Vân Vương phủ thế lực giúp mình thoát thân. Nhưng là cứ như vậy, hắn cũng liền minh bạch Trác Phàm ý tứ, không khỏi cười nhạo nói, ngươi nói là. Nhưng ta đi giúp ngươi đưa tin. Không tệ, ta vừa mới nói, ngươi cùng ta đều là giống nhau người, chúng ta tại thượng quan nhà đều không sống được, ngươi cũng cần mới đất dung thân, không phải sao? Như thế tới nói, nơi này ta có thể tin vào người chỉ có ngươi, bởi vì chúng ta có cộng đồng mục tiêu, chạy khỏi nơi này, cho nên ngươi sẽ không bán đứng ta. Nhếch miệng lên,
Trác Phàm cười khẽ một tiếng, vừa vặn ta tay cầm trùng thiên kiếm, thượng quan gia đối với ta giống như bảo bối dỗ dành, tuy nhiên sẽ không để ta tự do thân, nhưng lại có thể thỏa mãn ta bất kỳ điều kiện gì. Ta để bọn hắn thả ngươi đi, ngươi giúp ta đi truyền tin, đến lúc đó hai chúng ta toa hợp tác, chạy khỏi nơi này, chẳng phải cả hai cùng có lợi. Cả hai cùng có lợi. Ánh mắt hơi hơi mị mị, thượng quan Ngọc Lâm nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia thật chí ánh mắt, suy cười ra tiếng, cái này nghe rất mê người, người tốt ta tốt mọi người đều tốt. Nhưng là, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi vừa mới cũng nói, tất cả mọi người tốt, chẳng lẽ ngươi muốn một mực bị thượng quan gia đang đóng, sống không bằng chết, hoặc là một con đường chết sao? Vậy thì thế nào? Hung hăng hả ra một phát đầu, thượng quan Ngọc Lâm trèo lên lúc lộ ra một bộ vẻ kiêu ngạo, coi như ta phía dưới 18 tầng địa ngục, cũng nhất định muốn kéo ngươi phía dưới tầng 16. Ta coi như thụ vô tận dày vò, nhưng là vừa nghĩ tới ngươi cái kia mất con thống khổ khuôn mặt, cũng sẽ nhịn không được cười tỉnh lại đến, ha 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 ha. Nhìn chằm chằm hắn, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, ngươi thì hận ta như vậy. Hai ta có vẻ như không có lớn như vậy cửu oán đi. Ta nhiều lắm là dẹp ngươi mấy lần, để ngươi đập mấy cái đầu mà thôi, thuận tiện tại ngươi trên ngực khắc ma môn bại hoại bốn chữ, để cho ngươi kêu vài tiếng sư phụ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mấy lần, còn có. Còn có cái gì tới, ta không nhớ được, chắc là cứ như vậy nhiều a, còn gì nữa không? Ngươi còn muốn cái gì? Cái này mẹ hắn đã đầy đủ. Da mặt nhịn không được hung hăng co rút lấy, Trác Phàm lúc này nhắc lại hắn đau lòng sự tình, nhất thời để hắn hỏa khí lần nữa thình thịch cuồng bốc lên, tức giận đến nổi trận lôi đình, gào thét lên tiếng, cổ nhất phàm, ngươi thì tính là cái gì, chỉ là một giới phố phường vô lại. Mà bồn công tử thế nhưng là danh môn vọng tộc, thượng quan gia nhân tài mới xuất hiện. Lại ba phen mấy bận bị ngươi trêu đùa nhục nhã, dạng này cừu hận, chẳng lẽ còn không đủ sâu sao? Sĩ có thể giết, không thể nhục. Trên đời này, có ngươi không có ta, bổn công tử chịu đựng đến khuất nhục, nhất định khiến ngươi kiếp này gấp trăm lần nghìn lần đều còn tới, đầu tiên thì theo ngươi nhi tử bắt đầu, ha ha ha. Trong tai nghe lấy thượng quan Ngọc Lâm tùy tiện cười như điên, Trác Phàm lại là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, không nói một lời. Ngoài cửa một đám lão gia hỏa ở nơi đó nghe lén, nghe đến cái này, cũng là nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Một tên chí cường cung phụng càng là thở dài lên tiếng. Sâu xa nói, nghĩ không ra cái này thượng quan Ngọc Lâm vậy mà như thế lòng dạ nhỏ mọn, tâm địa ác độc, may mắn lần này chó ngáp phải ruồi, đem hắn cái này bất hiếu tử cho bắt tới. Nếu không ngày sau công lực ngày càng tinh tận, ở gia tộc đảm đương chức vị quan trọng về sau, không thể nói được lại là một mối họa lớn, có thể so với thượng quan Phi Vân A. Đúng vậy A, đúng vậy A. Bọn người người nghe đến, cũng là dừng gật đầu không ngừng xưng phải. Thượng quan Phi Hùng càng là bất đắc dĩ thở dài, trên mặt đều là vẻ tiếc hận. Ngọc Lâm bản sự gia tộc trong các đệ tử hạt giống tốt, nghĩ không ra càng như thế tâm thuật bất chính, đáng tiếc a. Nhưng là lúc này, lại một tên chí cường cung phụng lại là không hết tán đồng, thản nhiên nói, có điều, thượng quan Ngọc Lâm trong lòng người này mặc dù hận ý nhiều một chút, nhưng sự tình có nguyên nhân. Dù sao hắn bị vũ nhục lớn lao, nếu là đất khách ở chung. Chẳng lẽ các ngươi bị cái kia cổ nhất phàm như thế trêu đùa về sau, còn có thể vẻ mặt ôn hòa, tâm tình bình ổn sao? Cái này, không khỏi sững sờ, mọi người trầm ngâm một chút, liếc nhìn nhau về sau, cũng là bật cười lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến, ha ha ha. Có lẽ cũng nhẫn không a, chỉ có thể nói cái này tính cổ tiểu tử. Thực sẽ chơi. Phốc, một tiếng cười khẽ, thượng quan Khinh Yên nhìn không được che lên môi son, thượng quan Phi Hùng gặp. Lại là hung hăng chừng nàng liếc một chút, nhỏ quát lên, đánh người không đánh mặt, tôn nghiêm đối một tên võ giả là cực kỳ trọng yếu đồ vật, cái kia cổ nhất phàm ba phen mấy bận trêu đùa làm nhục thượng quan Ngọc Lâm, tính toán trong lòng càng thêm không chính, ngươi còn cười. Bình tĩnh gật đầu, thượng quan Khinh Yên không có lên tiếng, chỉ là che miệng, cười đến eo đều nhanh không thẳng lên được. Tuy nhiên nàng biết dạng này không đúng. Nhưng nghĩ đến thượng quan Ngọc Lâm tại Trác Phàm trước mặt dập đầu như dã tỏi giống như lễ bái tiền bối, chính mình còn không tự biết tình cảnh lúc, liền nghĩ như thế nào làm sao buồn cười. Nàng cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn lãng bất phàm biểu ca, còn có như thế hèn mọn bỉ ổi thời điểm sao? Cái này cổ tiên sinh, cũng quá xấu. Trong lòng ngăn không được oán trách, nhưng thượng quan Khinh Yên khóe miệng nhưng vẫn không có thu liếm lại nụ cười. Nhìn lấy đây hết thảy. Thượng quan Phi Hùng không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
ngươi thật không chịu giúp ta. Nhà đá bên trong, Trác Phàm đợi thượng quan Ngọc Lâm tiếng cười ngừng thôi về sau, lần nữa bình tĩnh lên tiếng, dò hỏi. Nhưng là trả lời hắn, vẫn như cũ là thượng quan Ngọc Lâm cái kia cười trên nỗi đau của người khác kiệt ngao chi sắc muốn cho ta giúp ngươi. Đời sau a, ha ha ha, ta thượng quan Ngọc Lâm cho dù rơi xuống đất ngục liệt diễm bên trong, cũng sẽ cười nhìn ngươi mỗi ngày ức mất con thống khổ, khặc khặc khặc. Ai, mất con thống khổ là khẳng định có. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, không khỏi thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, chỉ là thương thế kia đau, hẳn là cũng thì 4-5 năm a, nhiều lắm là 20 năm 100 năm liền nên nhạt đi. Đối tại chúng ta tu giả đã lâu sinh mệnh mà nói, điểm ấy đau xót thời gian, cũng không tính dài. Con cháu cùng vui, đời đời cùng đường, hẳn là cũng có thể tiêu trừ lần này đau xót đi. Thân thể nhịn không được lắc một cái, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi khẽ giật mình, con cháu cùng vui. Đúng vậy a, người sẽ không phải cho là ta không được, kiếp này chỉ có thể có một đứa con trai đi. Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm khóe miệng nhất thời xẹt qua một đạo tà dị đường cong, mà lại nói chuyện, hiện tại ta thì có con cháu đầy nhà cơ hội tại hướng ta vẫy chào đây. Người đừng quên, cứu cứu người còn có thượng quan gia một đám lão gia hỏa. Thế nhưng là khóc hô hào muốn đem trên tay bọn họ hòn ngọc quý trên tay đưa ta trong ngực đây, chỉ cần ta giao ra trùng thiên kiếm. Hiện tại ngươi đã không giúp ta, vậy thì tốt, ta cũng nhận mệnh, chết một đứa con trai, nhưng ta có thể sinh càng nhiều. Hiện tại ta liền đi tìm Yên Nhi, đem gạo sống luộc thành bát cháo, để bọn hắn vô lại không chướng, dạng này ta đem trùng thiên kiếm giao ra cũng thỏa đáng. Ngươi cái kia cứu cứu cũng không thể để chính mình khuê nữ, trong nháy mắt liền quả phụ đi. Đến mức ngươi, ta đồ đệ ngoan, mặc kệ là xuống địa ngục cũng tốt, vẫn là khổ thân cũng được, trong mắt ngươi nhìn đến tột cùng là ta ức tử thành cuồng, vẫn là phong lưu phóng khoáng, con cháu đầy nhà, vậy coi như không nhất định a, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, Trác Phàm quay người lại thì hướng cửa đá nơi đó đi tới, không nói ra thoải mái tùy tiện. Thế nhưng là thượng quan Ngọc Lâm nhìn lấy đây hết thảy, lại là hoàn toàn mắt trợn tròn. Đúng a. Hắn làm sao đem cái này quên, người ta cái kia mặt không là nhất định phải cứu nhi tử a, rất lựa chọn tốt, mặc kệ đầu nào đều là tiền đồ tươi sáng. Cho dù chết một đứa con trai, còn có mỹ nhân làm bạn, tương lai tận hưởng con cháu chi phúc, vinh hoa phú quý, vô thượng thực sự tự hào. Chính mình đây, chỉ là cái đệm lưng mà thôi, mặc kệ con đường nào đều là một con đường chết. Chính mình tại trong địa ngục nhìn lấy người ta cười, không phải càng thê thảm hơn. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy a, con đường nào đều là tuyệt lộ, người ta con đường nào đều có thể đi ra tiền đồ tươi sáng đến, thì xem người ta làm sao tuyển. Mà lại có vẻ như, không cứu hắn cái kia không may nhi tử, người ta làm thượng quan gia ở rể, qua được càng tốt hơn. Cái này khiến hắn cái này lo liệu lấy, chỉ cần ngươi qua giỏi hơn ta, ta thì chịu không được quý công tử, làm sao có thể chịu đựng đến. Kết quả là, mắt thấy Trác Phàm lập tức muốn lúc rời đi. Thượng quan Ngọc Lâm cuối cùng gấp vội kêu lên, chờ một chút, ta đáp ứng vẫn không được sao, chỉ cầu ngươi cách Yên Nhi nàng, xa một chút. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm quay đầu nhẹ liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng đột nhiên lộ ra tà dị đường cong. Rốt cục giải quyết tên ngu ngốc này, hừ hừ. Lợi hại. Bên ngoài cửa đá, một tên chí cường cung phụng không khỏi thở dài một hơi, tán thưởng lên tiếng. Tiểu tử này công tâm chi thuật quả nhiên lợi hại, hoàn toàn đem Ngọc Lâm tiểu tử kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, hỉ nộ đều là nắm trong lòng bàn tay. Mà khống chế đối thủ tâm tình, liền tương đương khống chế lòng hắn. Hiện tại các ngươi biết, vừa mới chúng ta phối hợp hắn diễn cái kia xuất diễn ý nghĩa chỗ đi. Chính là bởi vì trận kia kịch, để thượng quan Ngọc Lâm thực sự tin tưởng, chúng ta đối trùng thiên kiếm coi trọng, từ đó đối cổ nhất phàm theo lệnh mà làm, cũng liền thuận lý thành chương. Riêng là coi là sẽ dùng Yên Nhi vì thẻ đánh bạc đến đổi kiếm, càng làm cho hắn đánh trong đáy lòng tán đồng điểm này. Cùng nhau gật gật đầu, bọn người cũng là ngăn không được tán thưởng liên tục, một vị khác chí cường cung phụng càng là nhìn về phía thượng quan Phi Hùng chỗ đó, dặn dò Phi Hùng, học tập lấy một chút, thân là nhất gia chi chủ, Đông Châu lãnh thụ, dạng này tâm kế cũng là cần. A, à, ta học hắn. Không khỏi khẽ giật mình, thượng quan Phi Hùng sắc mặt không khỏi một đỏ. Có chút khó khăn nói cổ nhất phàm. Hắn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Tiểu bối làm sao, lão phu lại cảm thấy,
cùng hắn vừa so sánh, người mới như cái 20-30 tuổi tiểu bối, có khi quá ngây thơ, hắn đổ là sống mấy vạn năm lão quái vật giống như, gian trá giảo hoạt. Không khỏi hơi hơi bĩu môi, một tên chí cường cung phụng đạm mạc lên tiếng, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, hiện tại coi như ngay cả chúng ta đám lão gia này, đều cùng một chỗ theo học sao? Nói, cái kia cung phụng chỉ về phía trước, thượng quan phi hùng theo nhìn qua, lại là nhất thời sững sờ. Chỉ thấy giờ này khắc này, một đám lão gia hỏa lại là người người trong tay cầm một khối xanh biếc ngọc giản, đang nhắm mắt ghi chép cái gì. Gương mặt nhìn không được co lại, thượng quan phi hùng không còn gì để nói, đây là. Làm bút ký A. Phốc. Một miệng trong lòng lão huyết kém chút phun ra, thượng quan phi hùng nghe đến một vị trưởng lão nói, nhất thời bị lôi đến kinh ngạc. Những thứ này mấy ngàn tuổi lão quái vật, còn thật hướng một cái mới ra đời tiểu gia hỏa không ngại học hỏi kẻ dưới A. Thế mà đều làm lên bút ký, các ngươi coi hắn là thánh nhân sao? Chỉ có thượng quan khinh yên tựa hồ trên mặt có chút tức giận, đẩy mọi người, tức giận rời đi, hừ, cái gì cái? Miệng đầy nói vớ nói vẩn, đều không học tốt. Không khỏi sững sờ, mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Yên nhi, nàng này làm sao? Chỉ có thượng quan phi hùng, tựa hồ nhìn ra chút gì, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, than nhẹ lên tiếng, ai, yên nhi a, ngươi là khí tiểu tử kia nói vớ nói vẩn, hủy ngươi danh tiết đâu. Vẫn là giận hắn, đêm này trung thân đại sự ăn nói lung tung, sẽ không thực hiện lời hứa đây, ha ha ha. Mà một phương diện khác, hoàn toàn không biết bên ngoài động tĩnh, Trác Phàm gặp thượng quan Ngọc Lâm đáp ứng, lúc này hơi vung tay, đem hắn dây thừng kéo một cái, một kéo đứt, sau đó hung hăng một ngã, đem hắn rơi trên mặt đất. Ai, ngươi làm gì, ta đều đáp ứng. Im miệng. Thượng quan Ngọc Lâm kinh hoàng kêu to, Trác Phàm lại là trong mắt lạnh lẽo, hét lớn lên tiếng, ngươi mặc dù đáp ứng, nhưng ngươi người này quá không đáng tin cậy, ta phải ở trên thân thể ngươi lại lưu cái tiêu ký mới là. Ngươi nếu dám cho ta nửa đường đùa nghịch hoa chiêu gì. Hừ hừ. Nói, Trác Phàm vung tay ba một cái thủ đao nện ở hắn cái cổ, nhất thời liền đem hắn nện ngất đi. Sau đó một tay nắm lấy hắn lưng, phải đồng tử bên trong màu đen lôi viêm, cũng đang điên cuồng tuôn ra, theo hắn bàn tay kia thẳng vào thượng quan Ngọc Lâm thể nội. Ngươi nói là, cổ nhất phàm muốn dùng trùng thiên kiếm cùng chúng ta làm giao dịch, đổi về chính mình nhi tử, nhưng bây giờ bị thượng quan gia những người kia giam cầm lấy, thoát thân không ra, sau đó thì phái ngươi tới đưa tin. Sau ba ngày, Phi Vân Vương Phủ, vẫn là cái kia vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, Bách Lý Kinh Vĩ ở thượng tọa, nhẹ chụp lấy bát trà, thì thào lên tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, như có như không hướng trước liếc đi, bên người thì là thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh hai người bồi ngồi ở bên. Trước mặt hắn, sợ hãi rụt rè đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, lại chính là vết thương đầy người, đã là bị mấy ngày nay giày vò đến không thành hình người thượng quan Ngọc Lâm không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, hắn run rẩy đứng ở nơi đó, lại là vẻ mặt vội vàng, vội vã gật đầu, đúng vậy a, hắn thật là nhường ta cho hắn đến truyền tin tức này, không tin các ngươi nhìn, đây là hắn tự mình chạm trổ ngọc giản, phía trên là hắn linh hồn ấn ký, không sai. Nói, thượng quan Ngọc Lâm vội vã xuất ra một đạo xanh biếc ngọc giản đưa lên. Bách Lý Kinh Vĩ đưa tay tiếp nhận, tỉ mỉ dò xét một phen, hơi hơi gật gật đầu, lại giao cho một bên thượng quan Phi Vân nói, thật là cổ nhất phàm thần hồn ba độc, để cho chúng ta nửa tháng sau đến ngoài trăm dặm Lạc Già Sơn trao đổi. Thôi đi, thật sự là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ban đầu ở trong vương phủ, nói là giao ra thần kiếm, thì thả hắn nhi tử, hắn không chịu, vắt chân lên cổ mà chạy. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà đến chủ động yêu cầu trao đổi. Hừ, thật không biết hắn là thông minh vẫn là hồ đồ. Bất giác mỉm cười lấy bĩu môi, thượng quan Phi Vân đang nhìn ngọc giản kia nội dung về sau, từ chối cho ý kiến lại ném cho một bên khác Đan Thanh Sinh, sủi cười rộ lên. Dường như Trác Phàm cử động lần này giống như là đã cùng hắn thước vũ khí đầu hàng đồng dạng, cũng chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ minh bạch bên trong ý tứ, đạm mạc lên tiếng, cũng không thể nói như vậy, cổ nhất Phàm là cái cơ trí người, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lúc trước chúng ta đem bọn hắn trùng điệp vây quanh, nếu là lúc này trao đổi, hắn sao có thể yên tâm được. Coi như đất khách chỗ chi, đổi thành bản tướng, cũng sẽ không như thế làm. Hiện tại hắn khác ước địa điểm, bàn tay mình nắm quyền chủ động, chỉ sợ lại một lần làm tốt con đường sau này, quả thật cử chỉ sáng suốt. Tiếp đó,
hắn suy nghĩ đoán chừng thì là như thế nào lần nữa bốc lên chúng ta song phương nhất chiến, thừa cơ chuồn đi. Hừ, nghĩ hay lắm, lần trước hắn trêu đùa bản vương còn chưa đủ à, lần này lại đến. Không khỏi cười lạnh, thượng quan Phi Vân khinh thường bĩu môi, trong đồng tử còn có cuồn cuộn tức giận bộc lộ, tựa hồ vẫn như cũ rất để ý lần trước bị Trác Phàm dắt chó giống như trêu đùa sỉ nhục. Nhưng là đối với điểm này, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ đã nhìn đến nhạt, trong mắt chớp động lên từng trận tinh mang, lờ đễnh khoát tay một cái nói, Phi Vân kiếm vương không cần thiết hành động theo cảm tính, dù sao thượng quan gia cũng là chúng ta cái đinh trong mắt, lần này nếu là có thể nặng đến trùng thiên kiếm, coi như bị hắn lại sử dụng một lần lại như thế nào. Dù sao đối với chúng ta mà nói, cũng là hữu ích vô hại, ha ha ha. Chỉ bất quá. Thế mà, Bách Lý Kinh Vĩ chính bình tĩnh cười, tựa hồ đã đáp ứng Trác Phàm điều kiện, nhưng bỗng lời nói xoay chuyển, một đôi tràn đầy hồ nghi ánh mắt, vừa hung ác chừng hướng về phía trước thượng quan Ngọc Lâm, thẳng đem hắn chừng đến một cái lảo đảo, trong lòng lo sợ bất an, mới nhếch miệng cười khẽ một tiếng, chỉ là bản tướng có một chút không hiểu là, thượng quan công tử, Cổ Nhất Phàm cầm giữ trùng thiên kiếm, yêu cầu thượng quan ra thả ngươi đi ngã hợp tình hợp lý. Nhưng là, các ngươi không phải luôn luôn không hợp nhau à, coi như tình huống khẩn cấp. Hắn không có thể tin người, chẳng lẽ thì thật sẽ tin tưởng ngươi, để ngươi đến mang tin. Huống chi, cái này còn có quan hắn thân tử tánh mạng. Sắc mặt bất giác một khổ, thượng quan Ngọc Lâm hướng Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu cúi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu thảm đạm, thừa tướng đại nhân cao kiến, tiểu tử kia xác thực không tín nhiệm ta, cho nên gần đến trước, đã cho ta ở trên người làm tay chân, không tin các ngươi nhìn. Nói, thượng quan Ngọc Lâm lột lên cánh tay, hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Ba người ngẩng đầu hướng về phía trước xem xét, lại đều là bỗng dưng mí mắt lắc một cái, trong lòng nhìn không được nhảy một chút. Chỉ thấy giờ này khắc này, thượng quan Ngọc Lâm trên cánh tay từng cái vặn vẹo gân mạch đang chậm rãi nhúc nhích, thả mắt nhìn đi, đủ có mấy trăm đạo nhiều. Trong lòng bất giác run lên, thượng quan Phi Vân bỗng dưng tìm tòi tay, bắt hắn lại cổ tay, cuồn cuộn nguyên lực ngăn không được chui vào, dò xét hắn thân thể. Lại là nhìn không được nhất thời lại là giật mình. Wow, người tiểu tử này thành sâu ổ a. Mí mắt không khỏi hung hăng rung động, thượng quan Phi Vân nhất chỉ thượng quan Ngọc Lâm, bất khả tư nghị nói, tiểu tử này thể nội chỉ sợ có mấy vạn chỉ đỏ như máu tàm trùng bám ở trên người, vô luận như thế nào đều khu trừ không rơi, liền lão phu dùng tự thân nguyên lực chấn đều chấn không chết, thực sự rất quỷ dị a. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, còn lại hai người nghe được lời này, không khỏi lần nữa thật sâu nhìn về phía hắn. Đem cái kia vặn vẹo có chút buồn nôn cánh tay che lại, thượng quan Ngọc Lâm trên mặt tràn đầy khổ bức chi sắc, tiếng buồn bã liên tục ai, thừa tướng đại nhân, các ngươi hiện tại biết vì sao tiểu tử kia yên tâm như thế ta đến đưa tin đi. Lúc đó hắn đem ta đánh bất tỉnh, coi ta khi tỉnh lại, thể nội liền nhiều cái này rất nhiều buồn nôn đồ chơi. Hắn nói cho ta biết đây là huyết tầm, như xương phụ giòi, trừ phi hắn thay ta mở ra. Hoặc là ta thân thể tử vong, nếu không ta trung thân vùng thoát khỏi không rơi. Các ngươi cũng biết, ta nếu là bỏ thân thể, lại đoạt xá trọng sinh lời nói, tu vi cũng sẽ tổn hao nhiều, đoán chừng trung thân thì dừng bước nơi này. Hắn chỉ là nhường ta cho hắn đưa cái tin, ta tội gì vì chút chuyện nhỏ này, thì hủy ta cả đời tiền đồ đi. Chỗ lấy các ngươi nếu là đáp ứng, ta còn phải nhanh đi về báo tin chút đấy. Hắn chỉ cấp ta thời gian 10 ngày, sau đó huyết tầm tự động phát tác. Hội hút ta tinh huyết, vậy ta thân thể thì thật hủy a. Không sai gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ ba người nhìn lấy thượng quan Ngọc Lâm cái kia một mặt hai mắt đẫm lệ chi tướng, cuối cùng tiêu tan giải tâm đầu lo lắng, tin tưởng thư này kiện tính chân thực. Nếu không, bọn họ còn hoài nghi đây cũng là thượng quan ra cái gì quỷ kế đâu. Hừ, nghĩ không ra Cổ Nhất Phàm một cái luyện đan sư, thủ đoạn càng như thế ác độc a. Bất giác cười lạnh, thượng quan Phi Vân hừ nhẹ lên tiếng. Bách Lý Kinh Vĩ nghe đến, cũng hơi hơi gật gật đầu, lại là từ chối cho ý kiến, từ xưa nhất tướng công thành vạn cốt khô, lượng nhỏ không phải quân tử, vô độc bất trượng phu. Cổ Nhất Phàm nếu là cái kia nhân từ nương tay thế hệ, lại dễ đối phó nhiều, cũng không cần đến chúng ta đối với hắn cẩn thận như vậy đối đãi. Đúng, Ngọc Lâm công tử, bản tướng còn có một lòng đầu chi nghi ngờ, cần muốn công tử giải đáp. Ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút. Lần nữa nói, đã thượng quan gia sẽ thả ngươi đi ra, hẳn là cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ tại ngươi rời đi trong tích tắc, thì toàn thể chuyển rời đến nơi khác a, dù sao ngươi đã không nhận tín nhiệm. Như vậy,
ngươi lại như thế nào đi cho cổ nhất phàm hồi âm? Thật sâu cúi đầu, thượng quan Ngọc Lâm cung kính nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, ta mặc dù tìm không thấy hắn, nhưng chúng ta trước đó ký kết định chi địa, hắn đổ là có thể rất mau tìm đến ta. Ta chỉ cần đem ngài hồi âm cho hắn đặt ở chỉ định địa phương, hắn tự sẽ đi lấy, sau đó cho ta giải khống chế huyết tầm thủ quyết, đến mức triệt để trừ tận gốc. Cái kia đến chờ các ngươi song phương trao đổi con tin lúc, tại hạ tự thân đi, từ hắn tự mình mở ra. Hành sự như vậy, cũng là nghiêm cẩn, đã không sợ ngươi bỏ bê chính sự, cũng cho ngươi hy vọng cuối cùng, để ngươi tận tâm tận lực vì hắn xuất lực. Ân, không hổ là cái kia ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi người, làm lên sự tình đến ngược lại là kín kẽ, không có gì có thể nói. Hơi hơi điểm tới gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng sau đó lại nhìn còn lại hai người một cái nói, hai vị kiếm vương, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Lẫn nhau nhìn chăm chú liếc một chút, thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh hai người cùng nhau lắc lắc đầu, không hẹn mà cùng nói, thừa tướng đại nhân cảm giác làm cho thỏa đáng, liền thỏa đáng, hai người chúng ta không có có dị nghị. Rất tốt, như vậy cứ như vậy định, việc quan hệ trùng thiên kiếm hạ lạc, mặc kệ lần này con tin trao đổi, cổ nhất phàm là thật tâm hay là giả dối, bản tướng đều nguyện ý thử một lần, ha ha ha. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng xẹt qua một đạo kỳ dị đường cong, tiếp lấy xuất ra một đạo ngọc giản, tính tâm ghi chép một chút, liền đưa tay đưa cho phía trước thượng quan Ngọc Lâm nói, thượng quan công tử, đây là bản tướng bức thư, ngươi chuyển giao cổ nhất phàm đi, hắn trao đổi đề nghị, bản tướng tiếp nhận, nửa tháng sau lại gặp nhau. Thật sâu khẽ cong eo, thượng quan Ngọc Lâm cung kính tiếp nhận ngọc giản, lại là cũng không lui lại, mà chính là do dự nửa ngày, có chút khó có thể mở miệng bộ dáng. Bách Lý Kinh Vĩ gặp, không khỏi sững sờ, thế nào, ngươi không phải nói thời gian rất gấp à, làm sao còn không trở về phục mệnh. Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, thực lần này tại hạ đến đây, cổ nhất phàm hắn còn có một chuyện bàn giao. Như là chuyện này làm không ổn, mặc dù có thừa tướng bức thư hồi phục, hắn cũng làm thừa tướng đại nhân không có thành ý, tuyệt không nhắc lại trao đổi sự tình. Chuyện gì, mi đầu lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng hỏi. Trầm ngâm một chút, thượng quan Ngọc Lâm mở miệng yếu ớt, thừa tướng đại nhân, tại hạ muốn gặp hắn đứa con kia liếc một chút, nhìn phải chăng an toàn. Làm can, tiểu quỷ kia là trọng phạm, chỉ có hắn lấy ra trùng thiên kiếm về sau, lão phu mới có thể đem tiểu tử kia trả lại hắn, há có thể sớm mang ngươi tiến đến, bại lộ tiểu quỷ kia giam giữ chỗ. Ngươi làm bản vương là 3 tuổi hài đồng, mặc cho các ngươi hoa ngôn xảo ngữ, thám thính trọng phạm hạ lạc. Nếu các ngươi một lứa đến cướp ngục làm sao bây giờ? Phanh một tiếng vang thật lớn, Bách Lý Kinh Vĩ còn chưa mở miệng, thượng quan Phi Vân đã là hét lớn một tiếng, trợn mắt nhìn. Khóe miệng bất giác một xẹp, thượng quan Ngọc Lâm cũng là bất đắc dĩ, Phi Vân cứu cứu, ngài đừng với ta nổi giận a, ta cũng không muốn gặp cái kia xú tiểu quỷ. Thế nhưng là không có cách, cổ nhất phàm tiểu tử kia nói, như là con của hắn đã chết lời nói, hắn cầm trùng thiên kiếm đi trao đổi. Chẳng phải là bánh bao nhân thịt đánh chó, một đi không trở lại. Hắn nãi nãi, người mẹ hắn nói ai là chó đâu. Ách không không không, cứu cứu ngài đừng tức giận, đây không phải ta nói, là cái kia cổ nhất phàm nói a. Thượng quan Phi Vân một tiếng nổi giận, toàn thân khí thế ngăn không được phát ra, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi giật mình, vội vàng khoát khoát tay, trên mặt đều là một mảnh oan khuất chi sắc, trong lòng oán thầm không ngừng. Mẹ người cổ nhất phàm. Chính người tại người ta sau lưng mắng lên, lại làm cho lão tử truyền lời, bây giờ người ta cơn giận đều trút lên lão tử trên đầu, người ngược lại là tránh ở sau lưng vui tiêu dao. Nếu không phải bên trong ngươi cái này cái gì huyết tàm chi cổ lời nói, lão tử mới không thay ngươi chạy cái này bị chém việc phải làm đâu. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì, cười theo nói, cứu cứu, ngài bất giận, thực hắn cái này lo lắng cũng hợp tình hợp lý a. Một cái phụ thân thời gian dài không gặp được nhi tử, có chút lo lắng cũng là khó tránh khỏi đến a, ha ha ha. Nghe được lời này, thượng quan Phi Vân suy nghĩ một chút cũng đúng, liền cũng thở dài một hơi, đạm mạc gật đầu. Chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ, trong mắt tinh mang không ngừng, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, hung hăng nhìn chằm chằm phía trước thượng quan Ngọc Lâm không thả, khóe miệng không hiểu xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Như vậy ngươi đi thẳng về nói với hắn. Hắn nhi tử hết sức an toàn, bị dưỡng đến trắng trắng mập mập, để hắn không cần lo lắng, an tâm giao dịch cũng là còn gặp mặt lời nói, ha ha ha. Ta nhìn thì không cần đi. Suy nghĩ một chút,
Bách Lý Kinh Vĩ chợt lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, khẽ nhấp một cái trà thơm, nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm, thăm thẳm lên tiếng. Thượng quan Phi Vân nghe đến, cũng là từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, cười nhạo nói, đúng đấy, ngươi cứ như vậy trở về nói với hắn, chẳng lẽ hắn trả lớn lên thông thiên nhãn, biết ngươi thật gặp chưa thấy qua cái kia thằng nhãi con hay sao? Nếu quả thật dễ dàng như vậy, liền dễ làm. Bất giác sắc mặt một khổ, Thượng quan Ngọc Lâm bất đắc dĩ dao động cái đầu, ai, các ngươi cũng biết, cổ nhất phàm tiểu tử này tinh đến cùng khỉ một dạng, há có thể dễ dàng như vậy liền bị lừa bịp. Gần đến trước, hắn nói với ta, hắn cùng hắn đứa con kia ngày bình thường có cái ám hiệu, ta nhất định phải tự mình nhìn thấy tiểu tử kia, cùng hắn đối lên cái kia ám hiệu, mang về, hắn mới sẽ tin tưởng, không phải vậy hắn thì cho là hắn nhi tử đã chết, giao dịch này triệt để hủy bỏ. Mà lại hắn sẽ còn lập tức đem kiếm giao cho thượng quan gia, cùng bọn hắn hồi Đông Châu, về sau thì cùng thượng quan gia lăn lộn. Thân thể nhịn không được chấn động, thượng quan Phi Vân không khỏi trong lòng cả kinh, cái gì, còn có loại chuyện này. Đây chẳng phải là, người lần này nhất định phải gặp tiểu quỷ kia. Nói đúng là a, ai, bất đắc dĩ lắc đầu, thượng quan Ngọc Lâm cũng cảm thấy thật khó khăn. Thực nếu không phải Trác Phàm nhất định muốn cầu lời nói, hắn cũng không muốn đi gặp cổ Tam Thông. Dù sao ở cái này Phi Vân Vương Phủ, hắn trong lòng cũng là khiếp đảm cực kỳ, một khắc cũng không muốn ngốc. Càng là cùng thượng quan Phi Vân những thứ này cường nhân ở chung một chỗ, đều khiến hắn không có cảm giác an toàn, muốn chạy khỏi nơi này. Mi đầu thật sâu nhíu lại, thượng quan Phi Vân quay đầu nhìn một bên Bách Lý Kinh Vĩ liếc một chút, trưng cầu hắn ý tứ. Nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ lại là một mực trầm mặc, không nói một câu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thấy tình cảnh này, thượng quan Ngọc Lâm không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, chợt cảm thấy một cỗ cảm giác sợ hãi vẫn cứ đánh tới, cả kinh nói, ngươi. Các ngươi sẽ không phải thật đem tiểu quỷ kia giết chết à, vậy ta làm sao bây giờ? Các ngươi còn muốn hay không trùng thiên kiếm? Tiểu quỷ kia vừa chết, cổ nhất phàm bên kia không chiếm được tin tức, giao dịch hủy bỏ, các ngươi không chiếm được trùng thiên kiếm, ta thân thể này cũng một con đường chết à, ngươi. Các ngươi làm sao có thể đem tiểu quỷ kia giết chết đâu? Coi như giết chết, cũng phải đợi đến thần kiếm tới tay rồi nói sau. Trăm dặm thừa tướng, ngài cũng là có chừng mực người, làm sao lại? Im miệng. Thế mà, còn không đợi cái kia có chút kinh hoàng lời nói xong, quát lạnh một tiếng đã là đột nhiên vang lên, thượng quan Phi Vân hung hăng theo dõi hắn, trách mắng, khác mẹ hắn hô to gọi nhỏ, tiểu quỷ kia còn chưa có chết đâu. Ách, không có, không chết. Vậy các ngươi vừa mới một bộ lề mề chậm chạp, mặt ủ mày trao bộ dáng, để lão tử gặp một chút tiểu quỷ kia có làm khó thêm giống như, hù chết lão tử. Lão tử còn tưởng rằng muốn gặp một cỗ thi thể đây, hô. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thượng quan Ngọc Lâm trong lòng cuối cùng yên lòng, sau đó liền một mặt hy vọng nhìn về phía bọn họ, chờ lấy bọn họ trả lời chắc chắn. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng chậm rãi gật gật đầu, tốt a, thì mang ngươi đi xem một cái tiểu quỷ kia. Chỉ bất quá, có thể hay không theo trong miệng hắn hỏi ra một lời nửa câu đến, thì nhìn ngươi tạo hóa. Ây, cái gì ý tứ? Các ngươi đối với hắn dùng hình, còn đem hắn đánh gần chết, ngay cả lời cũng không thể nói. Không khỏi sững sờ, thượng quan Ngọc Lâm bất giác lúc này giật nảy cả mình. Đón lấy, nhìn về phía thượng quan Phi Vân bọn họ. Trong mắt liền lộ ra càng thêm kinh khủng kiêng kỵ. Đám súc sinh này, thế mà liền đứa bé cũng không buông tha, thực sự quá mẹ hắn hung ác. Tuy nhiên thượng quan Ngọc Lâm bản thân cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng cũng nhìn chỉ là những cái kia đối phụ nữ và trẻ em thi bạo việc ác. Tổng tới nói, hắn vẫn là danh môn quý công tử, có nhất định phong độ cùng phòng tuyến cuối cùng, lại xấu cũng không làm được quá tàn bạo sự tình, thế nhưng là những người này. Dường như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, thượng quan Phi Vân không khỏi nhất thời giận dữ, quát nói, người đó là cái gì ánh mắt? Còn thật cho là chúng ta hướng cái kia oắt con động thủ. Huống hồ, lấy cái kia oắt con quái lực, còn có thể xem như hài tử sao? Cái đó là... Tốt, thượng quan công tử theo chúng ta đến cũng là... Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng nghi hoặc, Bách Lý Kinh Vĩ dĩ nhiên đã mở miệng đánh gãy, sau đó thẳng đứng lên, đi ra ngoài, thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh hai người thì theo sát ở bên. Thượng quan Ngọc Lâm gãi đầu một cái, cũng vội vàng đuổi theo. Kết quả là, một hàng bốn người, xuyên qua từng đạo đình đài lâu các, đi vào một ngọn núi giả trước, thượng quan Phi Vân ấn quyết trong tay một kết,
cái kia hòn non bộ liền ông một tiếng, một trận không gian ba động, sau đó chậm rãi di động ra, đúng là lộ ra một cái đen xì cửa động. Chậm chậm hướng về phía trước, bốn người thẳng đi xuống trong động, lại là nhất thời đèn đuốc sáng trưng, từng cái sắp xếp, nối đuôi nhau mà vào, kéo dài hướng đáy động chỗ sâu. Hai hàng dung hồn quy nguyên cảnh cao thủ giao nộp hộ vệ, liệt kê ở bên, ba bước một trạm canh gác, năm bước một tốp, bình tĩnh đứng ở nơi đó, như từng nhánh như trụ trời, thủ vệ cái này trong động an toàn, có tới hơn 50 người, một tấc cũng không rời. Cảm thụ lấy cái này từng cái cường giả khí tức, nhào tới trước mặt, Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục, đây chính là Phi Vân Vương phủ bí mật nhà tù A, thật sự là thủ vệ nghiêm mật. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, nghiêm mật như vậy một gian địa lao, đúng là giam giữ một đứa bé, có thể thấy được cái này Bách Lý Kinh Vĩ cùng hai vị kiếm vương, đối đứa nhỏ này coi trọng, hoặc là nói là đối cổ nhất phàm coi trọng. Rất nhanh, bốn người rốt cục đi vào cái kia địa lao dưới đáy, tuy nhiên lại cũng không phải là giống Thượng quan Ngọc Lâm tưởng tượng như vậy, âm u tối tăm, trong góc tản ra hôi thối cùng ẩm ướt khu vực, ngược lại là nhẹ la màn lụa, đăng hỏa lan san, bàn là điêu hoa lê mộc, ghế dựa là thiên sơn thanh nham, không nói ra xa hoa cùng danh quý, riêng là cái kia khắc hoa giường lớn, càng là óng ánh sáng long lanh, ngọc điêu thành trụ, phong cách cổ xưa cùng nội hàm đều xem trọng, lộng lẫy cùng trang nhã cùng tồn tại. Cái này, mẹ hắn còn có thể tính toán địa lao à, đãi ngộ cũng quá tốt ha. Thượng quan Ngọc Lâm không hiểu, Thượng quan Phi Vân vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, nhất chỉ cái kia đại nằm trên giường một cái sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt không nói hài đồng, ôm ôm nói, nào, người muốn gặp tiểu quỷ là ở chỗ này, lão tử lúc nào đối hài tử dùng hình. Đó là, Trác Phàm hắn nhi tử. Không khỏi giật mình, Thượng quan Ngọc Lâm định thần nhìn lại, quả nhiên là hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ, còn tốt, hắn còn chưa có chết. Tiểu tam tử. Cùng một thời gian, Phi Vân Thành bên trong, vương phủ phụ cận một cái tối tăm xó xỉnh bên trong, một đạo thần bí bóng người đang lẳng lặng xếp bằng ở đen nhánh bóng mở dưới, trong tay bấm niệm pháp quyết, lại là bất chợt tới đến mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang lóe lên, hét to lớn tiếng, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Thì ra hắn từ lâu tiến vào Phi Vân Thành, theo đuôi Thượng quan Ngọc Lâm sau lưng, mai phục tại Trách. Mà không có ai biết là, giờ này khắc này, Thượng quan Ngọc Lâm bụng dưới ở giữa, đã bị kết bè kết đội huyết tầm bao khỏa chỗ, chậm rãi lui tản ra đến, lại là trèo lên thì lộ ra một đạo đỏ thẫm bóng người, giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, trẻ sơ sinh hình dạng, chính là Trác Phàm bản mệnh huyết anh. Thực, Trác Phàm đem nhiều như vậy huyết tầm rót vào Thượng quan Ngọc Lâm thể nội. Chủ yếu cũng không phải là muốn uy hiếp khống chế hắn, bởi vì muốn uy hiếp hắn, có là phương pháp. Huyết tầm chỉ có thể tra tấn nhục thể, đối với hóa hư cảnh trở lên, có thần hồn tu giả, trình độ uy hiếp đã là giảm mạnh. Nếu là người kia thật liều tu vi tổn hao nhiều, không muốn thân thể, người cũng không làm gì được hắn. Trác Phàm đem huyết tầm rót vào Thượng quan Ngọc Lâm thể nội, chủ yếu là vì che giấu huyết anh tồn tại. Sớm trước khi tới, Trác Phàm chỗ lấy đem hắn đánh bất tỉnh, chính là vì tại động thủ chân lúc, không cho hắn biết chính mình hướng trong cơ thể hắn nhét bao nhiêu thứ. Huyết anh tính toán một cái, huyết tầm tính toán một cái, mà lại vì phòng ngừa hắn dò xét đến huyết anh tồn tại, Trác Phàm còn thuận tiện phong hắn ngũ giác lục thức. Mà Thượng quan Phi Vân dò xét, cũng chỉ có thể tìm được huyết tầm, liền dò xét không đi xuống, đoán chừng cũng không nghĩ tới còn có huyết anh loại vật này tại đi. Cứ như vậy, Trác Phàm liền có thể sử dụng Thượng quan Ngọc Lâm thân thể, giúp hắn tìm tới tiểu tam tử hạ lạc. Không sai, tất cả mọi thứ, đều là vì thuận tiện hắn có thể rất mau tìm đến tiểu tam tử chỗ, chuẩn bị. Dù sao muốn cứu người, tất yếu tiên tri định vị mới có thể. Mí mắt khẽ run, Trác Phàm thông qua huyết anh ánh mắt, chăm chú nhìn cái kia mịch la trong màn lụa, hô hấp yếu ớt nho nhỏ bóng người, trong lòng bất giác bỗng dưng đau xót, song quyền cũng hung hăng nắm lại tới. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại buông ra bàn tay, để cho mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, hắn còn muốn các loại, muốn chờ. Mà trong sơn động, Thượng quan Ngọc Lâm chậm rãi đi vào cổ tam thông bên người, thăm dò hắn hơi thở, không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Phi Vân nói, hắn làm sao? Mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Thượng quan Phi Vân đạm mạc lối ra. Không khỏi khẽ giật mình, Thượng quan Ngọc Lâm lần nữa tỉ mỉ xem xét, lại là nhất thời nhìn thấy cổ tam thông cái kia thụ thương cánh tay, tuy nhiên tiến hành băng bó cầm máu,
nhưng vẫn như cũ không ngừng có máu tươi chảy ra, chậm rãi theo cánh tay chảy đến dưới đất một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ dụng cụ bên trong, đảo mắt liền có non nửa bồn. Không khỏi giật mình, Thượng quan Ngọc Lâm một mặt sợ hãi nói, các ngươi cho hắn lấy máu. Muốn làm gì? Đánh giám. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra, Thượng quan Phi Vân lúc này mắng to lên tiếng, lão phu mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không như thế bẩn thỉu cho một đứa bé lấy máu, tra tấn tại hắn. Lại nói, ta liền hình phạt đều không cho hắn lên, còn đem lão phu luyện công mật thất nhường lại cho hắn liệu thương, làm sao có thể lại cho hắn lấy máu đâu. Cái gì, đây là ngài luyện công mật thất? Nói nhảm, chẳng lẽ cái này giống địa lao? Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Thượng quan Phi Vân hung hăng trừng Thượng quan Ngọc Lâm liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía Cổ Tam Thông, bất đắc dĩ thở dài, ai, tiểu tử này có điểm lạ. Đêm đó bị lão phu trọng thương về sau, lão phu nghĩ đến ngày sau muốn cầm hắn uy hiếp cái kia tính cổ tiểu tử, liền để cho thủ hạ luyện đan sư cứu chữa. Nhưng là rất kỳ quái, bất luận dùng cái gì thuốc, đều khó mà ngừng lại hắn vết thương này đổ máu. Cho nên người nói muốn gặp tiểu tử này một mặt, lão phu do dự nửa ngày, không biết như thế nào cho phải. Bởi vì, tiểu tử này hiện tại mặc dù không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Cho nên không biết đến lúc đó, còn có thể hay không cầm hắn đi đổi kiếm. Nghi đầu nhịn không được lắc một cái, Thượng quan Ngọc Lâm cuối cùng minh bạch hết thảy. Khó trách vừa mới bọn họ ra sức khước từ, thì ra tiểu tử này tại bọn họ nơi này chỉ có nửa cái mạng, không thể nói được nửa tháng sau, liền đã mất mạng. Cổ Nhất Phàm phải biết loại sự tình này, cái kia còn thay cái dám kiếm A, khẳng định trực tiếp đầu nhập Thượng quan ra ôm ấp, khai chi tán diệp đi, coi như không có đứa con trai này. Mà cái kia trong bóng tối Trác Phàm, cũng là không khỏi thân thể hung hăng chấn động, trong lòng kinh hãi, trên mặt chợt bò đầy lo lắng cùng vẻ không hiểu. Tiểu tam tử vết thương càng không có cách nào khép lại. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đem tay chậm rãi khoác lên Cổ Tam Thông cái kia non mềm trên cổ tay thăm dò, Bách Lý Kinh Vĩ quay đầu nhìn về phía còn lại người, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là như cũ, thể nội thương thế không giảm không nói, liền máu đều ngăn không được. Ai, tiếp tục như vậy, thật đúng là mất mạng. Phi Vân Kiếm Vương, người lúc đó xuất thủ thực sự quá ác. Này làm sao có thể trách ta? Cái cằm nhấc lên một chút, Thượng quan Phi Vân không khỏi nhẹ hừ một tiếng, lão phu lúc đó thế nhưng là có thương tích trong người, mới có thể ôm hận xuất thủ, tự nhiên khó có thể thu lực. Thế nhưng là lão phu cũng không có lúc này đòi mạng hắn a, về sau còn cực lực cho hắn cứu chữa. Ai ngờ hắn làm sao quái dị như vậy, nếu là bình thường người sớm tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là hắn trọng thương không trị, cũng là thật sự là kỳ quái. Thượng quan Phi Vân trong lòng một trận không hiểu, mi đầu cũng nhăn ngưng tụ thành một cái vấn đề, Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu liếc hắn một cái, cũng là bất giác mỉm cười lấy lắc lắc đầu, ha ha ha. Thôi thôi, dù sao việc đã đến nước này, cũng không thể tránh được. Mấu chốt là hiện tại Cổ Nhất Phàm muốn hắn nhi tử một câu trả lời chắc chắn, mới có thể hoàn thành giao dịch, hiện tại hắn cái dạng này, làm sao trả lời chắc chắn. Nếu không, Thượng quan công tử, người trước đi thử xem, có lẽ tình thương của cha vĩ đại, thật đem hắn tỉnh lại đâu. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ chỉ Cổ Tam Thông, nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm, cười khẽ một tiếng. Tốt a, ta thử một chút. Nghi đầu thật sâu nhíu lại, Thượng quan Ngọc Lâm cũng là có chút do dự, cái này nhưng là quan hệ đến hắn tương lai tiền đồ, vô luận như thế nào đều muốn theo tiểu quỷ này trong miệng cầm tới hồi phục mới được. Nếu không Cổ Nhất Phàm cho rằng nhi tử chết, hủy bỏ giao dịch, hắn thân thể chết, tu vi tổn hao nhiều không nói. Mấu chốt là Cổ Nhất Phàm tiểu tử này vò đã mẻ không sợ rơi, thật lên làm quan gia ở rể làm sao bây giờ? Yên nhi, ta làm sao có thể cho phép ngươi rơi xuống tiểu tử này trong tay đâu? Trong lòng ngăn không được hét lớn một tiếng, Thượng quan Ngọc Lâm chợt tròng mắt ngưng tụ, hùng dũng hiên ngang thì chạy về phía Cổ Tam Thông mép giường một bên, sau đó trèo lên lúc lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn nụ cười đến, nhẹ giọng thì thầm đến hống tiếng nói tiểu tam tử. Ngươi tỉnh, ta là phụ thân ngươi phải tới tiếp ngươi, ngươi mau tỉnh lại a. Không có động tĩnh, tiểu tam tử giống như một bộ xác chết giống như, yên tĩnh nằm ở nơi đó, máu tươi vẫn tại ngượng ngùng đến theo cánh tay hắn ở giữa rơi xuống, không có động tĩnh chút nào có thể nói. Nhìn lấy đây hết thảy, Thượng quan Ngọc Lâm đầy dẫy lo lắng, nhịn không được chà chà cái trán mồ hôi. Xa xa nhìn chăm chú lên nơi này Trác Phàm, cũng là mi đầu nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng một mảnh lo lắng.
Tiểu Tam Tử thương thế đến tột cùng nặng bao nhiêu, hắn còn không biết, chỉ có chờ cứu ra về sau mới có thể xem. Nhưng cho đến trước mắt, theo trên biểu tượng xem ra, hẳn là cực nặng, đã ảnh hưởng đến tánh mạng. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm liền nhịn không được hung hăng cắn chặt răng, song quyền cũng chăm chú nắm lại đến, lại là lại bất lực buông ra. Mẹ hắn, số tiểu quỷ, người tốt nhất thức thời một chút cho ta lập tức tỉnh lại, nói ra ngươi cùng ngươi cái kia lão cha ngày bình thường ám hiệu, không phải vậy lão tử nhưng là không khách khí. Mềm không làm được, thượng quan Ngọc Lâm lúc này hất lên cánh tay, đến lên cứng rắn, chỉ sắc mặt bình tĩnh cổ Tam Thông thì một trận mắng to, ngươi cùng ngươi cái kia người chết lão cha có chết hay không dâu ria, nhưng mạng của lão tử còn bị liên lụy bên trong đây, như là các người hai cha con dám liên lụy lão tử mất mạng, hừ hừ. Tiểu quỷ, hiện tại ngươi vẫn là nửa cái mạng, tin hay không lão tử lập tức để ngươi liền cái này nửa cái mạng đều không có. Tính, giống như chết địa tính. Tiểu Tam Tử vẫn như cũ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó, dường như một cái thoát ly nhân gian thiên sứ, không để ý tới thế tục ân oán, cứ như vậy yên tĩnh nằm, không oán vô cầu, cũng không phát một tiếng. Thấy tình cảnh này, thượng quan Ngọc Lâm ra mặt co lại là bất đắc dĩ, đồng thời tâm lý một trận bi thương. Hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này lớn nhất phiền phức lớn là Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ làm khó dễ, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, lớn nhất mấu chốt, điểm quyết định tại cái này thằng nhóc con trong tay. Tiểu tử này bất tỉnh, giao dịch không có cách nào hoàn thành, nơi này tất cả mọi người là thua nhà. Riêng là hắn thượng quan Ngọc Lâm đại công tử, hắn chọc ai gây người nào, làm sao mỗi lần đến song phương trong tranh đấu, không phải lên quan ra cùng Phi Vân Vương Phủ, cũng là Phi Vân Vương Phủ cùng Cổ Nhất Phàm. Trước một cái coi như có chút liên quan, dù sao hắn cũng là thượng quan gia một viên A. Nhưng hắn cùng Cổ Nhất Phàm có nửa xu quan hệ, vì sao tiểu tử kia cùng Bách Lý Kinh Vĩ bọn họ giao dịch, cũng muốn đem hắn kéo ở bên trong. Bọn họ giao dịch vỡ tan, lại với hắn có quan hệ gì, cũng không phải là hắn phá hư, mà chính là cái kia họ Cổ nhà oắt con không chịu tỉnh, mới xấu, tìm căn nguyên từ, cũng là thượng quan Phi Vân ra tay quá nặng mới xấu, cùng hắn thật không hề có một chút quan hệ A. Nhưng là vì sao, hai nhà giao dịch vỡ tan, sau cùng lớn nhất bên thua là hắn. Vì sao mỗi lần bị thương này, luôn luôn hắn. Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng ủy khuất, phẫn uất muốn mạng, trực giác chính mình so Đậu Nga còn oan. Đậu Nga chỉ là vô duyên vô cớ bị chết oan mà thôi, hắn nhưng là suất công suất lực hai bên chạy, không có có công lao còn cũng có khổ lao đây, đến cuối cùng vẫn là bị chết oan, dựa vào cái gì a? Lão Thiên! Người vì sao đợi ta như thế bất công? Thượng quan Ngọc Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, lòng tại máu, cảm thấy trên đời này chuyện xui xẻo gì đều đến trên đầu của hắn đến, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy a? Dường như nhìn ra hắn tâm tư, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi suy cười một tiếng, sâu xa nói, Ngọc Lâm công tử, cái kia Cổ Nhất Phàm không phải để ngươi truyền lời cho hắn nhi tử a, người trước tiên có thể truyền câu kia. Có lẽ đó là hai cha con bọn họ cảm tình xoắn suýt làm bạn chỗ, mới có thể làm ám hiệu đến lưu giữ, không thể nói được liền có thể đem đứa nhỏ này tỉnh lại đâu. Ngươi có thể thử một chút, ha ha ha. Thân thể không khỏi nhẹ nhàng chấn động, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời sắc mặt nghiêm một chút, tựa hồ lại có hy vọng, liền hung hăng gật gật đầu. Tốt, cứ làm như thế, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Kết quả là, hắn lần nữa úp sấp Tiểu Tam Tử mép giường bên cạnh. Hạ thấp âm điệu, nhẹ nhàng chậm chạp lên tiếng, Tiểu Tam Tử, cha ngươi nhường ta mang cho ngươi câu nói, lúc trước ước định, ngươi còn nhớ chứ, nếu là ở ngươi nguy nan thời điểm, ta nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Quân tử hiệp định, không cần thiết quên đi. À, đây là lão tử nói với nhi tử lời nói à, làm sao có loại ngang hàng luận giao cảm giác. Không khỏi khẽ giật mình, thượng quan Phi Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Mi đầu khẽ run, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là không hiểu. Chỉ là trong lòng hiện ra hồ nghi. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, một đạo nhỏ nhẹ lời nói lại là nhất thời vang lên, quân tử hiệp định, tuyệt sẽ không quên. Ha ha ha! Không khỏi khẽ giật mình, tất cả mọi người hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua, đã thấy chẳng biết lúc nào, cổ Tam Thông cái kia suy yếu mí mắt đã là chậm rãi mở ra, khô quắt bờ môi, cũng đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt ý, phát ra rất nhỏ nhẹ nhàng nỉ non thanh âm. Hắn nãi nãi! Còn thật có thể tỉnh lại a, lại nói. Đây là cái gì ám hiệu? Không khỏi giật mình, thượng quan Phi Vân lúc này hét to lớn tiếng. Cũng là có chút kỳ dị xem chỗ đó liếc một chút,
Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười lắc đầu, hai cha con này, thật đúng là không giống bình thường, ta nếm ngửi có chút cha con ở chung, đã bình ổn bối luận giao, không để ý tới cương thường chỗ, bọn họ đại khái cũng là cái này một loại đi. Tốt một cái quân tử hiệp định, ha ha ha. Bọn người người nghe đến, cũng là khẽ gật đầu, chỉ là thượng quan Ngọc Lâm nhưng là mặc kệ bọn hắn cổ ra cái gì kỳ quái cha con ở chung chi đạo, hắn chỉ muốn mau sớm gấp rút thành xong phương khoản giao dịch này, cứu tính mạng mình lại nói. Kết quả là, thượng quan Ngọc Lâm trên mặt vui vẻ, chặn lại nói, oát con mẹ nó ngươi rốt cục tỉnh, nhanh nói cho lão tử, câu này đến tiếp xuống ám hiệu là cái gì? Ta tốt tranh thủ thời gian cho cha ngươi chỗ đó đưa đi a. Ma môn bại hoại, tiểu gia dựa vào cái gì nói cho ngươi nha? Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, cổ tam thông như thiên sứ trên khuôn mặt, nhất thời lộ ra một tia tà ác nụ cười. Tuy nhiên hắn sắc mặt còn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là cái kia tia nụ cười lại tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, nhất thời cho thượng quan Ngọc Lâm còn nhỏ tâm linh 10.000 điểm bạo kích thương tổn. Hắn nãi nãi, liền cái này cổ nhà tiểu quỷ đều đến khinh bỉ lão tử, cái này còn có thiên lý sao? Hàm răng cắn rát băng vang lên, thượng quan Ngọc Lâm song quyền không khỏi hung hăng nắm lại, trợn mắt nhìn, mắng to, đáng chết thằng nhãi con, người tốt nhất cho lão tử thành thật một chút. Nói ra ám hiệu phía dưới nửa câu, cha ngươi mới có thể cầm kiếm tới đổi cái mạng nhỏ ngươi. Như thế tới nói, ngươi tốt ta tốt, tất cả mọi người tốt. Nếu không mà nói, lão tử không thoải mái, phụ tử các ngươi cũng đừng mẹ hắn muốn thống khoái, hừ. Ma môn bại hoại, tiểu gia dựa vào cái gì nói cho ngươi nha. Khinh thường bĩu môi, cổ tam thông lúc này trợn mắt một cái, không nhìn tới hắn. T. Bất giác hít vào một hơi, thượng quan Ngọc Lâm tức giận đến cái mũi đều nhanh lệch ra, giống to lên tiếng, oát con, vừa mới lão tử đã nói rõ ràng, cái này đối ngươi có chỗ tốt, nếu là ngươi lại ở lại nơi này, sớm muộn một con đường chết. Chỉ có ngươi cha dùng kiếm đem ngươi đổi về đi, ngươi mới có thể sống sót. Nói, câu tiếp theo ám hiệu đến cùng là cái gì? Ma môn bại hoại, tiểu gia dựa vào cái gì nói cho ngươi nha? Em gái ngươi a, ngươi cái này hùng hài tử làm sao nghe không hiểu tiếng người đâu? Đã nhanh muốn bị ép điên, thượng quan Ngọc Lâm ôm một cái đầu, nhất thời có loại muốn sụp đổ cảm giác, lại là hai chân mềm nhũn, quỳ gối cổ tam thông bên giường, cầu khẩn nói, tiểu gia hỏa, ta là giúp ngươi cha tới cứu ngươi, vừa mới ám hiệu cũng đối lên, mình là người một nhà, có thể không đối với ta như vậy sao? Ngươi đem phía dưới nửa câu ám hiệu nói ra, mọi người tất cả đều vui vẻ không tốt sao? Yên tĩnh suy nghĩ một chút, cổ tam thông lại sâu sắc liếc hắn một cái về sau, lại là bất giác nhất thời lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, sau đó nhẹ mở cái miệng nhỏ, ma môn bại hoại, tiểu gia dựa vào cái gì nói cho ngươi nha? Khóe miệng nhìn không được co lại, thượng quan Ngọc Lâm nhất thời không còn gì để nói, thân thể lắc một cái, bên miệng đã là chảy ra đỏ thẫm máu tươi đi ra. Đúng là bị cổ tam thông liên tiếp tinh thần công kích cho tức hộc máu. Ây, Ngọc Lâm công tử, quấy dày một chút. Yên tĩnh ở bên cạnh nhìn lấy, trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ lại là đột nhiên mở miệng nói, ám hiệu này phía dưới nửa câu, có phải hay không chính là, ma môn bại hoại, tiểu gia dựa vào cái gì nói cho ngươi nha a? Trong mắt nhìn không được máy động, thượng quan Ngọc Lâm nghe được lời này, nhất thời một mặt vẻ khó tin, sau đó nhìn về phía cổ tam thông chỗ đó. Đã thấy cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy cười nhạo khuôn mặt. Thậm chí, tiểu quỷ này khuôn mặt cho dù lại trắng xám, giờ này khắc này cũng lộ ra vạn phần vẻ khinh bỉ, tiểu gia vừa mới không một mực tại nói cho ngươi phía dưới nửa câu a, hừ, đến tột cùng người nào nghe không hiểu tiếng người a, ngu ngốc. Da mặt không khỏi hung ác run rẩy, thượng quan Ngọc Lâm che vị trí trái tim, lúc này bịch một tiếng ngã trên mặt đất, đã là triệt để im lặng. Chỉ có trong lòng đang không ngừng rơi lệ. Cái này hai cha con đến tột cùng là cái quái gì a? Đây là muốn đem bổn công tử chơi chết thiết tấu a? Cái này cổ nhất phàm hai cha con còn thật thú vị con a, cái này cái gì quái gì ám hiệu, hoàn toàn làm không rõ ràng có ý tứ gì. Nhìn lấy thượng quan Ngọc Lâm thân thể kia không ngừng run rẩy, có chút khí cấp công tâm biệt khuất bộ dáng, thượng quan Phi Vân không khỏi sùi cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ cũng không rõ lắm trắng, nhưng không nghĩ ra liền không đi nghĩ, lắc lắc đầu, cười khẽ một tiếng, kỳ nhân tất có kỳ chỗ, có lẽ đây chỉ là vì phòng ngừa người khác lung tung đối lên ám hiệu a, ngược lại là không cần thiết suy nghĩ tỉ mỉ ý. Chỉ là tốt xấu,
chúng ta đã biết cái này nửa câu ám hiệu, có thể tiến hành giao dịch. Thượng quan công tử, người hẳn là có thể trở về phục mệnh a, lại nói. Ngươi không phải thời gian rất gấp sao? Đón lấy, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn về phía một mặt phiền muộn Thượng quan Ngọc Lâm, nhạt cười ra tiếng, đã là có khu trục chi ý. Minh bạch hẳn ý tứ, là muốn cho chính mình mau chóng gấp rút thành song phương giao dịch, sau đó Thượng quan Ngọc Lâm chậm rãi đứng dậy, hướng ba người thật sâu cúi đầu, liền muốn cáo từ, đã như vậy, vậy tại hạ đi cho Cổ Nhất Phàm hồi âm đi, hiện sớm cung chúc thừa tướng đại nhân cùng tiểu tử kia giao dịch có thể thuận lợi hoàn thành. Viên mãn đoạt lại trùng thiên kiếm. Nhận được công tử cắt ngôn. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ vui vẻ cười cười, còn lại hai người nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm cũng là thỏa mãn gật đầu mỉm cười. Tiểu tử này tuy nhiên không có gì giá trị lợi dụng, nhưng miệng ngược lại là rất ngọt, cái này mông ngựa quả nhiên là bất ôn bất táo, đập người rất là thoải mái a. Có lẽ sau này đem hắn lưu cho mình dùng, cũng chưa chắc không thể a, ha ha ha. Song phương vui sướng đạt thành hiệp nghị, sau đó bọn họ liền cũng không tiếp tục nhìn vẫn như cũ suy yếu nằm ở trên giường không thể động đậy Cổ Tam Thông liếc một chút, đi về phía động đi ra ngoài. Thật sâu nhìn lấy bốn người rời xa bóng người dần dần biến mất, Cổ Tam Thông cái kia một mặt trắng xám trên khuôn mặt, lại là bỗng dưng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, sau đó thở dài một hơi, lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ là trong miệng, lại là phát ra mơ hồ không rõ thì thào thanh âm. Lão cha muốn tới cứu ta, ha ha ha. Chỉ là không biết, câu kia ám hiệu, hắn nghe hiểu không có. Đạp đạp đạp, tối tăm trên hành lang, Bách Lý Kinh Vĩ cùng hai vị kiếm vương mang theo Thượng quan Ngọc Lâm lần theo đường cũ đi về, trong lúc đó ba người không hề nói gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, dịu dàng lễ độ, cứ như vậy đi cùng ở bên, thật coi hắn là khách nhân một dạng chiêu đãi. Hắn thì là cẩn thận chặt chẽ cùng ở một bên. Bên cạnh hai bên đều là cái kia trong vương phủ quy nguyên dung hồn cao thủ, cuồn cuộn khí thế cường hãn làm cho hắn cho dù biết lúc này không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng một trận tâm thần bất định bất an. Dường như chỉ cần tại cái địa phương quỷ quái này ngây ngốc dù là một giây, hắn đều cảm thấy mình sinh mệnh không có bảo hộ giống như. Mà lại chẳng biết tại sao, loại này kỳ dị cảm giác nguy cơ, theo hắn càng đi hướng ngoài, lại càng là càng thêm mãnh liệt, hết sức kỳ quái. Ông, chợt, một trận không gian kỳ dị ba động theo thể nội tản ra, Thượng quan Ngọc Lâm thân thể nhìn không được lắc một cái, nhất thời dừng thân, thì không lại đi động. Mà giờ này khắc này, bọn họ mới đi đến hành lang bên trong đoạn mà thôi, cách lối ra còn rất xa. Không khỏi sững sờ, Thượng quan Phi Vân bọn người nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại, cũng là có chút kỳ quái, ào ào quay đầu nhìn về phía hắn, nghi nói, ngươi làm sao, vì sao không đi? Không nói gì, Thượng quan Ngọc Lâm cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, như hoàn toàn cứng ngắc giống như, không nhúc nhích, nhưng là hắn sắc mặt lại tràn đầy kinh hoàng, trong mắt càng là tràn ngập kinh khủng cùng vẻ không hiểu, miệng muốn liều mạng khép mở một chút, lại dường như đã không do hắn khống chế giống như, làm sao cũng mở không nổi miệng. Trong mắt hồ nghi càng sâu, Thượng quan Phi Vân quay người lần nữa đi vào bên cạnh hắn, dò xét tình huống, tiểu tử này đến tột cùng đang đùa cái gì yêu thiêu thân. Mà Thượng quan Ngọc Lâm cũng là tại mặt mũi tràn đầy hy vọng mà nhìn xem hắn, trong mắt phảng phất tại cầu cứu đồng dạng, đang cho hắn đánh lấy ánh mắt. Đáng tiếc nơi này quá tối tăm, hắn lại là nhìn không ra, cứ như vậy lơ đễnh đi vào bên cạnh hắn. Nhưng là, hắn tuyệt đối nghĩ không ra là, lúc đang Thượng quan Ngọc Lâm dùng cái này một đôi sợ hãi trong mắt nhìn về phía hắn lúc, ngoài trăm dặm, vương phủ bất ngờ cái tối tăm xó xỉnh bên trong, còn có một đôi lạnh đồng tử. Đồng dạng mượn đôi mắt kia, đang lẳng lặng chờ lấy hắn tới gần. Ánh mắt khẽ híp một cái, trong bóng tối Trác Phàm như cùng một con chờ đợi con mồi là báo đi săn, trong tay kết động lấy ấn quyết, đem Thượng quan Ngọc Lâm toàn bộ thân thể định ở nơi đó, chính mình thì là sử dụng bản mệnh huyết anh tầm mắt, nhìn lấy cái kia Thượng quan Phi Vân từng bước một hướng Thượng quan Ngọc Lâm thân thể tới gần, tới gần. Mà lại, càng ngày càng gần, trong mắt một vệt hàn quang, cũng càng phát ra băng lãnh. Bảo. Bỗng dưng, đợi Thượng quan Phi Vân đã là hoàn toàn đi vào Thượng quan Ngọc Lâm phụ cận lúc, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, thủ hạ ấn quyết bỗng nhiên biến đổi, trong lòng nhất thời hét lớn lên tiếng. Hô! Một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm, đột nhiên từ Thượng quan Ngọc Lâm thể nội bỗng nhiên phát ra, nhất thời liền khiến Thượng quan Phi Vân thân thể không khỏi trì trệ, trong mắt hung hăng co rụt lại, trong lòng một phát lên một cỗ thiếu gặp nguy hiểm cảm giác tới. Thế nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra,
nhưng ngửi ầm ầm dưới một tiếng vang thật lớn, thượng quan Ngọc Lâm toàn bộ thân thể, đúng là bỗng nhiên nổ tung lên, dung hồn cảnh cao thủ tự bạo mãnh liệt sóng xung kích, không có chút nào điểm báo trước hung hăng hướng bốn phía mọi người phóng đi, kẻ cầm đầu, cũng là cách hắn gần nhất thượng quan Phi Vân không thể nghi ngờ. Bất quá, thượng quan Phi Vân dù nói thế nào, cũng là quy nguyên đỉnh phong cảnh bên trong, cao thủ bên trong cao thủ, Nam Châu bên trong số một số hai tồn tại. Nếu là một cái dung hồn tu giả tự bạo, liền có thể nguy hiểm cho tính mạng hắn, hoặc đem hắn chấn thương lời nói, vậy hắn còn lăn lộn cái giam a. Kết quả là, không nói hai lời, ngay tại cái này nổ tung trong tích tắc, thượng quan Phi Vân đột nhiên thân thể chấn động, cường đại nguyên lực hộ thể nhất thời phủ đầy quanh thân các ngõ ngách, khiến cái kia nổ tung mãnh liệt trùng kích, căn bản không đụng tới hắn thân thể mảy may. Còn lại những hộ vệ kia, đột nhiên gặp này khó, cũng là vội vàng tế ra nguyên lực hộ thể, ngăn lại cái này trùng kích dư âm. Chỉ bất quá những cái kia quy nguyên cảnh tu giả còn tốt, cơ bản không ngại. Nhưng những cái kia đều là dung hồn cảnh bọn hộ vệ, lần này thế nhưng là xui đến đổ máu. Tại cái này hẹp dài thông đạo bên trong, bọn họ chạy lại chạy không, tự thân nguyên lực hộ thể lại không đủ mạnh. Đột nhiên gặp một cái ngang nhau tu vi tu giả tự bạo, nhất thời liền bị tạc cái thất điên bát đảo, thực lực mạnh hơn một chút bị chấn thành trọng thương, thực lực yếu một chút, trực tiếp liền bị đánh chết bỏ mình. Chỉ là trong nháy mắt, thông đạo bên trong nguyên bản 50 tên hộ vệ thay phiên giao thế cương vị công tác, lại là trong nháy mắt đi một phần tư cao thủ, cái này còn không bao gồm những cái kia không chết dĩ nhiên đã đánh mất chiến đấu lực người. Có thể thấy được, một cái dung hồn cảnh cao thủ tự bạo, khủng bố cỡ nào, chỉ ít ngang nhau tu vi dưới, là vạn vạn ngăn không được. Không phải vậy, người ta tự bạo chẳng phải đều không ý nghĩa. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngay tại tất cả mọi người coi là đi qua một vòng tự bạo về sau, đều không rất lớn ngại lúc, một cỗ mãnh liệt màu đen lôi viêm, lại là theo cái kia nổ tung dư uy, nhất thời hướng bốn phía mọi người điên cuồng dũng mãnh lao tới, lại chính là Trác Phàm vùi sâu vào thượng quan Ngọc Lâm thể nội thứ ba món đồ, diệt thế lôi viêm. Lần này, nhưng là muốn nơi này tất cả mọi người mạng già, cho dù là cái kia thượng quan Phi Vân, kiếm vương chi tôn, đối với cái này cũng bất ngờ. Dù sao thượng quan Ngọc Lâm tự bảo, chỉ là tự thân nguyên lực năng lượng trùng kích, thân là quy nguyên cao thủ, vô luận là năng lượng đẳng cấp hay là năng lượng số lượng dự trữ, đều tại dung hồn cảnh cao thủ phía trên mấy chục lần có thừa. Nhưng là cái này màu đen lôi viêm lại khác, chính là giữa thiên địa mạnh nhất năng lượng ngưng tụ, đẳng cấp độ cao, hiếm thấy trên đời, thật sự là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, trừ phi năng lượng hao hết, nếu không thuận buồm xuôi gió. Kết quả là, giống như là theo địa ngục bên trong đột nhiên duỗi ra quỷ trảo, màu đen lôi viêm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cấp tốc nhào về phía nơi này tất cả mọi thứ, mặc kệ là người vẫn là nơi này vách tường, một khi đụng tới liền dán ở phía trên, đùng đùng sao không dứt thiêu đốt, trong nháy mắt liền tiêu tán vì hư vô, chớp mắt liền hóa thành thế gian hạt bụi cơ hội đều không có. Một số quy nguyên cao thủ, hộ thể nguyên lực vừa mới dính vào cái này lôi viêm, còn không có gây nên đầy đủ coi trọng, chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nghe xoẹt một tiếng, nguyên lực hộ cháo nhất thời bị hoàn toàn đốt xuyên, sau đó cường hãn lôi viêm trực tiếp bò lên trên bọn họ thân thể váy, tiếp lấy trong nháy mắt thì đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa tại màu đen lôi viêm trong biển, thoáng qua thôn vệ hầu như không còn. Thậm chí liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, bọn họ liền thân thể mang thần hồn, bao phủ hoàn toàn tại cái này khủng bố hắc viêm bên trong, không có tin tức. Chỉ là giây lát công phu, bao quát quy nguyên cao thủ ở bên trong hơn 30 người, nhất thời biến mất không thấy gì nữa, đã là triệt để vẫn diệt. Không chỉ là bọn hắn, cho dù là hai vị kiếm vương, đối mặt như thế tình cảnh, cũng là hoảng tay chân, riêng là cách cái kia nổ tung điểm gần nhất thượng quan Phi Vân, trước tiên ở đã là bị ùn ùn kéo đến hắc viêm nuốt mất. Chung quanh hắn, cũng hoàn toàn là một mảnh lôi viêm chi hải. Nếu không phải công lực của hắn đầy đủ sâu, nguyên lực đủ mạnh, nguyên lực kia hộ cháo hung hăng đem lôi viêm cản cách người mình lời nói, giờ này khắc này, hắn từ lâu thần hồn diệt hết mà chết. Chỉ là dù vậy, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được đến, chính mình nguyên lực ngay tại đại lượng tiêu hao, nếu là không mau thoát đi nơi này, để cái kia màu đen lôi viêm dính thân thể lời nói, hắn cũng muốn chơi xong. Xì xì xì. Đùng đùng sao không dứt loạn hưởng bên tai không dứt, cái kia khủng bố lôi viêm, cho dù là cửu kiếm vương chi tôn, cũng làm bọn hắn cảm thấy trong lòng run sợ, không dám nhẹ thử phong mang. Không chỉ là thượng quan Phi Vân nơi này,
Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh bên kia, cũng gặp phải đồng dạng quẫn cảnh. Bách Lý Kinh Vĩ chỉ là hóa hư cảnh tu giả mà thôi, đối mặt cái này địa ngục triệu hoán, tự nhiên không có sức phản kháng. Nhờ có Đan Thanh Sinh ở một bên chiếu ứng, dùng chính mình cường đại nguyên lực đem chính mình hai người vững vàng bảo hộ ở bên trong, mới miễn ở một khó. Bất quá, nhìn hắn mi đầu sâu nhăn, còn có trong mắt vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên, vị này Trảm Long Kiếm Vương đối với quỷ dị Hắc Viêm, cũng là trong lòng tràn ngập vẻ kiêng dè. Nghĩ không ra tiểu gia hỏa này lúc trước sáng chế cỗ này kỳ dị hỏa diễm, đã đạt đến như thế không thể tưởng tượng trình độ, quả nhiên là càng ngày càng đáng sợ a. Trong mắt nhìn chăm chú vào cái kia Hắc Viêm tàn phá bừa bãi, không ngừng lấp lóe, Đan Thanh Sinh trong lòng một trận không khỏi kinh hãi. Hắn còn nhớ rõ trước kia tại Song Long hội lên, Trác Phàm chỉ là làm ra một cái đầu ngón tay tối om viêm, cơm hộp lấy Hắc Nghiêm Chí Tôn mặt, thương tổn Diệp Lân tiểu quái vật kia, thành là chân chính Tây Châu đệ tử đầu tiên. Hiện tại, lúc trước cái kia lớn chừng ngón cái Hắc Viêm biến thành một phiến uông dương đại hải, thôn vệ hết thảy, quả nhiên là liền Cửu Kiếm Vương cũng không dám khinh thường a. Tiểu gia hỏa kia, mấy năm qua này, thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Thật sâu hít một hơi, Đan Thanh Sinh trong mắt ánh sao rạng rỡ, trong lòng một trận tán thưởng. Đan huynh, cái này Hắc Viêm quỷ dị, chúng ta nguyên lực không cách nào áp chế, mà lại nó còn đang không ngừng ăn mòn chúng ta nguyên lực hộ cháo. Mà lại nơi này lại địa hình chật hẹp, đối với chúng ta rất bất lợi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói sau. Ngẩng đầu liếc mắt một cái này lôi hải đầy trời, Thượng Quan Phi Vân không khỏi vội vã nhìn về phía Đan Thanh Sinh chỗ đó, lớn tiếng hô quát. Bình tĩnh gật đầu, Đan Thanh Sinh không khỏi hét lớn một tiếng, tốt. Sau đó liền hai ngón khép lại, bỗng nhiên hướng lên trời nhất chỉ, một tiếng ầm vang, toàn bộ mặt đất liền bị một ngút trời kiếm khí thẳng tắp nổ bay, chói mắt ánh sáng mặt trời nhất thời chiếu nhập cái này nguyên bản tối tăm trong động đất, cũng chiếu hướng cái kia giống như địa ngục ma chảo, không ngừng hướng bốn phía lan tràn hủy diệt khủng bố lôi viêm. Hưu, trên đầu một mảnh thanh thiên, mây trắng đóa đóa hiển hiện. Đan Thanh Sinh lúc này một chảo Bách Lý Kinh Vĩ đầu vai, liền thẳng tắp bay về phía không trung, rời xa cái kia lôi viêm vây quanh chỗ. Quanh người nguyên lực hộ cháo lên còn bò đầy một mảnh lôi viêm, đang không ngừng ăn mòn đi xuống, Đan Thanh Sinh cũng hung hăng chấn động thân thể, nhất thời đem bên ngoài nguyên lực hộ cháo chấn khai, những cái kia lôi viêm cũng theo vòng bảo hộ kia nguyên lực, phiêu tán ở không trung, đợi đem nguyên lực kia hoàn toàn hóa thành hư vô, mới hết năng lượng, dần dần tan biến tại hư không ở giữa. Hiu hiu hiu, lại là mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Thượng Quan Phi Vân cùng mấy cái thực lực cường hãn quy nguyên cảnh cao thủ nhất thời cũng bay lên không trung, thoát khỏi cái kia khủng bố lôi hải. Như là Đan Thanh Sinh như thế, cũng là đem chính mình ngoại tầng nguyên lực hộ cháo chấn thoát, mới cuối cùng triệt để thoát ly cái kia lôi viêm xâm nhập, bất giác thật dài thở phào. Bỗng dưng, bọn họ những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng quy nguyên những cao thủ. Đúng là bình sinh bên trong hiếm có đến cảm thấy một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, tựa hồ mình cùng tử vong lại gần như thế, làm bọn hắn hoảng sợ. Riêng là xem rốt cục tiếp theo mảnh bị lôi viêm lan tràn, toàn bộ vương phủ đều đang không ngừng đốt cháy khu vực, bọn họ càng là có loại đánh trong đáy lòng cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Thứ này đến tột cùng là cái gì a, đáng sợ như vậy. Giờ này khắc này, nguyên bản cái kia trong hang động 50 người hộ vệ. Trốn tới lại chỉ còn lại có 5-6 người, điều này không khỏi làm bọn họ càng thêm trong lòng lo sợ lên, vừa nhìn thấy cái kia màu đen lôi viêm, thì ngột phát lên một cỗ tâm lý, không còn dám tới gần. Mặc cho cái kia màu đen lôi viêm, không ngừng hướng bên cạnh lan tràn, đem vương phủ một đám khu vực, toàn bộ hóa thành hư vô, bọn họ lại bất lực, chỉ có thể ngốc đứng đấy, làm nhìn lấy mà thôi. Mà Thượng Quan Phi Vân, cũng là như thế ngơ ngác đứng ở hư không, nhìn lấy phía dưới hết thảy. Không nói một câu, chỉ là mí mắt nhìn không được hung hăng lay động, trong mắt đều là đáng sợ chi sắc. Đồng thời, cái này cũng vẫn là hắn Phi Vân Kiếm Vương lần thứ nhất, nhìn thấy thủ hạ mình như thế không thành tựu tình cảnh, mà không có lớn tiếng hô quát. Bởi vì, hắn cũng đối thứ này bất lực. Nhân lực có khi cùng, lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch câu nói này. Thừa tướng đại nhân, Đan huynh, thứ này đến tột cùng là cái quái gì, các ngươi biết không? Trầm ngâm nửa ngày, Thượng Quan Phi Vân mới bay đến Đan Thanh Sinh hai người bên cạnh, đầy mặt kiêng kỵ lên tiếng kinh hô, rõ ràng là hỏa diễm, lại dùng nguyên lực chấn không mở, cũng phốc không diệt. Chỉ có để nó tự mình đốt sạch sẽ, năng lượng hao hết, mới có thể dập tắt.
May mắn chúng ta công lực thâm hậu, nguyên lực sung túc, nếu không cái này hắc viêm lại nhiều lên mấy trăm lần, mình cái này cửu kiếm vương cũng nên ở ra rắm, thực sự thật đáng sợ a. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhìn nhau, cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu. Đan Thanh Sinh ngược lại là biết ngọn lửa này nơi phát ra, nhưng là hắn cùng Trác Phàm có giao tình, tự nhiên không nói. Mà Bách Lý Kinh Vĩ, trong mắt yêu sầu thì càng thêm ngưng trọng, cái này hắc viêm đến tột cùng là cái gì, mình thường không nói đến, mấu chốt là nó lớn bao nhiêu lượng. Lấy cái này hắc viêm khủng bố, thế gian chỉ sợ không người có thể khắc chế, mà chúng ta lần này chỗ lấy có thể chạy thoát, cũng là bởi vì cái này hắc viêm lượng còn chưa đủ nguyên nhân, nhưng uy lực này đã đủ để uy hiếp được cửu kiếm vương chi tôn đối tánh mạng. Hai vị kiếm vương có thể suy nghĩ một chút. Vừa mới chúng ta kịp thời dùng nguyên lực hộ cháo đem cái này hắc viêm ngăn lại, nhưng nếu là một cái không chú ý, đưa nó dính vào trên thân lời nói. Vậy chúng ta coi như thật xong đời. Thân thể cùng nhau lắc một cái, Thượng Quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh đều là một mặt hồi hộp lên tiếng, cái này hắc viêm dù là một chút dính vào người, chỉ sợ đều đủ để muốn tính mạng của bọn ta. Nặng nề gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài lên tiếng, đáng sợ như thế đổ vật. Cửu kiếm vương dính vào cũng khó thoát chết, lão tổ tông kia đâu. Hiện tại chúng ta nhìn đến thứ này, chỉ là vùng này mà thôi, thế nhưng là như còn có càng nhiều đâu. Đến lúc đó, nói đến đây, Bách Lý Kinh Vĩ không nói, nhưng Thượng Quan Phi Vân đã nghe rõ bên trong lo lắng. Đúng vậy a, cái đồ chơi này nếu là còn có một mảng lớn, chỉ cần đủ nhiều, cho dù là bất bại kiếm tôn lão gia hỏa kia, đoán chừng cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn đi. Mấu chốt là như thế nghịch thiên đồ vật, đến tột cùng là từ chỗ nào đến đâu. Nghi đầu thật sâu nhíu lại, Thượng Quan Phi Vân không hiểu, Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng cũng không hiểu, chỉ là vô tận lo lắng bỏ lên trên mặt mũi. Tóm lại, đây là Thượng Quan Ngọc Lâm từ bộc phát ra, khẳng định cùng Thượng Quan gia có quan hệ. Cuối cùng, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt nhất định, lạnh lùng lên tiếng. Hung hăng vỗ đùi, Thượng Quan Phi Vân lúc này mắng to, khẳng định là như vậy. Đám hỗn đản kia, không biết từ nơi nào làm đến nguy hiểm như vậy đồ vật, sau đó để tiểu tử kia giả ý đưa tin, chờ phong bế chỗ, mới tự bạo, rõ ràng chính là yếu hại chết lão phu. Nếu là lão phu lúc đó khinh địch chủ quan, không có đối với hắn tự bạo gây nên coi trọng. Cái kia tự bạo nguyên lực trùng kích ngã không sao cả, mấu chốt là ngọn lửa này nếu là dính vào một chút đến trên thân, lão phu chẳng phải là chết chắc. Hừ hừ, đáng chết Thượng Quan Phi Hùng, thật ác độc a. Thượng Quan Phi Hùng. Thế mà, Thượng Quan Phi Vân đã nhận định lần này tự bạo tạc đạt, khủng bố tập kích chủ mưu, Bách Lý Kinh Vĩ nhưng như cũ cau mày, mặt hiện nghi ngờ nói, lấy cái kia đôn hậu ấm cùng gia chủ tính tình, sẽ làm tàn nhẫn như vậy sự tình sao? Vẫn là nói, mưu đồ đây hết thảy, vẫn như cũ là cổ. Dầm dầm dầm. Thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, từng trận bạo hưởng nhất thời từ đằng xa truyền đến. Không khỏi giật mình. Ba người quay đầu nhìn qua, đã thấy chỗ đó không phải chỗ khác, đúng là hắn Phi Vân Vương phủ sườn đông sân nhỏ. Mà lại, cuồn cuộn khí thế cường đại từ nơi đó truyền đến, bên trong thiên địa, còn thỉnh thoảng hiện ra lệnh hắn không thể quen thuộc hơn được kiếm khí, lại đúng là bọn họ Thượng Quan gia độc hữu trùng thiên kiếm kình. Da mặt nhịn không được hung hăng co lại, Thượng Quan Phi Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, trăm dặm thừa tướng, người thấy a, đám người kia căn bản chính là có dự mưu hành thích. Nơi này để Thượng Quan Ngọc Lâm tiểu tử thúi kia ở trước mặt lão phu tự bạo, bên kia lập tức liền xông vào cao thủ đến trợ giúp. Rõ ràng cũng là lão phu cho dù may mắn không có bị nổ chết, bọn họ cũng là thu hoạch đầu người dự định a. Hừ, bất quá, muốn lão phu chết, nhưng là không dễ dàng như vậy. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Thượng Quan Phi Vân lúc này đạp chân xuống, hướng chỗ đó bay đi. Bọn người người gặp, nhìn xuống đất phía dưới vùng này hắc viêm bao phủ. Bọn họ cũng không có cách nào xử lý, còn không bằng đi cùng kiếm vương đại nhân tác chiến đây, liền cũng cùng nhau theo sau. Phi Vân kiếm vương, vân vân. Bách Lý Kinh Vĩ vội vã kêu lên, nhưng là Thượng Quan Phi Vân đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, không để ý tới hắn, lúc này cũng không quay đầu lại bay đi. Trong lòng hơi hơi trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ ánh mắt khẽ híp một cái, lần nữa thật sâu nhìn cái kia lôi viêm liếc một chút, không khỏi thở dài một hơi. Sau đó cho Đan Thanh Sinh nháy mắt, hai người cũng cùng nhau đuổi theo Thượng Quan Phi Vân bóng người, bay đi. Thế nhưng là bọn họ không có chú ý tới là, liền tại bọn hắn tất cả mọi người rời đi về sau,
cái kia không ngừng lan tràn màu đen lôi viêm bên trong, một cái huyết hồng trẻ sơ sinh tàn ảnh lại là đột ngột đến lóe lên, chìm vào đi. Đón lấy, theo cái kia bị lôi viêm bao trùm thông đạo miệng, thẳng tắp hướng lòng đất sông đi vào, rất nhanh liền tới đến gian kia trong mật thất, nhìn đến cổ tam thông cái kia suy yếu bóng người. Tiểu tam tử, cái kia huyết anh phát ra một tiếng quen thuộc kêu gọi, cổ tam thông bất giác thân thể lắc một cái, chậm rãi mở ra suy yếu song đồng, nhìn sang, lại là trèo lên lúc lộ ra một bộ vui vẻ nụ cười, lão cha, ngươi rốt cục đến. Đó là đương nhiên, lão cha cái này mang ngươi rời đi nơi này. Không khỏi vội vã gật gật đầu, cái kia huyết anh nhất thời lắc mình biến hóa, bỗng nhiên hóa thành một chi đen nhánh trường kiếm, chậm rãi phủ đến cổ tam thông dưới thân, liền nhẹ nhàng đem hắn nâng lên đến, sau đó siêu một tiếng, mang theo cổ tam thông bóng người, thẳng tắp hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất bóng người. Một phương diện khác, thượng quan gia chủ thượng quan Phi Hùng mang theo gia tộc ba vị trí cường cung phụng ở bên trong 10 vị quy nguyên cao thủ, tại Phi Vân Vương phủ một cái sân bên trong trắng trợn phá hư, đốt giết một mảnh, chạy đến hộ vệ bên trong tuy nhiên cũng có cao thủ, nhưng là tại ba vị trí cường cung phụng liên thủ, có thể so với cửu kiếm vương dưới thực lực, toàn diện không phải địch. Huống chi, nơi này hộ vệ dù sao cũng có hạn, ở đâu là những thứ này thượng quan gia tuyển chọn tỉ mỉ sau cao thủ bên trong cao thủ đối thủ. Rầm rầm rầm, từng đạo kiếm khí tung hoành bay lượn, từng tiếng tiếng vang đinh tai nhức óc. Nương theo lấy từng tòa giường cột chạm trổ ầm vang sụp đổ, thượng quan Phi Hùng lập ở không trung, hướng bốn phía xem, lại bỗng nhiên ngửi mấy trăm đạo tiếng xé gió thẳng hướng nơi này bước tới, không khỏi trong lòng khẩn trương, tự lẩm bẩm, đáng chết, những cái kia vương phủ hộ vệ đều hướng bên này hội tụ, không biết tiểu tử kia bên kia đến tột cùng thế nào. Nếu là vương phủ cao thủ tề tụ, thượng quan Phi Vân bọn họ lại đuổi tới lời nói, mình 10 người này không biết còn có thể hay không thuận lợi nổi bật đi, không thể nói được lại phải bị thương, hoặc là vứt xuống mấy cái mạng mới được, ai? Thượng quan Phi Hùng, người cái lão thất phu, vậy mà cùng lão phu chơi lên bom thịt người đến, suýt chút nữa thì lão phu tánh mạng. Hừ, lão phu hôm nay, tuyệt đối sẽ không lại buông tha ngươi, nạp mạng đi đi. Chợt, nhắc Tào Tháo đến. Thượng quan Phi Hùng chính đang nóng nảy nghĩ linh tinh đây, thượng quan Phi Vân cái kia tràn đầy phẫn nộ giống to đã là nhất thời vang vọng tại bọn họ bên tai. Không khỏi giật mình, thượng quan Phi Hùng quay đầu nhìn qua, lại chính gặp thượng quan Phi Vân cái kia nộ hống liên tục, tới lúc gấp rút gấp hướng hắn tới gần, sau lưng còn có Đan Thanh Sinh mang theo Bách Lý Kinh Vĩ bay tới, lại là bỗng dưng vui vẻ, vẫy tay một cái nói tất cả mọi người cùng lão phu rút lui, cá cắn câu, không cần dây dưa nữa. Lời nói xong, nhưng ngửi siêu siêu vài tiếng, lúc trước còn ở nơi này trắng trợn phá hư thượng quan ra một đoàn người, trong nháy mắt tất cả đều bay đi, nhất thời một bóng người đều không lưu lại. Thân thể bỗng dưng trì trệ, làm thượng quan Phi Vân chạy tới lúc, thượng quan Phi Hùng bọn họ sớm đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi, cho nên ngay cả mì đều không cùng hắn đánh một chút. Điều này không khỏi làm hắn vừa tức vừa giận, nổi trận lôi đình. Chỉ lấy bọn hắn bỏ chạy phương hướng thì mắng to lên tiếng, đáng chết lão thất phu, rùa đen rút đầu, nhìn lão phu bình yên vô sự về sau, thì cụp đuôi chạy. Ta nhổ vào, thứ gì, đánh không lại lão phu, thì làm ra người bom đến, thì ra ngươi lão gia hỏa này cũng biến thành xấu xa như vậy. Chỉ là ngươi muốn làm người bom, tìm ra dáng điểm tới, tối thiểu quy nguyên cảnh A, cái kia còn có chút làm đầu, để cái vừa đột phá dung hồn cảnh tiểu gia hỏa đi tìm cái chết. Tính là gì anh hùng hảo hán? Đã muốn làm chuyện thất đức, còn không bỏ được bỏ tiền vốn, thứ hèn nhát, phế vật, ngươi sao xứng làm thượng quan gia chủ? Thượng quan Phi Vân một trận mắng to, ngụm nước vẩy ra tứ phương, tận thư thái bên trong ác khí, đã mắng thượng quan Phi Hùng vô sỉ, thuận tiện lấy còn khinh bỉ một chút thượng quan Ngọc Lâm nhỏ yếu, cho dù tự bạo đều không đem hắn làm bị thương một cọng tóc gáy. Cái này nếu để cho thượng quan Ngọc Lâm phía dưới cửu tuyền nghe đến lời nói, nhất định sẽ phiền muộn muốn chết. Lão tử chọc ai gây người nào, không liền đưa cái tin A, làm sao lại đần độn u mê địa trận vong đâu. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền đã bị thao túng tự bạo bỏ mình, lôi viêm càng là trong nháy mắt thôn phệ hắn thần hồn, liền đoạt xá trọng sinh cơ hội đều không có. Có thể nói là một cái, tránh thức quỷ hồ đồ. Đoán chừng hắn liền đến trước khi chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thì rất là kỳ lạ treo. Lại thật tình không biết, tại hắn quyết định vì Trác Phàm đưa tin trong tích tắc, liền đã định trước trở thành Trác Phàm tử sĩ,
trở thành vị này ma hoàng đại nhân nghĩ cách cứu viện trong kế hoạch một bộ phận. Nói trắng ra, Trác Phàm không phải để hắn đến đưa tin, cũng là để hắn đi tìm cái chết, đưa không tin được là cái ngụy trang mà thôi. Phi Vân Kiếm Vương, tiết kiệm một chút ngụm nước a, người ta căn bản không có ý định ám sát ngươi. Ngươi lái như vậy mắng, lại có chút quá oan uổng người. Siêu, một cái lắc mình, Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ bóng người nhất thời xuất hiện tại hắn bên người. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn lấy cái kia như bát phụ chửi bóng chửi gió giống như thẳng phun nước miếng thượng quan Phi Vân, bất giác bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này mặc dù là cái cấp trên, nhưng chung quy là một giới võ phu a, thô bỉ cực kỳ. Thân thể không khỏi lắc một cái, thượng quan Phi Vân quay đầu nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, thừa tướng đại nhân, người nói cái gì, bọn họ không có ý định ám sát lão phu. Cái kia vừa mới tự bạo, lại thêm lần này đánh bất ngờ, lại là chuyện gì xảy ra? Lão phu trong tay đã không có trùng thiên kiếm, bọn họ lần này mục đích, còn không phải liền là hướng lão phu nhân đầu tới sao? Mà lại tiểu tử kia sớm không tự bạo, muộn không tự bạo, còn ngay tại lão phu bên người tự bạo, cái này như còn không phải ám sát lão phu kế hoạch lời nói, vậy làm sao cái tình cảnh, mới tính ám sát lão phu? Ha ha ha, Phi Vân Kiếm Vương thực lực siêu quần, năm châu bên trong, mọi người đều biết. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ chậm rãi lắc lắc đầu, bọn họ nếu muốn thật muốn ngài đầu lời nói, nhất định sẽ bố trí càng chi tiết kế hoạch, không cần thiết như thế xúc động thì xuất thủ. Ngài nhìn ngài hiện tại, không phải êm đẹp, liền sợi lông đều không làm bị thương sao. Đó là bản vương cẩn thận, kịp thời ngăn trở cái kia Hắc Viêm, không phải vậy lời nói. Hắc Viêm tuy nhiên khủng bố, nhưng ngài kiếm vương thực lực, so tầm thường quy nguyên cao thủ ngũ giác lục thức càng thêm nhạy bén, một cái dung hồn tiểu tử tự bạo, cho dù là đột nhiên tập kích, lại làm sao có thể giấu giếm được ngài cảm giác biết. Huống hồ, tự bạo lúc cỗ năng lượng kia ba động, rất dễ dàng liền bị phát giác. Trừ phi cùng một đẳng cấp, nếu không tự bạo thật sẽ không làm đánh bất ngờ thủ đoạn đến dùng. Chậm rãi lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến cười cười, kiếm vương có thể lại tinh tường suy nghĩ một chút. Một cái không thể bị dùng đến làm đánh lén thủ đoạn, lại dùng đến đánh lén, cái này. Xem như ám sát sao. Thân thể nhịn không được lắc một cái, thượng quan Phi Vân thật sâu nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mờ mịt, cái kia thừa tướng đại nhân ý là. Bọn họ chỉ là muốn để cho chúng ta tạm thời cho rằng, đây là nhằm vào ngài ám sát, chỉ thế thôi. Hơi nhếch khóe môi lên làm cái tà dị đường cong, Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc gật đầu, thăm thẳm lên tiếng. Mí mắt hơi hơi run run, thượng quan Phi Vân trong lòng càng thêm nghi hoặc tạm thời. Đúng vậy a, tạm thời. Chậm rãi gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười to lên, kiếm vương nếu là muốn làm rõ hết thảy, vậy liền đi theo phía dưới lại hồi chỗ kia mật thất xem một chút đi, ha ha ha. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ đã là nhấc chân vừa bước, lần nữa hướng về bay đi, Đan Thanh Sinh làm hắn đặc biệt hộ vệ, vội vàng đuổi theo. Thượng quan Phi Vân trầm ngâm một chút. Cũng là vội vã đi theo. Chờ bọn họ lại trở lại cái này bí động lúc trước, cái kia từng mảnh lôi viêm đã thiêu đốt không sai biệt lắm, như muốn dập tắt. Chỉ có cửa động mấy chỗ lẻ tẻ lửa điểm, vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực không thôi. Mi đầu lắc một cái, thượng quan Phi Vân vung tay lên, liền đem cửa động những cái kia hòn đá toàn bộ đánh bay ra ngoài, liền mang theo cái kia lôi viêm cũng rơi xuống chỗ hắn. Dạng này, cái kia cửa động mới lại hiển lộ ra. Chăm dặm ba người chậm chậm đi xuống đi. Vẫn như cũ thông qua hẹp dài thông đạo, chỉ bất quá lần này, bởi vì cái kia tự bạo cùng lôi viêm bị bỏng, thông đạo đã ngắn hơn một nửa, ba người rất nhanh liền lại đi tới cái kia mật thất. Thế nhưng là, để Đan Thanh Sinh cùng Thượng quan Phi Vân một trận kinh hãi là, cái kia rầm khắc trên giường cổ tam thông, lại sớm đã không thấy tăm hơi. Vội vàng đi vào cái kia trước giường sờ sờ giường chiếu, đã rét lạnh, nói rõ người đã đi rất lâu. Thượng quan Phi Vân không khỏi quá sợ hãi, người đâu, lúc nào không thấy. Hẳn là tại chúng ta tiến đến ứng đối thượng quan ra những người kia thời điểm, được cứu đi thôi. Trong mắt xẹt qua một đạo tinh mang, Bách Lý Kinh Vĩ thản nhiên nói. Thân thể nhìn không được chấn động, thượng quan Phi Vân thật sâu nhìn một mặt tùy tiện Bách Lý Kinh Vĩ liếc một chút, ngạc nhiên nói, thừa tướng đại nhân, những thứ này ngươi đều biết. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu liền biết. Trong mắt tinh mang lóe lên,
Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng chợt xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, chúng ta lần này đối thủ, không phải Liên Quan gia, mà chính là Cổ Nhất Phàm. Trong lòng bất giác chấn động, Thượng Quan Phi Vân nhất thời kinh hãi, là hắn. Hắn làm sao làm được, mà lại, chúng ta không phải đáp ứng đi lấy hắn nhi tử đổi kiếm A, làm sao hắn còn muốn. Chúng ta là đáp ứng, nhưng là ngươi cảm thấy chúng ta cầm tới Trùng Thiên Kiếm về sau, thật hội cùng hai người phụ tử bọn hắn mỗi người riêng rẽ đạo sao. Không khỏi suy cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, lấy người đổi kiếm loại này giao dịch, đừng nói vốn có tin hay không, Cổ Nhất Phàm hắn càng không tin. Hiện tại Trùng Thiên Kiếm cũng là hắn bảo mệnh phù, một khi trao đổi thành công, cũng liền cái kia chúng ta đều chúng châu đuổi giết hắn thời điểm. Một cái thần chiếu cảnh phụ thân, mang một cái trọng thương hài tử, người cảm thấy hắn có thể chạy đến đâu bên trong. Cho nên, hắn nhất định sẽ cần Thượng Quan gia yểm hộ. Mà không có Trùng Thiên Kiếm, Thượng Quan gia như thế nào giúp hắn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định cùng chúng ta giao dịch, chỉ là muốn cướp người mà thôi. Thật sâu hít một hơi, Bách Lý Kinh Vĩ ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy cái này trống rỗng mật thất, bất giác cười khẽ một tiếng, tuy nhiên ta không biết hắn như thế nào chui vào tiến đến, loạn bên trong thủ thắng, cứu ra cái đứa bé kia, nhưng theo Thượng Quan Ngọc Lâm yêu cầu nhất định muốn gặp hài tử lúc, ta liền biết, mục đích khác thì một cái, cũng là cứu người. Về sau tất cả mọi thứ, hắn càng là tính liên tục. Đầu tiên là Thượng Quan Ngọc Lâm một chiêu tự bạo, hắc phiêm tràn ngập toàn bộ cửa động. Đến một chiêu dung cây dọa khỉ, nhiễu loạn chúng ta tâm trí. Người ở trong lòng lo lắng lúc, liền sẽ tự loạn trận cước, đi vào người khác trong bẫy. Cho nên ta mới nói với Phi Vân Kiếm Vương, ngươi cho rằng Thượng Quan gia là đến ám sát ngươi, loại ý nghĩ này chỉ là tạm thời. Bởi vì ngươi một khi tỉnh táo lại phát hiện tiểu tử kia lúc không thấy, liền sẽ rõ ràng, bọn họ mục tiêu căn bản không ở chỗ ngươi. Mí mắt hơi hơi lắc một cái. Thượng Quan Phi Vân nhìn chằm chằm Bách Lý Kinh Vĩ không thả, yên tĩnh suy nghĩ một chút, hơi hơi gật gật đầu, trong lòng cuối cùng rõ ràng. Ngay sau đó, nơi này vừa mới ra chuyện, Thượng Quan Phi Hùng bên kia lập tức đánh bất ngờ Vương Phủ, hơn nữa còn cách xa như vậy, rõ ràng cũng là điệu hổ ly sơn. Đồng thời càng thêm xác định Phi Vân Kiếm Vương trong lòng ám sát câu chuyện, mặc kệ là trong lòng tức giận, vẫn là chú ý với mình thể diện, ngài đều sẽ nén giận xuất thủ, bị rời nơi đây. Mà có cái này hắc viêm ngậm miệng, nơi này hộ vệ kiêng kỵ cái này khủng bố đồ vật, lại không có chuyện gì có thể làm, liền cũng thuận lý thành chương cùng ngài đi. Nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ chậm rãi sờ sờ cái kia nhẹ la màn lụa, sâu xa nói, kể từ đó, hắn liền có thể như vào trốn không người, tiến đi cứu người. Mà lúc trước hắn để Thượng Quan Ngọc Lâm đưa tin, còn đem thư nội dung cáo chi chúng ta, cũng là vì tại chúng ta đáy lòng chôn phía dưới một cái chêm. Chúng ta cùng hắn giao dịch là tại nửa tháng sau, trong thời gian này có bất kỳ vang động, đều không có quan hệ gì với hắn. Cho nên vừa mới Thượng Quan Ngọc Lâm tự bạo cùng Thượng Quan gia đánh bất ngờ, chúng ta một cách tự nhiên liền đem hắn bài trừ bên ngoài. Ha ha ha, cái này Cổ Nhất Phàm, thật sự là đem người tất cả sướng vui đau buồn, tâm tính mưu tính đều tính toán đi vào, không đơn giản a không đơn giản. Bản tướng ngang dọc Nam Châu nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có gặp phải khó giải quyết như vậy đối thủ đây, hừ hừ, đoán chừng bắt lấy hắn đầu, sẽ để cho bản tướng có rất cao thành tựu cảm giác đi. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, nhất thời lộ ra một bộ tà dị tiếu dung. Thượng Quan Phi Vân nghe, cũng là một mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau lưng thậm chí có mồ hôi lạnh ứa ra, tiểu tử này xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, thủ đoạn độc ác, không chỗ không dùng hết sức. Tâm cơ khó lường. Hiếm thấy trên đời, lần này càng là điều động Thượng Quan gia 10 tên cao thủ, liền đem cái đứa bé kia cấp cứu đi, còn toàn thân trở ra. May mắn hắn không phải người nhà họ Thượng Quan, không phải vậy. Cái này toàn cả gia tộc đều biến đến vạn phần khó giải quyết. Đúng vậy a, một cái ưu tú mưu sĩ, tự thân thực lực cũng không trọng yếu, lại là có thể để con cờ trong tay, biến đến vạn phần nguy hiểm. Cổ Nhất Phàm dạng này tồn tại. Nếu là bị còn lại bốn châu trọng dụng lời nói, đối với ta Trung Châu Kiếm Tinh đế quốc, thật sự là nguy hiểm đến không thể lại nguy hiểm cấp độ. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo trần trụi sát ý, Bách Lý Kinh Vĩ hung tợn nói, cho nên lần này, nhất định muốn đem hắn chảm thảo trừ căn, miễn lưu hậu mắc. Nhìn chằm chằm cái kia hung hăng nắm lại quyền đầu, Thượng Quan Phi Vân không khỏi cũng đồng ý khẽ gật đầu, xác thực, người này rất nguy hiểm, nhưng thừa tướng phải chăng nghĩ tới chiêu an.
Không có, chưa từng có. Hung hăng lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ vạn phần kiên định, ta đã sớm nói, bản tướng không thích giống như ta người. Trung Châu có một mình ta chủ trì đại cục đủ để, không cần lại thêm một cái cổ nhất phàm. Thật sâu nhìn lấy hắn, Đan Thanh Sinh ở một bên giữ im lặng, chỉ là thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Bách Lý Kinh Vĩ kích động như thế bộ dáng, đại khái là địa vị mình lọt vào chánh thức uy hiếp đi. Đem tất cả mọi thứ chân tướng đều hiểu rõ ràng, Thượng quan Phi Vân cuối cùng đại khái giải chuyện đã xảy ra, nhưng còn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, đã thừa tướng đại nhân đối đây hết thảy sớm có sở liệu, vì sao không sớm chuẩn bị, dẫn quân vào cuộc đâu? Ai, Phi Vân kiếm vương cái này quá coi thường cái kia cổ nhất phàm. Chậm rãi khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, từ lần trước cùng hắn sau khi giao thủ, chúng ta chắc là tương đối rõ ràng, hắn là như thế nào một cái tâm tư cẩn thận người. Nếu là chúng ta ở chỗ này bố hạ bẫy dập, chỉ sợ rất khó giấu giếm được hắn hai mắt, lại có thể thành công. Bản tướng muốn không chỉ là kiếm, còn có mạng hắn, lần này hắn cái này giảo hoạt hồ ly thật vất vả đưa tới cửa, bản tướng như lại bỏ mất cơ hội, thì thực sự có lỗi với hắn ý đẹp hòa thượng trời hậu ái, hừ hừ hừ. Nghe được lời này, Thượng quan Phi Vân suy nghĩ một chút, hơi hơi gật gật đầu, thừa tướng đại nhân nói rất đúng, tiểu tử kia thật là cái không dễ dàng câu lên cá lớn, cùng thượng quan Phi Hùng đám kia ngu dốt thế hệ hoàn toàn khác biệt. Bất quá, hiện tại tiểu tử kia đã đem tiểu quỷ kia cứu đi, chẳng lẽ thừa tướng đại nhân biết bọn họ chỗ tới đâu? Ai, Phi Vân huynh, nhìn chăm dặm thừa tướng như vậy trí tuệ vững vàng tự tin thần sắc, người câu nói này thế nhưng là rất dư thừa điểm A, ha ha ha. Thế mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đan Thanh Sinh đã là cười một tiếng, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, đạm mạc vuốt cằm nói, chắc hẳn trăm dặm thừa tướng đã bày mưu tính kế, đem hết thảy giữ trong lòng bàn tay đi. Khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười đắc ý, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi niềm nở cười lớn một tiếng, hơi hơi gật gật đầu, Trảm Long Kiếm Vương thật là bản tướng chi âm A, không tệ, bản tướng xác thực đã có bố trí. Há, như vậy tiểu tử kia hiện tại đến tột cùng nơi nào? Không khỏi giật mình. Thượng quan Phi Vân vội vàng hỏi nói. Mỉm cười lấy chậm rãi khoát khoát tay, Bách Lý Kinh Vĩ hướng hắn đạm mạc gật đầu, ném đi một cái yên tâm ánh mắt, sau đó trong mắt tinh mang lấp lóe, đột nhiên phát ra trận trận cười lạnh thanh âm, hừ hừ, tiểu tử kia lần này liên hoàn kế tập kích bất ngờ, yếu quyết chỉ có một cái, cũng là chữ nhanh. Theo Thượng quan Ngọc Lâm tự bạo, đến Thượng quan Phi Hùng bọn họ đánh bất ngờ Vương Phủ, Điệu Hổ Ly Sơn, Vòng Vòng Đan Sen, đều tại cái này một chữ quyết bên trong. Bên trong phàm là có một cái phân đoạn chậm hơn một bước, kế này liền phải thừa nhận rất đại thất bại mạo hiểm. Thế nhưng là, cũng là bởi vì cái này một chữ nhanh, nói rõ bản thân hắn hành động cũng sẽ lấy nhanh làm chuẩn, không câu nệ tiểu tiết, cứ như vậy, hành động lên tất nhiên có rất nhiều sơ hở, hắn cũng không còn hội giống trước kia như thế cẩn thận. Hoặc là nói, cái này liên hoàn kế đã yêu cầu hắn, không thể lại cẩn thận chặt chẽ. Mãi đến an toàn khu vực trước đó. Hắn đều không rảnh bận tâm hắn. Như thế như vậy, đối phó tha phương án thì có, lấy nhanh đánh nhanh, tương kế tự kế. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ hơi nhếch khóe môi lên một cái tà dị đường cong, trong tay ánh sáng lóe lên, liền đột nhiên xuất hiện một bình sứ nhỏ đến, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, hướng trong lòng bàn tay hơi hơi một gõ, liền một ngã ra một cái toàn thân xanh đậm, lớn chừng ngón cái, không ngừng nhúc nhích tiểu trùng tử tới. Một cấp linh thú, tương tư trùng. Trước mắt bất giác sáng lên, Thượng quan Phi Vân lúc này kêu lên sợ hãi, sau đó một mặt kỳ dị nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, chờ lấy hắn trả lời. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ bình tĩnh gật đầu, khoan thai tự đắc nói, không tệ, chính là tương tư trùng. Đang có thơ vân, đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy cái nhánh, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này lớn nhất tương tư. Cái này tương tư trùng sinh tại tương tư đậu bên trong. Bản thân linh khí vốn không đủ đứng hàng linh thú loại hình, chỉ là phổ thông trùng thú mà thôi. Thế nhưng là vật này lại là có một đặc tính, rất là kinh người, viễn siêu còn lại linh thú chi năng, mới miễn cưỡng nhập linh thú hàng ngũ. Phối đôi hai trùng, mặc dù 10.000 dặm mà cũng biết, cuối cùng cả đời, không xa 10.000 dặm, chỉ nguyện gặp nhau, bày ra vì tương tư chi trùng, vì người yêu chi tin. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Đan Thanh Sinh không khỏi thở phào một hơi. Tiếp lấy thở dài một tiếng, có chút cảm thán nói. Thật sâu liếc hắn một cái,
Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc gật đầu, cười nói, không tệ, Trảm Long Kiếm Vương nói cực phải. Cái này tương tư trùng phàm là phối đôi hai trùng, dịch thể lẫn nhau thấm vào, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, trung thân không rời, đến chết cũng không đổi, bày ra vì bên trong thiên địa, thích chi kiên trinh. Cho dù đem hai trùng ngăn cách 10.000 dặm chi địa, hai trùng cuối cùng rồi sẽ lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, tìm tới đối phương. Là lấy tài tử giai nhân, người yêu vợ, phần lớn lấy lẫn nhau đeo hai trùng, cho thấy trung trinh không đổi chi tình. Hừ hừ, chỉ là hai trùng có thể tướng mạo tư thủ, nhưng đeo trùng người, lại nhiều yêu hận ly biệt, có thể thủy chung đến chết có thể có bao nhiêu. Chẳng phải là người không bằng trùng. Ha ha ha, bất giác cười lạnh, thượng quan Phi Vân lúc này sùi cười ra tiếng. Nghe đến cái này, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là khẽ gật đầu, cười nói, xác thực như thế, so với cái này không có ý nghĩa tiểu trùng tử tới nói, người xác thực phức tạp được nhiều. Mà lại, mọi người sử dụng cái này tiểu trùng tử cũng không phải chỉ là dùng đến hoa tiền nguyệt hạ, thế non hẹn biển, tán gái cưa gái tới, còn có rộng lớn hơn công dụng. Đem hai cái phối đôi côn trùng tách ra, trùng được đeo tại thân thể, trùng cái đập nát nghiền nước, cùng hắn linh dược cùng một chỗ thối luyện, liền có thể đến nhất linh thuốc. 10.000 dặm phiêu hương. Tuy nói thuốc này bên trong có cái hương chữ, nhưng lại vô sắc vô vị, thường nhân cho dù là quy nguyên cao thủ cũng khó có thể ngửi được. Cũng chỉ có cái này trùng đực, suy nghĩ sốt ruột, lại không ngừng hướng về trùng cái vị đạo chỗ leo lên, mặc dù cách 10.000 dặm mà không nổi, sau đó liền thành vạn lý truy tung chi lợi khí vậy. Nói như vậy, vừa mới thừa tướng đại nhân là đem cái này 10.000 dặm phiêu hương vệt đến cái kiệu oát con trên thân. Lúc nào? Trước mắt bất giác sáng lên, thượng quan Phi Vân rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ, không khỏi kích động lên tiếng. Cười nhạt gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười nói, đương nhiên, thì tại vừa rồi bản tướng vì cái kia thằng nhóc con bắt mạch thời điểm, thuận tiện bôi tại trên cổ tay hắn. Đoán chừng cái kia cổ nhất phàm làm sao cũng sẽ không ngờ tới, bản tướng sớm đã phía dưới chuyên môn câu hắn mồi câu đi. Hoặc là hắn cho dù ngờ tới, lại có thể thế nào? Hắn cái này liên hoàn kế là cái chữ nhanh, chính mình cũng là cầu cái nhanh, căn bản không có thời gian xử lý cái kia tiểu hoa nhi trên người có cái gì mờ ám. Trừ phi, hắn đem cái kia tiểu hoa nhi ném, chỉ là cứ như vậy, hắn hôm nay tất cả mọi thứ, đều thất bại trong gang tấc. Cho nên kết quả là, hắn vẫn là muốn đánh cược một lần, vốn đánh bạc tướng không có trước đó làm chuẩn bị. Không khỏi hiển nhiên, hắn đánh bạc thua, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi một trận thoải mái cười to, thượng quan Phi Vân gặp, cũng là theo chân cười ha hả, chỉ có Đan Thanh Sinh nhìn lấy hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đặc biệt là nhìn lấy Bách Lý Kinh Vĩ trên tay cái kia tương tư trùng, càng là trong lòng một trận ai thán. Thế gian tạo thì như thế một loại đến chết cũng không đổi, trung trinh trí tình sinh linh, lại bị nhân loại dùng đến ngươi lừa ta gạt, lẫn nhau tính kế. Ai, quả nhiên thiên đạo vô tình, đạo cao một thước, mà ma cao một trượng a. Khó đạo thiên địa chính đạo, cuối cùng thắng không nổi nhân tâm ẩn tàng ma a. Tốt, Phi Vân Kiếm Vương, hiện tại tiểu tử kia phương hướng đã tìm được, chúng ta bây giờ thì đuổi theo, cầm lại thần kiếm, hái đầu hắn đi. Chỉ là 2-3 phút đồng hồ thời gian, cái kia tương tư trùng cuối cùng nghe thấy được ngày xưa người yêu phương hướng, không khỏi liều mạng hướng chỗ đó ngọ nguậy, tuy nhiên nó cái kia nhỏ gầy thân thể, mỗi nhúc nhích một chút chỉ là mấy cái mm mà thôi. Nhưng là nó nhưng như cũ không có không đình trệ leo lên lấy. Thế nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ gặp này, lại là trong mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh lẽo nụ cười, từng đạo sát cơ càng không ngừng theo trong hai con người bắn ra, tiếp lấy vung tay lên, liền hét lớn Phi Vân Kiếm Vương đứng dậy truy sát đi. Đan Thanh Sinh thật sâu hít một hơi, cũng là không thể không theo thật sát đi. Một phương diện khác, mà kiếm mang theo cổ tam thông bay ra vương phủ về sau. Trác Phàm đuổi vội vàng đứng dậy nhảy một cái, liền bỗng dưng đem cổ tam thông tiếp vào trong ngực, ôm lấy hắn vội vã hướng nơi xa bay đi, cái kia ma kiếm thì là trong nháy mắt ẩn nặc đến trong cơ thể hắn, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, chính như Bách Lý Kinh Vĩ sở liệu đồng dạng, Trác Phàm giờ này khắc này nhưng cầu một cái chữ nhanh, cũng không có thời gian chú ý hắn sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm rời xa chỗ thị phi này, sau đó đến một cái an toàn tràng sở. Cho tiểu tam tử tận tâm liệu thương. Dù sao, làm cho tới bây giờ không bị qua dù là một tia bị thương cổ tam thông tới nói, lần này thương thế thật sự là quá nặng, thế mà đã nguy hiểm cho đến tánh mạng, điều này không khỏi làm Trác Phàm trong lòng càng thêm ngưng trọng lên. Hưu,
giống như sao băng xẹt qua chân trời, Trác Phàm ôm lấy cổ Tam Thông gầy tiểu thân tử, cấp tốc hướng nơi xa tiến đến, không dám chậm trễ chút nào, chỉ là nửa canh giờ công phu, đã bay khỏi Phi Vân Thành ngoài ngàn dặm. Bởi vì Thượng quan Ngọc Lâm tự bạo cùng Thượng quan Phi Hùng bọn họ đột kích, Phi Vân Vương phủ hai đại bạo động nguyên nhân, toàn bộ Phi Vân Thành cao thủ đều cùng nhau hướng cái kia hai cái địa phương đuổi, Trác Phàm chạy ra chỗ đó lúc, cùng dự đoán một dạng, không có nhận đến mảy may ngăn cản, thì dễ dàng đi ra. Trác Phàm cái này điều hổ ly sơn chi kế, cũng không chỉ là điều Thượng quan Phi Vân, Bách Lý Kinh Vĩ cái này hai cái đại lão hổ, còn có Phi Vân Vương phủ cùng Phi Vân Thành những hộ vệ kia, một đám tiểu lão hổ, toàn ở hắn rời phạm trù bên trong. Cứ như vậy, hắn chạy trốn kế hoạch có thể nói là nước chảy thành sông, thuận thuận lợi lợi hoàn thành, cùng hắn mới đầu lường trước đồng dạng, riêng là Bách Lý Kinh Vĩ thái độ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm trong lòng sớm đã trưởng khống hết thảy. Siêu siêu gió lạnh tại non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thổi, cổ Tam Thông khi đó mà tối tăm khuyết, thỉnh thoảng thanh tỉnh cái đầu nhỏ, cuối cùng chậm rãi mở ra suy yếu hai con ngươi, lại chính gặp một đạo ấm áp lồng ngực hung hăng dán vào hắn khuôn mặt nhỏ, hai cái cao to mạnh mẽ song vách tường cũng tại kéo lấy hắn thân thể, tại hư không ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua. Ngửa đầu xem xét, cái kia quen thuộc khuôn mặt, không phải mình cái kia lão cha Trác Phàm, là ai đâu. Bỗng dưng, cổ Tam Thông khuôn mặt nhỏ hơi hơi lắc một cái, trong lòng chợt cảm thấy một trận chua xót cảm động, đúng là chưa từng giống bây giờ như vậy, ỷ lại lấy chính mình cái này nghĩa phụ, mang theo một chút nức nở nói, lão cha, ngươi tới cứu ta. Đó là đương nhiên, ngươi là nhi tử ta không cứu ngươi, người nào cứu ngươi. Cúi đầu nhìn một chút chính mình cái này nhiều ngày không thấy con nuôi, Trác Phàm trên mặt tuy nhiên nghiêm túc, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một cái vẻ mặt vui cười đến, trấn an nói. Bờ môi bất giác hơi hơi run run, cổ Tam Thông trầm ngâm một chút, không khỏi một mặt xin lỗi nói, lão cha. Thật xin lỗi. Tại sao muốn nói xin lỗi, người chỗ nào thật xin lỗi ta? Là ta lần này quá tùy hứng, vốn là lão cha kế hoạch không chê vào đâu được, đều là ta. Lỗ mãng xông ra đến, để lão cha lo lắng hãi hùng, còn bốc lên như thế lớn phong hiểm cứu ta. Khóe miệng bất giác một xẹp, cổ Tam Thông nói, liền yên lặng khóc thút thít. Đến sau cùng đã khóc không thành tiếng. Nho nhỏ một trương mặt non nớt lên, đã bị nước mắt dính đầy, trong lòng tràn đầy tự trách cùng hối hận. Trác Phàm cứ như vậy yên lặng nhìn lấy hắn, không có nói một câu, thì như vậy yên tĩnh trên không trung bay lên, bay lên. Thẳng đến thật lâu, cổ Tam Thông đã khóc khô nước mắt, hơi hơi khóc nức nở lúc, Trác Phàm mới bật cười lớn, sâu xa nói, tiểu Tam Tử. À, đã ngươi cảm thấy ngươi sai, như vậy đêm hôm ấy. Cho ngươi một cái làm lại cơ hội, ngươi sẽ còn tùy tiện lao ra, đi cứu nhà đầu kia sao? Thân thể nhịn không được nhất động, cổ Tam Thông nhất thời trong lòng chấn động, nhất thời rơi vào do dự cùng trong trầm tư. Thật lâu, hắn lại là vẫn như cũ chậm rãi gật gật đầu, nhỏ giọng thì thầm, dường như hoàn toàn không có lực lượng nói, biết, phụ thân. Thật sao, cái kia vì sao sai, còn phải lại sai một lần, tiếp tục sai xuống dưới. Trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Trác Phàm chỉ là yên tĩnh phi hành trên không trung, thăm thẳm lên tiếng, nhìn không ra hỉ nộ tới. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hắn, cổ Tam Thông suy nghĩ nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài, bởi vì ta không muốn cô có việc. Vậy ngươi còn nói ngươi sai. Ta nói là, ta để ngươi lo lắng cho ta mạo hiểm, đây là ta sai. Thế nhưng là ta cũng không thể nhìn cô nàng ra chuyện, nàng bình thường đối với ta rất tốt. Cho nên... Nếu là có thể làm lại, ta vẫn như cũ hội cứu cô, nhưng là không hy vọng phụ thân vì ta mạo hiểm. Hai cái non mịn ngón tay ở trước ngực giao nhau vài vòng, cổ Tam Thông một mặt tâm thần bất định, tế thanh tế khí mà nói. Mí mắt hơi rủ xuống, liếc hắn một cái, Trác Phàm hô hấp khiêm tốn, đạm mạc lên tiếng, tiểu Tam Tử, đã như vậy lời nói, vậy cũng chớ nói xin lỗi. Phụ thân, không khỏi giật mình, cổ Tam Thông chợt lắc một cái, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Trác Phàm nói chuyện lạnh lùng như vậy, hắn còn tưởng rằng, Trác Phàm thật sinh khí. Thế nhưng là tiếp đó, Trác Phàm lại là thở dài một hơi, không khỏi cười khẽ một tiếng, thiếu niên khinh cuồng, người nào cũng đã có, làm sai sự tình cùng làm đúng sự tình thời điểm, ai cũng đã có, không có gì quan trọng. Huống hồ trên đời này đúng sai, vốn là tương đối, không có tất nhiên. Chỉ cần ngươi cảm thấy cái kia làm, thì tận lực làm đi thôi. Cho dù là sai,
chỉ cần cảm thấy đáng giá, ngươi cứ việc sai đi xuống đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận về sau mang đến kết quả liền có thể. Nam tử Hán đại trượng phu lập tại thế gian, không muốn tổng đem có lỗi với ba cái chữ treo ở bên miệng, cái kia không có bất cứ tác dụng gì. Một người nam nhân, cần là gánh chịu, mặc kệ đúng sai, đều muốn gánh chịu. Ngươi đã cứu nhà đầu kia, liền nên gánh chịu đến tiếp xuống đã phát sinh hết thảy sự tình, bao quát phụ thân ngươi ta, sẽ vì này giao ra tất cả đại giới, bao quát sinh mệnh. Không, lão cha, ta không muốn cho ngươi. Nghe đến Trác Phàm lại nhưng đã xuất hiện ý chết, Cổ Tam Thông không khỏi vội vã lắc lắc đầu, đã là nhanh dọa sợ, trong mắt phủ đầy nước mắt. Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, trước nghĩ kỹ sau lại làm. Tiểu Tam Tử, người không giống như trước kia là một cái người, người mỗi một động tác đều liên lụy rất rộng. Người không nguyện ý nhà đầu kia ra chuyện, chẳng lẽ ta liền có thể mặc cho người ra chuyện sao? Ta nhưng là cha ngươi a. Bờ môi lắc một cái, Cổ Tam Thông đầy mắt phụ khí, méo miệng gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã cảm động đến ào ào. Đây chính là phụ thân, nguyện ý vì hắn cái này bất hiếu tử làm ra hết thảy, gánh chịu tất cả phụ thân. Lúc này, Cổ Tam Thông mới chính thức cảm nhận được Trác Phàm đối với hắn ngọn núi lớn kia giống như tình thương của cha, cũng bản thân cảm giác được một cỗ thật sâu dựa vào. Trước kia Trác Phàm thực lực thượng thiếu, mọi thứ đều là từ hắn ra mặt giúp Trác Phàm bãi bình phiền phức, hắn chỗ chân quý cũng chỉ là cùng Trác Phàm cha con ở giữa vuốt ve an ủi mà thôi. Cho đến lúc này, hắn gặp rủi ro thời khắc, hắn mới thật cảm nhận được phụ thân cái kia rộng lượng cánh tay, vì hắn che gió che mưa vĩ đại. Giờ khắc này, Trác Phàm người phụ thân này trở thành hắn tất cả, không còn là nghĩa phụ, mà chính là trên đời độc nhất vô nhị phụ thân, có thể dựa vào cánh tay phụ thân. Còn có, hai cha con chúng ta có lời gì không thể nói rõ đâu. Người muốn hộ nhà đầu kia, người sớm nói với ta một tiếng, ta tự sẽ bảo vệ nàng an toàn. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, người không muốn để cho ra chuyện người, ta nhất định sẽ không để cho nàng rơi một sợi lông. Ngay sau đó, Trác Phàm trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, bất quá. Cũng là ta thiếu giám sát, những ngày kia vẫn muốn phong ấn chỗ kia thủy các kế hoạch, đúng là không có chú ý tới người biến hóa, là ta cái này phụ thân thất trách. Chỉ một điểm này tới nói, là ta cái kia xin lỗi ngươi. Nói, Trác Phàm một tiếng ai thán, trên mặt bất giác có chút áy náy. Cổ Tam Thông gặp càng là xấu hổ khó làm, vội vã khoát tay một cái nói, không không không. Đây đều là ta sai. Ta vẫn cho là lão cha trong mắt ngươi chỉ có cái kia 8 chỗ thiên địa phong huyệt, còn lại đều không để vào mắt, phàm là cùng kế hoạch xung đột sự tình cùng người, đều sẽ mau chóng bài trừ, cho nên ta mới không dám theo ngươi nói, sợ ngươi một trận mắng chửi. Thân thể nhịn không được chấn động, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy Cổ Tam Thông cái kia áy náy khuôn mặt nhỏ, trong lòng bất giác một trận thất lạc. Chẳng lẽ mình tại nhi tử trong lòng, cũng là lạnh lùng như vậy, bất cận nhân tình người sao? Có lẽ trước kia đúng không, nhưng... Tiểu Tam Tử, người nhớ kỹ là cha một câu, yêu ai yêu cả đường đi. Chúng ta là người một nhà, người ưa thích, là cha cho dù không vui, cũng sẽ tận lực đi ưa thích. Cho nên về sau, tin tưởng ta. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm chợt trước mắt nhất định, một mặt chân thành tha thiết nhìn về phía Cổ Tam Thông nói. Nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia thâm tình hai con ngươi, Cổ Tam Thông tuy nhiên sắc mặt tiểu tụy. Nhưng vẫn là hung hăng một chút đầu, nhất thời lộ ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cũng là cười một tiếng, trong lòng vui vẻ rất nhiều. Thế mà, ngay tại lúc này, hai cha con tâm càng thêm thân cận thời khắc, một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng cười điên cuồng lại đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên, nhất thời đem bọn hắn dọa đến giật mình, ha ha ha. Cổ Nhất Phàm, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Trác Phàm vội vàng quay đầu nhìn qua, lại là trong lòng nhất thời trầm xuống. Đáng chết, đám người này còn thật như vậy nhanh tìm đến a. Hiu hiu hiu. Ba đạo tiếng xé gió cấp tốc ở chân trời xẹt qua một đạo mỹ lệ thẳng tắp, như sao băng quá cảnh đồng dạng, thoáng qua tức thì, lại chính là Thượng Quan Phi Vân, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh ba người không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá trăm dặm Kinh Vĩ khả năng tốc độ có hạn. Vẫn là từ Đan Thanh Sinh lôi kéo bay. Như thế như vậy, một vị đế quốc đệ nhất cố vấn cùng hai vị kiếm vương bóng người liền nhất thời xuất hiện tại Trác Phàm hai người sau lưng, khí thế cường đại ngăn không được xông vào mũi, nhất thời khiến Trác Phàm nhìn không được khí tức trì trệ,
trong lòng kinh hãi, mi đầu bỗng dưng liền hung hăng nhăn lại đến, tại giữa lông mày ngưng tụ thành một cái vấn đề. Những người này làm sao nhanh như vậy thì đuổi theo, tốt giống biết chúng ta vị trí giống như. Cổ Tam Thông gặp, cũng là trong lòng kinh hãi, đồng thời trong mắt một trận không hiểu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm ôm lấy Cổ Tam Thông thân thể, không khỏi lần nữa hung hăng một bước chân, càng ra tốc hơn giây lát, không cần phải nói, khẳng định là ở trên thân thể ngươi làm tiêu ký. Đám này cẩu vật, theo mùi vị đã nghe tới. Cái gì, là ta đem bọn hắn dẫn tới. Trong mắt nhịn không được run run, Cổ Tam Thông nhất thời trì trệ, trong lòng một trận hổ thẹn, lão cha, xin lỗi, lại là ta. Tiểu Tam Tử, ta không phải nói a, nam nhân khác tùy tiện liền xin lỗi, huống hồ. Khóe miệng hơi hơi một phát, Trác Phàm nhất thời cười khẽ một tiếng, cái này tất cả mọi thứ, lão cha đã sớm dự liệu được. Thật, yên tâm đi, tin tưởng lão cha. Hưu, lóe lên một cái, Trác Phàm liều mạng chạy trốn. Nhưng là trong đôi mắt lại là ánh sao rạng rỡ, không có nửa điểm bối rối, ngược lại nặng nề tỉnh táo vô cùng. Dường như tại hắn sau lưng đuổi theo cắn thật sự là ba đầu chó mà thôi, mà không phải hai đại kiếm vương, một đại thừa tướng tuyệt cường tổ hợp. Dạng này phân phối tổ về sau, đoán chừng tại toàn bộ Trung Châu, có thể theo ba người bọn họ trong tay chạy mất không có mấy cái, nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ đầy mặt vẻ tự tin, dưới chân vẫn không giảm mảy may tốc độ. Chạy gọi là một cái hoan nhi a. Nhìn thấy cái này, Thượng quan Phi Vân không khỏi nhất thời sùi cười ra tiếng, trêu đùa tiểu tử kia thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, lúc này còn không thúc thủ chịu trói, còn thật sự coi chính mình có thể tại chúng ta dưới tay chạy mất sao. Bất quá, hắn coi như đầu hàng, chúng ta cũng sẽ không tha cho tính mạng hắn, ha ha ha. Đúng vậy a, Cổ Nhất Phàm phải chết. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười lạnh thành tiếng, nhìn trong tay một mực tại hướng Trác Phàm phương hướng chỗ đó leo lên tiểu trùng tử, phát ra trận trận mỉa mai thanh âm, hắn trên người con trai có 10.000 dặm phiêu hương mùi vị, coi như lần này lại dùng không gian truyền tống trận truyền đi, chúng ta cũng có thể chết truy không thả. Hắn nhi tử nặng như vậy thương thế, như thế cấp tốc truy đuổi, cách cái chết thì không xa, đến lúc đó nhìn hắn xử trí như thế nào, ha ha ha. Trăm dặm thừa tướng. Ngài ngược lại là có cái này nhàn tình nhã trí tra tấn tại hắn, nhưng là lão phu nhưng là chờ không. Bất giác khẽ quát một tiếng, Thượng quan Phi Vân lúc này hất lên kiếm chỉ, hướng Trác Phàm chỗ đó cấp tốc chỉ đi, mắng chửi liên tục, họ Cổ, thức thời đem trùng thiên kiếm giao ra, lão phu tha cho ngươi khỏi chết, nếu không. Hừ hừ, bạch, một đạo kinh thiên kiếm mềm dai đột ngột được đến Trác Phàm sau lưng, cái kia sắc bén kiếm mang, nhất thời để Trác Phàm thân thể lắc một cái. Từng chiếc lông tơ đều thẳng thẳng xạ khởi lai, dường như sau lưng có một thanh lưỡi hái tử thần tại bổ về phía hắn đồng dạng, làm cho hắn nhất thời đạp chân xuống, thân thể nghiêng một cái, liền bản năng hướng bên cạnh né tránh đi. Siêu! Một đạo lãnh phong, thẳng tắp dán vào hắn gương mặt xẹt qua, thẳng khiến hai gò má một trận đau nhức, như bị lột một lớp da một dạng, lạnh lẽo, đẫm máu. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang tiếng vang. Đạo kiếm quang kia hung hăng nện ở phía dưới một mảnh dãy núi ở giữa, một liền đem trọn mảnh sơn lâm, mấy trăm dặm chỗ, cùng nhau san thành bình địa. Uy áp mạnh mẽ theo nổ tung chỗ hung hăng đánh tới, bỗng nhiên đập vào mặt, chỉ làm cho chính đang phi hành Trác Phàm cũng là nhịn không được thân thể lay động, thân hình bất ổn, lại khó tiến lên mảy may. Mà phía trước cái kia mảnh sơn lâm nổ tung chỗ càng là xôn xao, đất vàng đầy trời, xông thẳng tới chân trời, đem trọn cái trời xanh mây trắng. Trong nháy mắt sơn thành một mảnh mờ nhạt chi sắc, già thiên tế nhật, đều là bụi mù tràn ngập. Dường như đột nhiên, Trác Phàm tiến lên trên đường thì đột nhiên xuất hiện một mảnh bụi mù lượn lờ sơn mạch to lớn, liền trời tiếp đất, hoàn toàn ngăn trở bọn họ đường đi. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm dừng thân, không khỏi trong lòng hoảng hốt, sắc mặt cũng là càng thêm ngưng trọng lên. Cái này cửu kiếm vương một kiếm chi uy, quả nhiên khác biệt tiếng vọng, chỉ là một chiêu, thì ngăn lại hắn đường đi. Như thế tới nói, hắn tiến lên không thể, chỉ có liều. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm không còn vọt tới trước, mà chính là chậm rãi xoay người lại, mắt trái bên trong màu đen lôi viêm lóe lên liền biến mất, phải đồng tử bên trong vầng sáng màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ, đã là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, nghênh chiến một chút cái này cửu kiếm vương. Kít, tiến lên thân thể ào ào đình trệ, ngăn cách ngàn mét xa, cùng Trác Phàm xa xa đối lập. Thượng quan Phi Vân không khỏi sùi cười một tiếng, liên tục trêu đùa, ai nha nha,
cổ đại sư, làm sao không chạy? Hừ hừ, đã tránh cũng không thể tránh, còn có cái gì có thể trốn, không bằng nhất chiến. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm dường như đã tại vùng vẫy dẫy chết giống như, hét lớn lên tiếng, trong mắt tràn đầy hẳn phải chết ý chí, không nói ra anh hùng khí khái. Bất giác thản nhiên cười, Thượng quan Phi Vân một mặt khinh thường bĩu môi, chiến. Cổ đại sư, ngài hồ đồ a, người muốn cùng chúng ta nhất chiến, dựa vào cái gì? Người có cùng chúng ta nhất chiến thực lực sao? Ha ha ha! Cho dù không có, lão tử cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm đem trong ngực cổ tam thông không khỏi ôm càng chặt điểm, cười to lên, huống hồ, trận chiến ngày hôm nay nếu là truyền đi, nói ta là cùng kiếm vương chiến tử, cũng coi như lưu lại sau lưng tên, không uổng công đời này. Nhưng nếu là bị giết chết, cái kia cùng người khác có khác biệt gì? Ta cổ nhất phàm tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ liền trở thành 11 phẩm luyện đan sư, cũng coi như thiên chi con cưng, sao có thể cùng tục nhân đồng dạng, tầm thường vô vi, không có tiếng tăm gì đâu. Ha ha ha, mi đầu bất giác vẩy một cái, Thượng quan Phi Vân thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong tai nghe lấy hắn tùy tiện cười như điên, không khỏi quay đầu nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ hai người, suy cười ra tiếng, ai nha nha, cái này họ cổ vẫn rất có truy cầu a, chết đều phải chết đến không giống bình thường, danh lưu thiên cổ a. Thiếu niên đắc chí, tự nhiên lòng mang khát vọng, cùng người khác khác biệt, cái này không có gì quá kỳ quái. Đồng dạng là chết, một loại như cỏ rác đồng dạng bị giết chết, vô thanh vô tức, một loại có thể bị chết có tôn nghiêm, bị tất cả mọi người ghi khắc, đoán chừng ai cũng chọn cái sau đi. Nhẹ nhàng trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía đối diện Trác Phàm, cất cao giọng nói, cổ đại sư, người biết rõ ta một mực nặng hiền dùng mới, người cũng là khó được nhân tài, chỉ cần ngươi đem trùng thiên kiếm giao ra, chưa chắc không thể cải tà quy chính, vì đế quốc hiệu lực đâu. Bách Lý Kinh Vĩ nói 10 phần thành khẩn, ánh mắt cũng có chút chân thành tha thiết, nhưng là Trác Phàm gặp, lại là ngăn không được sùi cười rộ lên, lắc đầu khẽ thở dài, trăm dặm thừa tướng xác thực nặng mới nhâm hiền, nhưng là ta tại Trung Châu một năm có thừa, nhưng lại chưa bao giờ biết được thừa tướng đại nhân dưới trướng, có gì trí tuệ hơn người mưu sĩ. Trung Châu lớn như vậy khu vực, chẳng lẽ còn ra không trí giả sao? Vẫn là nói, thừa tướng đại nhân trí tuệ hơn người, như trăng sáng giữa trời, che giấu bọn họ tài hoa. Hừ hừ, cái này cũng không nên a, đại nhân luôn luôn nặng hiền, há có thể chìm không nhân tài. Vẫn là nói, đại nhân cũng có đố kỵ người tài thời điểm, văn nhân đem nhẹ thời khắc,